Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 5. Ánh trăng. Đèn đường. Gió thổi nhẹ nhẹ. Cảnh đẹp thơ mộng. Lý Nguyệt nhất thời ngây người lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Thương, trong lòng cô như thể đang có một con nai chạy loạn xạ, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên. Những năm này, mọi người đều biết cô là vợ sắp cưới của Tô Thương, chỉ có những người con trai cực kỳ cá biệt mới dám lại gần cô. Nhưng những người này Lý Nguyệt đều không thích, cô cảm thấy bọn họ quá giả tạo. Ngay từ đầu, Lý Nguyệt đã có cảm tình với Tô Thương, lúc đó Tô Đại Thiếu Gia vẫn là một anh chàng thiếu gia văn nhã, dịu dàng như ngọc. Nhưng mà 5 năm trước, sau khi mẹ anh qua đời, Tô Đại Thiếu Gia lại gặp một số chuyện, sau đó liền biến thành tên thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, vô công rồi nghề ở trong miệng mọi người. Lý Nguyệt vì thế mà vô cùng tức giận, mỗi lần nghe thấy mấy chuyện bừa bãi, vô lý mà Tô Đại Thiếu Gia làm thì đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng cô vẫn còn quan tâm đến anh, nếu không thì sẽ không vì Tô Đại Thiếu Gia mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Mặc dù cô từng thích Tô Đại Thiếu Gia nhưng mà Tô Đại Thiếu Gia đã làm sai rất nhiều việc, dần dần Lý Nguyệt cũng bắt đầu chán ghét Tô Đại Thiếu Gia. Nhưng mà 2 ngày trước, cô đã biết được sự thật rồi, hóa ra rất nhiều việc mà Tô Đại Thiếu Gia đã làm đều là bị người ta tính kế hãm hại. Nhưng quan trọng hơn là, Tô Đại Thiếu Gia không phải là đồ bỏ đi, những năm gần đây anh luôn nhẫn nhịn, ẩn mình mà thôi. Cho nên, cảm tình của Lý Nguyệt đối với Tô Thương được khôi phục lại rồi, thậm chí còn yêu thích Tô Thương hơn trước nữa. Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt đang ở trước mặt mình, tim của Lý Nguyệt đập lên rộn ràng, hormone tình yêu cấp tốc tiết ra. Sau khi dừng lại một chút cô liền vùng vẫy, nhỏ giọng nói, để em suy nghĩ đã, anh mau buông tay ra đi, tuột áo của em rồi này. Tô Thương bây giờ mới phát hiện ra, hành động lúc nãy của mình mạnh quá, làm cho áo của Lý Nguyệt bị tuột qua một bên, bây giờ có thể nhìn thấy được một bên vai trắng nõn như tuyết của cô đang lộ ra. Sợ gì chứ? Tô Thương ngắm nhìn Lý Nguyệt, nghiêm túc nói, áo cũng chỉ mặc cho người ngoài xem mà thôi, em là vợ của anh, ở trước mặt anh, không mặc áo cũng được. Anh nói bậy gì vậy, ai muốn ở trước mặt anh mà không mặc áo chứ? Lý Nguyệt giãy giụa thoát ra khỏi Tô Thương, khuôn mặt như ngọc ửng đỏ, cô đứng ở một bên, ngượng ngùng nói, anh mà còn như vậy thì em không thèm để ý đến anh nữa đâu. Ha ha, được rồi, không đùa với em nữa. Tô Thương cười nói. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ, thẹn thùng của Lý Nguyệt, anh đều cảm thấy vô cùng thú vị. Tiếp đó, hai người cùng nhau đi dạo rất lâu, đến khi Lý Nguyệt cảm thấy mệt rồi thì mới dừng lại. Sau đó, Tô Thương và Lý Nguyệt cùng nhau ngồi ở băng ghế dài trong công viên, cùng nhau ngồi ngắm cảnh sắc ban đêm. Tô Thương, không còn sớm nữa, em phải về nhà rồi. Lúc này, Lý Nguyệt nói. Tô Thương gật đầu, anh đang chuẩn bị đưa Lý Nguyệt trở về. Thì ngay lúc này, anh phát hiện ra một ánh mắt lạnh lẽo đang âm thầm dõi theo mình và Lý Nguyệt. Hử, là ai? Tô Thương nhíu mày, lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác đề phòng xung quanh. Người trong bóng tối thực lực khó lường, khí tức lại càng đáng sợ hơn, tuyệt đối vượt qua hóa kình rồi. Hơn nữa, khí tức của người này có chút quen thuộc, mình chắc chắn có quen biết người này. Trầm tư một lúc thì Tô Thương lập tức phản ứng lại. Nạp Lan Tổ. Người nấp trong bóng tối đó là cao thủ tông sư, Nạp Lan Tổ. Tô Thương, sao vậy? Lý Nguyệt nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Tô Thương bèn hỏi. Không sao, vợ à, em nghỉ một lúc đi. Tô Thương nở một nụ cười rồi đưa một sợi linh khí vào cơ thể của Lý Nguyệt. Em. Lý Nguyệt đang muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói xong thì cảm thấy đầu óc đột nhiên choáng váng. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sợi linh khí này sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn gì cho cô, ngoại trừ làm cho cô ngủ một giấc ra, còn có thể tẩm bổ cơ thể, còn tốt hơn cả thuốc bổ nữa. Tô Thương đỡ Lý Nguyệt rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống băng ghế dài, sau đó trầm giọng nói, ông chủ Nạp Lan, đừng trốn nữa, ra đi. Sau một lúc, tại đó bỗng xuất hiện một bóng người, lưng cong cong, mặt đầy nếp nhăn, chính là Nạp Lan Tổ. Lúc này, Nạp Lan Tổ chăm chú nhìn Tô Thương, vô cùng kinh ngạc, sao cậu lại phát hiện ra tôi được? He he, Tô Thương không trả lời chỉ thản nhiên nói, ông chủ Nạp Lan, tối như vậy rồi còn đi theo chúng tôi, ông muốn làm gì hả?
Tô đại thiếu gia, tôi tìm cậu muốn hỏi rõ một chuyện. Nạp Lan Tổ không nói nhảm, mặt trầm như nước, đi thẳng vào chủ đề nói, tối qua Nạp Lan Dịch bị người ta vu oan giá họa, có liên quan gì đến nhà họ Tô của cậu không? Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi sao? Tô Thương mỉm cười nhưng lại không thèm để ý bởi vì sớm muộn gì Nạp Lan Tổ cũng sẽ biết được sự thật. Chỉ là Nạp Lan Dịch đã chính miệng thừa nhận, nước Đê và quốc nhận sẽ không tin lời giải thích của nhà Nạp Lan nữa, cho nên Nạp Lan Tổ biết Nạp Lan Dịch bị người ta vu oan rồi thì cũng không sao, ông ta cũng sẽ không hóa giải được mâu thuẫn với hai thế lực này được đâu. Vu oan giá họa gì chứ, tôi nghe không hiểu gì cả. Tô Thương giả bộ không biết sự việc. Ha ha, Tô đại thiếu gia, tôi khuyên cậu biết gì thì mau nói ra, đừng ép tôi phải ra tay. Nạp Lan Tổ lạnh giọng uy hiếp nói, nếu không, cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Ông chủ Nạp Lan, ông có ý gì vậy, ông dám ra tay với tôi sao? Tô Thương không kiêu ngạo không tự ti nói, lẽ nào ông không sợ ông nội tôi biết chuyện này sao? Nếu như tôi đã tới đây thì chắc chắn đã có kế hoạch rồi, Tô đại thiếu gia, ở đây không có ai, cho dù là tôi giết cậu rồi thì e rằng cũng không ai biết cả. Nạp Lan Tổ thản nhiên cười nói. Dựa vào thủ đoạn của tôi thì cũng sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào, ông nội cậu chắc chắn sẽ không nghi ngờ tôi. Bây giờ, cậu kể hết rõ ràng chuyện tối qua cho tôi, có lẽ tôi có thể suy xét cho cậu một con đường sống. Tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết. Tô Thương, uất ức, nói. Hừ, còn ngoan cố sao, Hồng Liên đao rõ ràng là do cậu cố ý để dưới chân của Nạp Lan Dịch, cậu nhất định biết rõ mọi chuyện. Nạp Lan Tổ trầm giọng nói, Tô đại thiếu gia, nếu như cậu không nói, thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Cô gái ở bên cạnh cậu là Lý Nguyệt của nhà họ Lý đúng không? Tôi giết cậu trước rồi lại giết cô ta, không ai biết chuyện này là do tôi làm cả. Tô Thương nghe hiểu rồi, lão già này đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi, thế là ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Việc đã đến nước này, anh cũng không cần phải giả bộ nữa, giọng điệu hờ hững nói, Nạp Lan Tổ. Muốn giết tôi thì phải xem ông có cái bản lĩnh đó hay không đã. Bù. Vừa nói dứt lời xong, xung quanh Tô Thương tỏa ra uy thế vô cùng khủng khiếp, trong nháy mắt bao phủ hết toàn bộ nơi đó. Cậu là người luyện võ. Nạp Lan Tổ kinh hãi, nhìn Tô Thương không chớp mắt, sợ hãi nói, khí tức này, ít nhất cũng sắp là tông sư rồi, Tô đại thiếu gia, không ngờ được cậu lại ẩn mình sâu như vậy, ngay cả tôi cũng bị lừa rồi. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Tô Thương không có chần chừ, anh cũng muốn thử xem thực lực của mình có thể đối chọi lại được với tông sư hay không. Bởi vậy, Tô Thương ngưng tụ thủy cầu tấn công trước. Là chân khí hóa ngũ hành, thành thục như vậy, cậu chính là cao thủ tông sư. Nạp Lan Tổ kinh hãi không thôi, vội vàng ra tay chống đỡ lại, trực tiếp đánh vỡ quả cầu nước, rồi lại lẩm bẩm nói, không đúng, chân khí của cậu không trầm mạnh như tông sư. Rõ ràng không phải là tông sư chân chính, nhưng cậu lại có thể điều khiển chân khí một cách tự nhiên như vậy. Tô Thương, rốt cuộc cậu là cảnh giới gì? Linh khí, còn mạnh hơn gấp mấy lần chân khí. Chỉ là hiện nay Tô Thương vừa mới bắt đầu tu tiên, và mới chỉ là luyện khí tầng 2 mà thôi. Còn Nạp Lan Tổ thì đã tu luyện hơn mười mấy năm, trong giới võ thuật cũng có tiếng tăm, ông ta là một tông sư võ đạo. Mặc dù bây giờ Tô Thương dùng linh khí không có cách gì đối chọi lại với Nạp Lan Tổ, nhưng cũng không thể nói là linh khí yếu. Một người vừa mới nhập môn và một người đã tu luyện mười mấy năm, hoàn toàn không thể so sánh được. Giờ phút này, nghe thấy Nạp Lan Tổ hỏi như vậy Tô Thương cũng không hề giải thích, mà lao người thẳng tới. Nạp Lan Tổ thấy như vậy, cũng không cam lòng yếu thế, chủ động nghênh chiến. Cứ như vậy. Hai người đánh nhau hơn 5-6 phút thì cuối cùng Tô Thương bị đánh bại, bị Nạp Lan Tổ đánh cho một trưởng phải lui ra sau. Quả nhiên, bây giờ mình vẫn chưa đối chọi lại được với tông sư võ đạo. Tô Thương đứng chững lại, lau vết máu ở khóe miệng rồi ôm lấy Lý Nguyệt nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Bây giờ, anh muốn tìm một nơi nhanh chóng luyện hóa xong sát khí, đến lúc đó anh tự tin nhất định có thể giết chết Nạp Lan Tổ. Tên này tuyệt đối không được để sống. Nếu không sẽ là tai họa về sau. Nạp Lan Tổ nhìn theo bóng dáng của Tô Thương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhanh chóng đuổi theo. Tối nay, Nạp Lan Tổ vô cùng kinh ngạc. Ông ta thật không ngờ tới,
Tô đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng vậy mà lại ẩn giấu thực lực, hơn nữa còn mạnh như vậy. Nhà họ Tô đã có Tô Cân Dực rồi, nếu như Tô đại thiếu gia càng lớn mạnh thì 100 năm sau này cả Giang Bắc đều thuộc về nhà họ Tô rồi, nhà Nạp Lan chắc chắn sẽ bị đè cho không ngóc đầu lên được. Đờ en di nhiên, quan trọng nhất là, Nạp Lan Tổ đã lộ sát ý với Tô Thương rồi, nếu như không giết chết Tô Thương thì không cần đợi đến sau này, chỉ sợ đêm nay thôi Tô Kiền Khôn cũng sẽ chém giết tới tận nhà Nạp Lan. Nhớ tới Tô Kiền Khôn đầu đinh tóc bạc đó, Nạp Lan Tổ liền không kiềm chế được mà run hết cả người. Mặc dù đều là tông sư võ đạo nhưng đối với Tô Kiền Khôn ông ta vẫn có chút e ngại, nếu không sao lại mặc cho nhà họ Tô tự xưng là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc. Tóm lại, đêm nay bất luận thế nào Nạp Lan Tổ cũng phải giết chết Tô Thương, chấm dứt tai họa về sau. Trong đêm tối, Tô Thương đang ôm lấy Lý Nguyệt, liên tục di chuyển, tốc độ không hề chậm. Nạp Lan Tổ vẫn đuổi theo phía sau, nhìn tình hình thì có thể thấy không lâu nữa thì có thể đuổi kịp Tô Thương rồi. Lúc đầu, Nạp Lan Tổ còn có chút hoang mang, chỉ sợ Tô Thương chạy về trang viên nhà họ Tô, đến lúc đó thì ông ta không thể đuổi theo được nữa rồi. Nhưng Tô Thương lại không hề chạy về hướng trang viên nhà họ Tô, mà lại chạy về phía Đông Sơn, điều này khiến Nạp Lan Tổ không ngừng cười lạnh. Ha ha, Tô Thương, hoảng hốt chạy bừa rồi phải không? Khóe miệng Nạp Lan Tổ nhếch lên, trong mắt tràn đầy sát ý, không ngừng đuổi theo Tô Thương. Khoảng mười mấy phút sau, Tô Thương chạy một mạch vào khu rừng ở Đông Sơn, biến mất ngay trước mắt Nạp Lan Tổ. Nạp Lan Tổ nhìn thấy như vậy, liền nhíu mày quan sát kỹ xung quanh, nhưng lại không hề tìm thấy được khí tức của Tô Thương. Tô Thương, đừng tưởng lấy khu rừng làm lá chắn thì tôi tìm không ra cậu. Nạp Lan Tổ cười nhạo rồi tung người nhảy lên mấy cái, thì đã đến được sườn núi Đông Sơn. Ở chỗ này, ông ta ở trên cao nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng. Đương nhiên, bởi vì khu rừng quá rậm rạp, Nạp Lan Tổ không thể thấy được cảnh bên trong khu rừng. Nhưng một khi rời khỏi sự che chắn của khu rừng thì ông ta sẽ phát hiện ra ngay. Tô Thương, không phải cậu biết nhẫn nhịn sao, tôi ngược lại muốn xem, cậu có thể nhịn được bao lâu. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Tổ liền ngồi khoanh chân lại ở giữa sườn núi, hai tay vòng lại tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng ông ta không hề buông lơi cảnh giác, một khi Tô Thương rời khỏi khu rừng thì ông ta chắc chắn sẽ nhận ra. Cùng lúc đó, Tô Thương đang ôm lấy Lý Nguyệt ẩn nấp trong hang động sâu bên trong khu rừng. Sơn động này yên tĩnh, tối tăm, tối qua Hồng Liên đao chính là được đào lên từ chỗ này. Nạp Lan Tổ, ông không đi thì tốt, cho tôi một ngày, đến lúc đó ông muốn đi cũng đi không được. Tô Thương đương nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nạp Lan Tổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạo. Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đặt Lý Nguyệt xuống. Đồng thời phát ra một luồng linh khí tạo thành một cái lồng trong suốt ấm áp bao phủ lấy Lý Nguyệt, như vậy thì Lý Nguyệt có thể yên tâm ngủ ngon, không sợ bị cảm lạnh. Thu xếp xong cho Lý Nguyệt, Tô Thương liền ngồi khoanh chân lại, đi vào trạng thái tu luyện. Vù! Cửu U Trấn Ngục Quyết bắt đầu chuyển động trong cơ thể của Tô Thương, một vòng rồi lại một vòng, cứ vòng qua vòng lại, sát khí trong cơ thể của anh từng chút một dần chuyển hóa thành linh khí. Giờ này phút này. Nhà họ Lý ở Giang Bắc đang loạn cả lên. Lão gia nhà họ Lý là Lý Thuần Phong, tuy đã già nhưng vẫn còn rất khỏe, ông ta mặc bộ trường bào, giống như mấy đạo sĩ tu tiên trong mấy phim truyền hình vậy. Lý Thuần Phong người luôn thờ ơ lãnh đạm với mọi chuyện thì bây giờ lại vô cùng lo lắng. Sao Lý Nguyệt đang yên đang lành lại mất tích, gọi điện cũng không được, không bình thường chút nào. Lý Thuần Phong nghiến răng nói, lần cuối nó xuất hiện là ở đâu, cùng với ai? Một người đàn ông trung niên mặt đầy râu đứng bên cạnh nói cha, con đi hỏi rồi, Kỳ Kỳ nói là Lý Nguyệt đi mua sắm với Tô Thương rồi. Đi mua sắm, Lý Thuần Phong nhíu mày nói, là ý gì? Là đi dạo. Người đàn ông râu ria tua tủa lại nói tiếp, vốn dĩ Kỳ Kỳ đi ăn cơm chung với tụi nó, nhưng sau khi ăn cơm xong thì Tô Đại Thiếu ra nói muốn đi dạo với Lý Nguyệt, mà camera khu vực đó cũng hư mất rồi, cho nên không tìm ra được tụi nó đang ở đâu nữa. Camera là do Nạp Lan Tổ làm hư, ông ta lo lắng hành vi của mình sẽ bị bại lộ, vì vậy mà các camera ở trên đường đều bị ông ta dùng chân khí phá tan tành. Tô Đại Thiếu gia, Lý Thuần Phong nghe thấy như vậy liền nghiến răng nghiến lợi nói, cái đồ chó xấu xa đó,
sao Lý Nguyệt có thể cùng đi dạo với nó chứ? Khuê Võ, điều tra ngay cho cha, rồi lập tức kêu đám cao thủ của nhà họ Lý tản ra đi tìm, nhất định phải tìm ra chỗ của hai người tụi nó. Lý Nguyệt là đứa cháu gái mà ông đây yêu quý nhất, cái hôn ước chó má đó ông đây sớm đã muốn hủy rồi. Tô đại thiếu ra cái đồ rác rưởi này, lần trước đấu chó thua luôn cả Lý Nguyệt, nếu không phải là vì giao tình với Tô Kiền Khôn thì ông đây hôm đó đã phế bỏ nó rồi. Lý Thuần Phong không kiềm được tức giận nói, hiện tại thì tốt rồi, cái đồ bỏ này vậy mà dám đem Lý Nguyệt đi, còn cố ý phá hỏng camera, rõ ràng là có ý đồ xấu mà. Nếu như Lý Nguyệt xảy ra chuyện gì, thì ông đây cho dù là đoạn tuyệt với nhà họ Tô thì cũng phải giết chết nó. Vâng. Lý Khuê Võ nghiến răng nghiến lợi nghe lời, rồi lập tức đi sắp xếp. Ông ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bây giờ lại nghe nói tên xấu xa Tô đại thiếu ra đem con gái mình đi, đương nhiên tức không nhịn nổi được rồi, thề trong lòng, đợi sau khi tìm được Tô đại thiếu ra thì nhất định phải tra tấn một trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ. Nhà họ Tô nuôi dưỡng một tên cặn bã, chuyện này Tô Kiền Khôn không thoát khỏi liên quan, ông đây đi tìm lão già đó nói chuyện. Sau khi Lý Khuê Võ rời đi, Lý Thuần Phong vẫn chưa hết tức giận, trực tiếp đi đến trang viên nhà họ Tô, kéo cao giọng hò hét. Tô Kiền Khôn, trả cháu gái lại cho tôi. Cái cuống họng này kinh động hết tất cả mọi người trong trang viên. Ông chủ Lý, ông đến rồi sao, mời vào trong. Tô Thần Binh đưa người ra cổng đón tiếp. Ở mặt nổi của Giang Bắc có hai đại cao thủ, một là Tô Kiền Khôn đầu đinh tóc bạc, hai là Nạp Lan Tổ lưng còng. Nhưng trong bí mật thì cao thủ của Giang Bắc không chỉ có hai người đó. Nhà họ Lý cũng là một trong bốn gia tộc lớn, đương nhiên cũng có gốc gác, mà Lý Thuần Phong là hậu đài mạnh nhất của nhà họ Lý. Lý Thuần Phong am hiểu về dùng kiếm, NSNG không ai biết ông ta dùng kiếm gì. Trong giới cao thủ Giang Bắc có lưu truyền câu nói, người nhìn thấy Lý Thuần Phong dùng kiếm trừ trường hợp là người cực kỳ cá biệt, còn lại thì chết hết rồi. Đơn giản mà nói, thực lực của Lý Thuần Phong hoàn toàn không yếu hơn Tô Kiền Khôn và Nạp Lan Tổ, chỉ là ông ta thích hạ mình, cho nên rất nhiều người không hiểu được truyền thuyết của ông ta, dần dà, ba chữ Lý Thuần Phong liền bị mọi người quên lãng. Nhưng Tô Thần Binh biết sức mạnh của Lý Thuần Phong, cho nên mới không dám sơ suất với ông ta. Cút đi. Lý Thuần Phong liếc nhìn Tô Thần Binh rồi nói, kêu Tô Kiền Khôn ra đây gặp tôi. Tô Thần Binh cười ngượng ngùng hai tiếng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Chính ngay lúc này, Tô Kiền Khôn đầu đinh tóc bạc lại xuất hiện, khó chịu nói, Lý Thuần Phong, ông trúng gió hả? Hừ. Lý Thuần Phong nhìn sang Tô Kiền Khôn, lạnh giọng nói, Tô Kiền Khôn, cháu gái của tôi không thấy nữa, trả cháu gái cho tôi. Anh già rồi nên lú lẫn hả? Cháu gái mất tích tì đi mà tìm, liên quan gì đến nhà họ Tô chúng tôi? Tô Kiền Khôn cau mày nói. Sao mà không liên quan được, cháu gái lớn của tôi bị tên cháu trai ngoan của anh bắt cóc rồi, hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, thì anh không xong với tôi đâu. Lý Thuần Phong không kìm được giận nói. Cháu của tôi, anh nói là Tô Thương đưa Lý Nguyệt đi sao? Không sai. Vậy thì lo lắng làm cái gì chứ, hai người chúng nó có hôn ước với nhau, cùng nhau qua đêm không về nhà, không phải là chuyện bình thường à? Tô Kiền Khôn thản nhiên nói. Anh im mồm đi, Tô Kiền Khôn, cháu trai anh là loại người gì, mấy năm nay làm sằng làm bậy, xa hoa đổi trụy, nó cũng đòi xứng với Lý Nguyệt nhà tôi sao? Nhắc đến Tô Thương, mặt Lý Thuần Phong đầy khinh thường, lạnh lùng nói, tôi đây từ lâu đã muốn hủy bỏ hôn ước rồi. Chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Khốn kiếp, Lý Thuần Phong, cái đồ chó mà nhà anh, mà dám khinh bỉ cháu tôi à? Tô Kiền Khôn nổi nóng rồi. Tuy ông ấy biết Tô Thương có phẩm chất gì, cũng thường xuyên khinh bỉ Tô Thương, nhưng Tô Thương là cháu trai ông ấy có thể xem thường anh, nhưng người khác thì không được. Cho nên, Tô Kiền Khôn không nói nhiều lời, trực tiếp xông đến muốn đánh Lý Thuần Phong. Hừ, được lắm. Để ông đây xem những năm gần đây anh đã có những tiến bộ gì, còn xứng với danh hiệu cao thủ đứng đầu Giang Bắc nữa không? Lý Thuần Phong cũng không yếu thế chút nào, chân khí xung quanh người tỏa ra, nhận chiêu của Tô Kiền Khôn. Sau đó, hai người động tay động chân khí xung quanh cuồng nộ tràn ra,
tình cảnh vô cùng hùng hồn. Cha, ông chủ Lý, hai người cứ từ từ mà đánh, con đi chuẩn bị bữa ăn khuya, hai người đánh nhau mệt rồi nhớ đến đó ăn chút gì nhé. Lúc này Tô Thần Binh, khẽ cười một tiếng, sau đó liền dẫn người trở về trang viên. Ông ấy cũng đã quen rồi, có thể thấy Tô Kiền Khôn và Lý Thuần Phong thường xuyên như thế. Hai người đã đánh hơn trăm hiệp, cho đến khi hai bên đều kiệt sức thì mới dừng lại. Mối quan hệ của Tô Kiền Khôn và Lý Thuần Phong rất tốt, cũng không phải một sớm một chiều mà có được. Hai người bọn họ lúc còn trẻ là đồng đội với nhau, đi ra từ núi xác và biển máu, không quá khi nói bọn họ đã vào sinh ra tử cùng nhau. Lại thêm tính cách của hai người đều vô cùng bá đạo, một câu không hợp ý liền đánh nhau, cho nên mấy năm trước họ thường xuyên đánh nhau. Nhưng, mấy năm gần đây tình trạng vết thương của Tô Kiền Khôn hơi chuyển biến xấu chút, nên ông ấy đã bế quan tu luyện, bớt cọ sát với Lý Thuần Phong. Dưới tình huống thông thường, hai người bọn họ đánh nhau một trận, mới có thể ngồi xuống nói chuyện ôn hòa bình tĩnh được, tối nay cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, Lý Thuần Phong đang ăn bữa ăn khuya, lại nhắc lại chuyện này một lần nữa. Chuyện này có chút kỳ lạ nha, tên Tô Thương vô dụng kia, nếu không có suy nghĩ gì, thì sẽ không phá hỏng camera đâu. Tô Kiền Khôn nghiêm túc suy nghĩ một lúc thì, trong lòng dần dần có một suy đoán không tốt, cau mày nói, gần đây có người muốn giết Tô Thương, ba lần bốn lượt bày mưu, có phải cái người kia lại ra tay nữa không? Tô Thần Binh đứng bên cạnh vội nói, con cử Quách Ý âm thầm bảo vệ Tô Thương. Nhưng buổi sáng hôm nay Tô Thương cùng với Quốc Nhận đến nhà họ Nạp Lan, Quách Ý thấy có sĩ quan huấn luyện Quốc Nhận ở đó, nên không đi theo bảo vệ, cho nên cụ thể Tô Thương đã đi đến đâu, con cũng không tra được. Kêu vệ sĩ tản ra các nơi tìm đi, cho dù đào ba thước đất ở Giang Bắc lên, cũng phải tìm được Tô Thương và cháu dâu của tôi. Tô Kiền Khôn dặn nó. Vâng. Tô Thần Binh nhận lệnh, lập tức rời khỏi phòng ăn. Tô Kiền Khôn. Anh nói chuyện chú ý một chút, cháu dâu của anh gì cơ, vừa nãy tôi không đùa giỡn với anh đâu đấy, nhà họ Lý chúng tôi muốn hủy hôn. Lý Thuần Phong nghiến răng nói. Anh Lý, hủy hôn gì chứ, thực ra cháu của tôi khá ưu tú đấy, nó có rất nhiều ưu điểm, ví dụ. Tô Kiền Khôn đang nói thì ngừng lại, bởi vì ông ấy nghĩ nửa ngày, cũng không biết Tô Thương có ưu điểm gì, bèn nói, ví dụ, cháu tôi nó có mũi có mắt, có tay có chân, không phải tàn phế. Cái này cũng được coi như ưu điểm sao? Lý Thuần Phong mặt xám lại, thái độ kiên quyết nói, Tô Kiền Khôn, hôm nay dù anh có nói cho động trời thì cái này hôn ước, bắt buộc phải hủy đi, chắc chắn không có lần hai. Anh Lý, ăn khuya mà không có rượu thì sao mà được, trong nhà tôi có vài hũ rượu quốc diều trăm năm hay là uống vài chén được không? Tô Kiền Khôn nói lạc chủ đờ đi. Quốc diều, vẫn là rượu quốc diều sao? Lý Thuần Phong nhất thời nuốt hai miếng nước bọt, trong nháy mắt con sâu rượu này đã bị dụ, cái tên này, rượu quốc diều không phải là được anh coi là bảo bối à, sao hôm nay lại được lấy ra vậy? Đây còn không phải là anh Lý đến chơi sao, chúng ta là thông gia, đồ tốt đương nhiên phải chia sẻ với thông gia chứ. Tô Kiền Khôn cười hỏi, có đúng không nào, thông gia? Đúng đúng đúng, Lý Nguyệt nhà tôi phải gả cho Tô Thương, chúng ta đương nhiên là thông gia, anh Tô. Mau lấy rượu quốc diều ra đi. Lý Thuần Phong thúc giục nói, mà quên mất thái độ vừa rồi của mình. Được, chờ đó, tối nay tôi với anh không say không về, về phần Lý Nguyệt, không cần lo lắng, có Tô Thương bảo vệ, không xảy ra được chuyện ngoài ý muốn đâu. Tô Kiền Khôn cười nói, ông ta biết Lý Thuần Phong thích nhất là uống rượu, mới nói có mấy câu đã bắt chẹt được Lý Thuần Phong rồi. Đứa trẻ Tô Thương này, từ nhỏ đã thông minh. Có nó ở đó là yên tâm rồi, cho nên, anh Tô, rượu đâu? Lý Thuần Phong không chờ đợi kịp liền nói ra. Tô Kiền Khôn cười cười, cũng không để Lý Thuần Phong chờ đợi, liền cho người đem tới một hũ rượu quốc diều được cất giấu rất kỹ, khoảng chừng 5 lít. Ngay sau đó, Tô Kiền Khôn sắp xếp mấy người, uống rượu cùng Lý Thuần Phong. Chính bản thân ông ta cũng không uống nhiều, giữa chừng liền ra khỏi bàn rượu. Cha! Tô Thần Binh chờ ở bên ngoài, sau khi thấy Tô Kiền Khôn, không nhịn được hỏi, Tô Thương đã mất tích rồi, rất có thể đã gặp chuyện ngoài ý muốn, cha làm sao có lòng dạ uống rượu được chứ? Mất tích cái mẹ gì chứ, tên danh kia chắc là ham muốn nhan sắc của Lý Nguyệt, dẫn Lý Nguyệt đi nhà nghỉ chứ sao? Tô Kiền Khôn không lo lắng chút nào,
nói tiếp, ở Giang Bắc, dám ra tay với Tô Thương hầu như không có ai, người bày kế giết Tô Thương, cũng chỉ có mỗi tên bị ổi Tô Cảnh Hàm mà thôi. Bây giờ Tô Cảnh Hàm cút khỏi Giang Bắc rồi, không biết tung tích ra sao, cả cái Giang Bắc này, ai sẽ ra tay với Tô Thương đây? Tô Kiền Khôn tiếp tục nói, vừa rồi sở dĩ cha nói như vậy, chỉ là vì muốn vỗ về Lý Thuần Phong, thứ tên đó không mong muốn nhất là nhìn thấy đồ do chính mình chăm sóc nuôi dưỡng lại bị kẻ khác cướp mất. Nhưng ông ấy chắn hẳn đã đoán ra được, chỉ là không nhịn nổi cơn tức, cho nên mới đến Tô gia gây chuyện. Tô Kiền Khôn cười nói, nhưng ông ta chịu ở lại uống rượu, chắc hẳn là cũng chấp nhận chuyện này rồi. Thần binh, con ra uống cùng ông ta, vài chén đi, uống cho ông ta ngã gục xuống đất luôn, lão già này lại dám đến nhà họ Tô làm loạn, nhất định phải để ông ta đi vào thì là đi thẳng, đi ra thì phải bỏ ngang. Cuối cùng, Tô Kiền Khôn không quên nhắc, đúng rồi, nhân lúc khi ông ta uống nhiều, đem rượu quốc diều đổi thành rượu thường đi, đừng lãng phí rượu của ông đây. Rượu này cha còn muốn giữ lại cho người anh em tốt Tô Huyền Thiên uống đấy. Vâng. Tô Thần Binh trả lời, lại hỏi cha, đổi thành rượu gì cho phù hợp ạ? Đổi thành mấy loại rượu không có nhãn hiệu là được rồi, trong nhà có rượu cồn, tùy tiện pha chế rượu một chút cũng được, tóm lại để ông ta hôm sau tỉnh lại càng khó chịu càng tốt, để xem ông ta lần sau còn dám đến nhà họ Tô ra oai nữa hay không. Tô Kiền Khôn nghiêm nghị nói. Cái này, được nha. Tô Thần Binh dở khóc dở cười, nhưng vẫn là làm theo sự sắp xếp của Tô Kiền Khôn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã tới buổi tối ngày hôm sau rồi. Cũng đúng lúc này, cuối cùng Tô Thương có thể luyện hóa toàn bộ sát khí trong người, cảnh giới cũng cao lên một cấp. Cuối cùng đạt đến luyện khí tầng thứ 3 rồi, bây giờ mình đã có đủ tự tin, Nạp Lan Tổ chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Luyện khí tầng thứ 3. Đã đến cảnh giới này rồi, linh khí trong người Tô Thương đã tăng vọt lên rất nhiều, thủy cầu thuật, cũng có thể biến thành thủy nhận, sức mạnh không hề giống với trước kia. Lúc trước Tô Thương từng đánh nhau với Nạp Lan Tổ, nên biết thực lực của đối phương, mạnh hơn bản thân đến 2-3 phần. Nhưng mà bây giờ, sức chiến đấu của Tô Thương không ngừng tăng lên gấp đôi, đương nhiên có thể đánh Nạp Lan Tổ một cách rất dễ dàng. Lão già tạp nham Nạp Lan Tổ cái này, còn không chịu đi sao? Xem ra rất muốn giết mình đây mà. Nhưng mà rất đáng tiếc, bây giờ mình đã có thực lực để giết ông ta rồi. Cảm thấy Nạp Lan Tổ vẫn ở đấy, khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên cười, quay lại nhìn Lý Nguyệt bên cạnh, khẽ cười nói, thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh, chớp mắt 24 tiếng rồi, may mà mình đã truyền linh khí cho vợ trước rồi, nếu không chỉ sợ cơ thể cô ấy không chịu đựng nổi. Tính thời gian, thì vợ cũng sắp tỉnh rồi. Nạp Lan Tổ vẫn còn ở bên ngoài, mình phải mau đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nghĩ đến tận đây, Tô Thương đứng phắt lên, nụ cười trên mặt khép lại, thay vào đó là một sắc mặt u ám. Sau đó, anh nhanh chân đi ra khỏi hang động, đường hoàng xuất hiện ở rừng cây, đồng thời lớn tiếng hô to, Nạp Lan Tổ, ra đây chịu chết đi. Xoạt xoạt, ngay sau đó, âm thanh tiếng chân dẫm lên cây từ xung quanh truyền đến. Một lát sau Nạp Lan Tổ xuất hiện ở trước mặt Tô Thương. Ha ha, Tô Thương, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà xuất hiện rồi. Nạp Lan Tổ khẽ cười nói, ác ý trong mắt lạnh thấu xương. Nạp Lan Tổ, không thể không nói, khứu giác của ông rất nhạy cảm đó, vậy mà đã đoán được chuyện đêm đó có liên quan tới tôi. Tô Thương nhìn về phía Nạp Lan Tổ, cười cợt nói, chẳng qua biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Đêm nay bất kể như thế nào thì ông cũng không ra khỏi cánh rừng này được đâu. Ha ha, đúng là một đứa hậu bối ngông cuồng. Nạp Lan Tổ nghe vậy, liên tục cười lạnh, Tô Thương, tôi thừa nhận thực lực cậu không yếu, nhưng để mà so sánh với tôi thì vẫn có khoảng cách đấy, sao cậu dám nói ra mấy lời ngông cuồng như thế ở trước mặt tôi được chứ? Tối qua cũng không phải chúng ta chưa từng đánh với nhau, cậu cảm thấy cậu xứng là đối thủ của tôi sao? Nạp Lan Tổ nói tiếp, có thể không ngoa khi nói, trong tay cậu, tôi chỉ cần đánh không quá 30 hiệp, nhưng tôi rất tò mò, thực lực của cậu rốt cuộc là học của ai, buổi tối ngày hôm trước, làm sao lại có thể vu oan cho Nạp Lan Dịch được vậy? Nghe thấy câu này, Tô Thương khẽ cười nói, ha ha, Nạp Lan Tổ, nhìn thấy ông sắp biến thành người chết rồi, thì tôi có thể trả lời câu hỏi thứ hai của ông. Vừa nói, Tô Thương tiến hành thuật dịch dung, đưa tay đến giữa mặt liền biến thành Nạp Lan Dịch.
Nạp Lan Tổ, bây giờ ông đã biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Tô Thương dùng giọng của Nạp Lan Dịch nói. Cậu biết thuật dịch dung. Nạp Lan Tổ sau khi nhất thời ngạc nhiên, thì đã bình tĩnh trở lại, nói như đã hiểu ra mọi chuyện, sự việc lần này đã rõ ràng rồi, chắc chắn là cậu đã dịch dung thành Nạp Lan Dịch, giết cao thủ nước D, còn nói ra những câu yêu nước đó, sau đó lại cướp đi Hồng Liên Đao trong tay Giang Thành Dương, cố ý gây ra mâu thuẫn giữa hai bên thế lực với nhà họ Nạp Lan. Tô Thương, những việc này, tôi đều đã từng suy đoán, nhưng tôi tưởng rằng là cao thủ nhà họ Tô các người gây ra, không ngờ rằng người làm những chuyện này, lại là bản thân cậu, khiến ta quá là bất ngờ đấy. Nạp Lan Tổ nhìn Tô Thương chăm chăm, trầm giọng nói cậu không chỉ có thực lực cao cường, mà còn đa mưu túc trí, biết nhẫn nhịn che giấu, thật sự quá là ưu tú, tôi không thể để cậu sống được nữa rồi. Bây giờ, cậu có thể chết được rồi. Vừa ngắt lời, Nạp Lan Tổ không hề chần chờ chút nào, lập tức lao đến giết Tô Thương. Người đáng chết, là ông đó. Tô Thương nhếch miệng, lập tức vận chuyển linh khí tiếp lấy chiêu của ông ta. Tuy Tô Thương vừa đặt chân đến luyện khí tầng thứ ba, nhưng trên con đường tu tiên cũng mới chỉ là khởi đầu thôi. Nhưng bởi vì cách thức tu luyện của người luyện võ và tu tiên khác nhau, nên linh khí hoàn toàn trấn áp được chân khí. Cho nên, cho dù là tông sư luyện võ, cũng không có cách nào so với Tô Thương được. Mấy hiệp đấu ngắn ngủi trôi qua, Nạp Lan Tổ đã ở thế yếu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Điều này là không thể nào. Tối hôm qua nó còn không phải là đối thủ của tôi, liên tục bị mình đánh bại, mới qua một ngày một đêm, thực lực của nó sao mà tiến bộ nhanh như vậy. Nạp Lan Tổ càng đánh càng ngạc nhiên, thậm chí dần dần đã nảy sinh ra ý định rút lui, định nhún người trốn vào rừng cây. Bây giờ muốn đi, thì quá muộn rồi, ở lại đây cho tôi. Mặt Tô Thương trầm như nước, 10 đầu ngón tay co lại, linh khí nhanh chóng ngưng tụ ở các đầu ngón tay anh ấy. Trong phút chốc, một luồng linh khí thủy nhận được tạo ra nhấp nhô trên đầu ngón tay Tô Thương, ngay lập tức thủy nhận được phóng về phía Nạp Lan Tổ. Thủy nhận xẹt qua không trung, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn được, dường như trong nháy mắt, đã cắt đứt cổ Nạp Lan Tổ. Khụ. Nạp Lan Tổ ngã ngửa trên mặt đất, máu me từ động mạch chủ phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả màn đêm đen như mực. Cậu, thủ đoạn của cậu thật là kinh khủng, ạch. Nạp Lan thử lấy tay che lên cổ, đáng tiếc cổ họng của ông ta đã cứa đứt rồi, hoàn toàn không có tác dụng gì, còn chưa nói hết câu, thì sinh mệnh cũng kết thúc luôn rồi, chỉ còn mỗi trái tim còn đang đập thịch thịch. Cao thủ tông sư chẳng qua cũng chỉ như này thôi. Biểu cảm của Tô Thương rất thờ ơ, liếc nhìn thi thể của Nạp Lan Tổ, lập tức đi tới lục soát người ông ta. Đây là thói quen của anh ấy khi ở tiên vực, sau khi giết chết đối thủ, theo bản năng anh liền tới kiểm tra trên người của đối thủ xem có đồ mình có thể dùng được hay không. Nhưng, Nạp Lan Tổ lại khiến anh ấy thất vọng rồi, trên người ông ta không có thứ gì đáng tiền cả, chỉ có một chiếc điện thoại di động, chính là chiếc điện thoại cục gạch. Thời đại nào rồi, mà còn dùng loại điện thoại rách nát này, đúng là thứ rác rưởi. Điện thoại này không cài mật khẩu, có thể dễ dàng mở ra, Tô Thương cầm lên nghịch một chút. Rất nhanh, Tô Thương phát hiện Nạp Lan Tổ thích gửi nhắn tin, có rất nhiều chuyện ông ta đều dùng tin nhắn để báo tin Nạp Lan Minh Chiết và Nạp Lan Dịch, thậm chí liên lạc với nước D, cũng là dùng tin nhắn. Thì ra nhà họ Nạp Lan có hợp tác với nước D, lão già tóc rối này, thế mà lại đầu hàng địch để phản quốc, chết không có gì đáng tiếc đâu nhé. Sau khi Tô Thương nhìn thấy tin nhắn, nhấc chân đá một phát vào thi thể Nạp Lan Tổ, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, mình có thể dùng di động để trêu đùa chút. Sau đó, Tô Thương dùng điện thoại di động của Nạp Lan Tổ, soạn một tin nhắn, gửi cho Lưu Phàm Khôn của nước D. Nội dung là, Lưu Phàm Khôn, từ nay về sau dòng họ Nạp Lan chúng tôi, cắt đứt liên hệ với cậu, cậu muốn giết tôi thì tới đi. Bất cứ lúc nào tôi cũng đợi cậu, tiện đây thông báo với cậu một tiếng, sau này nhà họ Nạp Lan ra, thề độc sẽ hết sức trung thành với nước Hoa, nếu cậu muốn xâm phạm đến lãnh thổ của nước Hoa, dòng họ Nạp Lan tôi sẽ hỏi tội cậu, buộc phải đấu với các cậu đến hơi thở cuối cùng thì thôi, cho dù còn một giọt máu cuối cùng, cũng phải giữ vững lãnh thổ của nước Hoa. Sau khi gửi tin nhắn đi, Tô Thương nhanh chóng xóa bỏ luôn, bên trong điện thoại này sẽ không có ghi chép nào hết. Mà Lưu Phàm Khôn vẫn có thể nhận được tin nhắn. Ngay sau đó,
Tô Thương lại tìm được số điện thoại di động của Nạp Lan Dịch, soạn một tin nhắn gửi đi. Nội dung, ông bị cao thủ nước D để ý đến rồi, bây giờ đang chạy trốn, nếu như ông chết rồi, chắc chắn là Lưu Phàm Khôn của nước D gây ra, cháu là cháu trai ngoan nhất của ông, nhất định phải báo thù cho ông nhé. Sau khi tin nhắn này gửi đi, Tô Thương lại không có xóa bỏ, mà lại lau vân tay, đặt ở ngực Nạp Lan Tổ. Được rồi, lần này lại có kịch hay để xem rồi. Làm xong tất cả, Tô Thương khẽ cười, anh vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình làm ra. Nạp Lan Dịch, sao cậu lại tới đây, là cậu trói tôi tới đây sao, cậu muốn làm gì tôi? Lúc này, Lý Nguyệt đã tỉnh dậy, cô đi khỏi sơn động thì nhìn thấy Tô Thương đã thay đổi dung mạo thành Nạp Lan Dịch, khuôn mặt đẹp như ngọc lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng là hậu bối của các gia tộc ở Giang Bắc, cho nên Lý Nguyệt đương nhiên biết Nạp Lan Dịch. Giờ phút này trong lòng cô tức giận cũng có, hoảng loạn cũng có. Tô Thương nhìn thấy như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, liền muốn trêu ghẹo Lý Nguyệt một chút, thế là anh chậm rãi bước lại gần, đồng thời cười đùa nói, ha ha, Lý Nguyệt, trong nơi rừng rú hoang dã này, trai đơn gái chiếc, cô nói xem tôi muốn làm cái gì, đương nhiên là làm những gì có thể làm được rồi, nào nào nào, chúng ta tiếp tục nào, tôi còn chưa đã nghiền đây. Đồ vô liêm sỉ nhà anh. Lý Nguyệt bị dọa cho sợ khóc luôn rồi, cô hoàn toàn sụp đổ, liền ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Tô Thương ý thức được mình đã đùa giỡn quá trớn rồi, bèn vội vàng khôi phục lại hình dạng, sau đó an ủi nói, vợ ơi, đừng khóc, là anh đây. Tô Thương. Lý Nguyệt ngẩng đầu lên, trước mắt làm gì có Nạp Lan Dịch, người đang đứng trước mặt mình chính là Tô Thương mà. Trong chốc lát, Lý Nguyệt đứng bật dậy bổ nhào vào lòng Tô Thương. Ôm chặt lấy Tô Thương, giống như đang bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng vậy. Được rồi, vợ à, đừng sợ, thật ra là anh mang em tới, Nạp Lan Dịch là do anh hóa trang đó, là anh không nên chọc em, để em hoảng sợ rồi. Tô Thương nhẹ nhàng xoa đầu Lý Nguyệt đồng thời an ủi nói. Qua một lúc sau, Lý Nguyệt mới thôi khóc, đôi mắt đẹp nhìn Tô Thương, nghiến răng nói, Tô Thương, anh thật đáng ghét, làm gì mà đùa giỡn kiểu này chứ? Tô Thương thật sự làm sai rồi, bèn cười nói, đều trách anh không tốt, đừng tức giận nữa. Lý Nguyệt giận dữ chừng mắt nhìn Tô Thương, sau đó hỏi, lúc nãy làm sao anh biến thành Nạp Lan Dịch được vậy? Chỉ là một thủ đoạn thay đổi hình dáng mà thôi. Tô Thương cười nói, thay đổi hình dáng, em cũng thường gặp Nạp Lan Dịch, mà cũng không nhận ra luôn, còn tưởng là anh ta thật, quá kỳ diệu rồi. Lý Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Rồi lại hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Tô Thương, không phải chúng ta đang đi dạo trong công viên sao, sao lại tới đây rồi? Chuyện này nói ra hơi phức tạp. Tô Thương giải thích, như thế này, lúc đó anh phát hiện ra có người đang theo dõi chúng ta, cho nên anh mới dùng một thủ đoạn nhỏ làm cho em ngủ thiếp đi. Sau đó anh đánh nhau với người đó, liền phát hiện ra mình đánh không lại, thế là anh liền mang em chạy trốn đến chỗ này. Thì ra là như vậy. Sau khi Lý Nguyệt nghe xong, lại trừng mắt nhìn Tô Thương, nói tiếp, có phải anh ngốc rồi không? Chỗ này cách chỗ chúng ta đi dạo mấy chục cây số lận, anh có thể chạy xa như vậy sao lại không chạy về nhà họ Tô nhờ ông nội giúp chứ? Cho dù là đi đến nhà họ Lý cũng được mà, ông nội em cũng rất mạnh, ngớ ngẩn chạy đến nơi hoang vu này không phải là tạo cơ hội cho người đó giết anh sao? Vấn đề này, Tô Thương đã từng nghĩ qua. Nếu như anh đi về trang viên nhà họ Tô thì Nạp Lan Tổ e sợ ông nội Tô Kiền Khôn chắc chắn sẽ không đuổi theo nữa, như vậy cũng đánh mất cơ hội để giết chết Nạp Lan Tổ rồi. Mà Nạp Lan Tổ đã biết được thực lực của mình, đương nhiên không thể để ông ta sống tiếp. Cho nên, Tô Thương mới cố ý chạy đến khu rừng Đông Sơn, đoán chắc Nạp Lan Tổ sẽ đuổi theo tới đây, đồng thời anh cũng có thể trốn ở đây mà luyện hóa sát khí, nâng cao thực lực, đến lúc đó có thể nhẹ nhàng giết chết Nạp Lan Tổ rồi. Sự tình diễn ra đúng như anh dự tính, bản thân đã đạt tới luyện khí tầng 3 thành công, cũng đã giết chết Nạp Lan Tổ. Ông ta chính là người theo dõi chúng ta mà anh nói sao? Lúc này, Lý Nguyệt chửi Tô Thương xong thì nhìn sang thi thể Nạp Lan Tổ, lập tức hết sức kinh sợ, Nạp. Nạp Lan Tổ, em biết ông ta sao? Tô Thương cười hỏi. Nạp Lan Tổ lưng còng, ông ta là một tông sư võ đạo. Lý Nguyệt nói, ở Giang Bắc. Tên tuổi ông ta sánh ngang với ông nội Tô. Giết rồi, anh giết Nạp Lan Tổ rồi.
Lý Nguyệt kinh ngạc vô cùng, sau khi chắc chắn là Nạp Lan Tổ đã chết, trên mặt cô tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tô Thương, trong ánh mắt có khiếp sợ, nhưng hiếu kỳ và tán thưởng thì nhiều hơn. Người đàn ông này, quá thần bí rồi. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không lên tiếng thì thôi, một khi đã gáy thì ai nấy đều kinh ngạc, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, khiến cho người ta nhìn không thấu mà. Anh và nhà Nạp Lan có chút ân oán, anh có thể giải quyết được, còn cụ thể thế nào thì không thể nói nhiều cho em biết được. Lúc này, Tô Thương mỉm cười, dịu dàng nói, vợ à, chúng ta đã ở đây một ngày một đêm rồi, nên về nhà thôi. Được. Lý Nguyệt khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng cô đầy mối nghi ngờ nhưng cũng không truy hỏi. Vẫn là câu nói đó, cô là một người phụ nữ thông minh, có chừng mực, Tô Thương không chủ động nói, truy hỏi hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bây giờ, cảm tình của Lý Nguyệt đối với Tô Thương đã đạt đến 80% trở lên rồi, có lẽ sau này gả cho Tô Thương cũng là một lựa chọn không tồi. Thực lực người đàn ông này cao siêu như vậy nhưng lại không khoa trương, làm việc thì thận trọng, mặc dù thỉnh thoảng có chút ngứa miệng, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, quan trọng là anh ấy đối với mình rất tốt. Vợ à, đường ban đêm không dễ đi, anh cõng em nhé. Lúc này, Tô Thương cười nói. Không, không cần, nam nữ thụ thụ bất thân, em tự có thể. Vừa nói, Lý Nguyệt đã ửng đỏ mặt vừa đi được hai bước thì dẫm phải hòn đá quẹo cả chân, xém chút là té, cũng may được Tô Thương đỡ kịp. Nhìn đi, anh đã nói là không dễ đi mà, vẫn nên để anh cõng em nhé. Sau đó, Tô Thương mặc kệ Lý Nguyệt có đồng ý hay không, trực tiếp cõng cô lên lưng rồi đi. Tô Thương, em còn chưa đồng ý gả cho anh thả em xuống đi, như vậy bị người ta nhìn thấy thì không tốt đâu. Lý Nguyệt thử giãy giụa mấy cái nhưng đáng tiếc cũng không ăn thua gì, sau đó cô đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn để Tô Thương cõng. Tối hôm nay, ánh trăng trong và sáng như nước. Rừng cây Đông Sơn yên tĩnh lạ thường, gió đêm pha chút mát lạnh thổi lá cây xào xạc. Năm tháng tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Cảnh tượng này, Lý Nguyệt đã từng nằm mơ vô số lần rồi, nhưng cô không ngờ tới người cõng mình sẽ là Tô Đại Thiếu Gia ăn chơi nhất của Giang Bắc. Nhưng nếu như đổi lại là người khác thì cô cũng không có cách nào tiếp nhận được. Gương mặt tuyệt đẹp như ngọc của Lý Nguyệt đỏ bừng, gò má áp chặt vào lưng của Tô Thương, ngửi thấy mùi trên cơ thể của anh ấy, con nai nhỏ ở trong lòng sao động rồi. Tất cả những thứ này giống như sự sắp đặt của ông trời vậy, quá đẹp đẽ, chỉ là... Tô Thương, tay của anh đừng sờ mó lung tung được không? Trên đường Tô Thương cõng Lý Nguyệt về nhà, ban đầu còn nghĩ đến việc sờ soạng, nhưng tiếc là đã bị Lý Nguyệt véo cho mấy cái nên mới bỏ đi suy nghĩ đó. Sau đó, Tô Thương cõng Lý Nguyệt xuyên qua đêm tối đi thẳng vào trang viên Tô gia. Lúc Tô Thương né tránh Nạp Lan Tổ, vì sợ tiếng chuông điện thoại sẽ làm cho Nạp Lan Tổ chú ý nên đã tắt điện thoại của anh ấy và Lý Nguyệt đi rồi. Sau khi giải quyết xong Nạp Lan Tổ, anh ấy mới bật nguồn lại điện thoại của mình và Lý Nguyệt. Vừa mới bật nguồn điện thoại lên, Tô Thương đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tô Thần Binh thì dừng lại nghe máy, cha à, cha gọi con có việc gì không? Thằng nhóc con đang làm gì vậy, đại tiểu thư Lý gia đang ở cùng với con đúng không? Tiếng bên trong điện thoại vọng ra, Tô Thần Binh chất vấn hỏi. Vâng, Tô Thương thừa nhận trả lời tiếp, con dẫn Lý Nguyệt ra ngoài chơi vài ngày, cha yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu, chúng con sẽ về nhà sớm. Yên tâm cái con khỉ. Con chỉ biết gây chuyện cho cha con là giỏi thôi, ông nội đang đi tìm con khắp nơi kia kìa. Tô Thần Binh tức giận nói, mau về đây đi, cha và ông nội mày đợi con ở trang viên. Nói xong Tô Thần Binh cúp máy. Tiếp đó, điện thoại của Lý Nguyệt cũng vang lên. Ông nội, cháu đang ở đây cùng Tô Thương, ông không cần phải lo lắng cho cháu. Lý Nguyệt khéo léo nói. Chính là vì cháu với cậu ta ở chung một chỗ ông mới lo lắng, Lý Nguyệt. Cháu có biết Tô Thương là người như thế nào không? Mau trở về đây nhanh lên, ông với cha con chờ con ở trang viên Tô gia. Lý Thuần Phong thúc giục nói. Vâng. Lý Nguyệt cúp máy, sau đó nhẹ nhàng nói, Tô Thương, ông nội của em gọi đến. Tô Thương cõng Lý Nguyệt, nhẹ nhàng cười nói, anh nghe thấy rồi, xem ra ông nội em rất không thích anh. Tô Thương, ông không hiểu anh nên mới nói như vậy, nếu ông biết anh chịu đựng nhiều năm như vậy. Với lại võ công lại cao cường như thế thì chắc chắn sẽ thích anh. Lý Nguyệt giải thích nói. Anh hiểu,
nhưng mà vợ à, tạm thời em đừng nói chuyện này cho ông nội. Tô Thương dặn dò nói, chúng ta còn một kẻ địch rất mạnh nữa, mà anh thì chưa đủ mạnh, nên bây giờ còn quá sớm để nói ra. Vâng. Lý Nguyệt hiểu rõ gật đầu, còn nghiêm túc nói, em sẽ không nói cho bất kỳ ai, nếu mọi người hỏi chúng ta đi đâu thì em sẽ trả lời chúng ta đi Giang Nam du lịch. Ha ha, vợ của anh thật là thông minh lại còn nghe lời nữa chứ. Tô Thương cười nói, anh thật sự muốn đặt em xuống rồi hôn cho mấy phát thật mạnh quá. Hừ, đồ lưu manh, đừng lắm lời, mau về thôi, ông nội của em đang ở trang viên chờ em. Được rồi. Tô Thương gật đầu, sau đó tiếp tục cõng Lý Nguyệt đi về hướng trang viên. Còn Lý Nguyệt thấy Tô Thương không tiếp tục đề tài vừa nãy, trong mắt hiện ra vẻ hơi thất vọng, dường như cô đang mong chờ Tô Thương đặt cô xuống trên mặt đất. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Lý Nguyệt hiện ra một bức tranh, khuôn mặt trắng nõn nóng rực tựa như quả đào mật chín thật khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Nửa tiếng sau, ở trang viên Tô gia, cha con Tô Càn Khôn và Tô Thần Binh, cùng với cha con Lý Thuần Phong và Lý Khuê Vũ, tất cả đều đứng ở bên ngoài trang viên mà trông ngóng, chờ Tô Thương và Lý Nguyệt trở về. Tối hôm qua, Tô Thương và Lý Nguyệt vừa mới mất tích, cả hai nhà cũng không để ý mấy, cứ nghĩ tuổi trẻ ham chơi, chắc chỉ là đi chơi với nhau thôi. Tuy rằng Lý Thuần Phong không muốn cháu gái với Tô Thương thân mật với nhau, nhưng hai nhà dù sao cũng có hôn ước từ trước. Bây giờ, hai người bọn họ chỉ là ra ngoài đi dạo, thì bản thân ông cũng không nên trở mặt với Tô gia. Cho nên Lý Thuần Phong mới có thể yên lòng ở lại Tô gia uống rượu. Nhưng mãi đến ngày hôm sau, Tô Thương với Lý Nguyệt vẫn không trở về thì Tô gia với Lý gia mới bắt đầu hoảng sợ. Tô Càn Khôn vội vàng bảo Tô Thần Binh sử dụng toàn bộ lực lượng Tô gia đi tìm hai người, tiếc là không có tin tức gì nên cha con Tô Thần Binh vô cùng lo lắng. Còn Lý gia thì vô cùng sốt ruột. Sắc mặt Lý Thuần Phong thủy chung ở trong trạng thái tối tăm. Lý Nguyệt đã đi với Tô Thương suốt đêm chưa về, Lý Thuần Phong lo lắng hai người gặp phải chuyện gì không hay. Ngoài ra, có một khả năng nữa là hai người không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không gặp nguy hiểm gì thì vì sao lại mất liên lạc suốt một ngày một đêm? Hai người bọn họ đã làm cái gì? Cô nam quả nữ đều đang ở trong độ tuổi nở rộ, làm gì còn phải hỏi sao? Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, chắc chắn là đi đến khách sạn chơi đùa trong suốt một ngày một đêm qua. Tưởng tượng đến đây Lý Thuần Phong càng thêm tức giận. Cháu gái mình nổi tiếng xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một trong những viên ngọc sáng nổi tiếng nhất Giang Bắc. Nhưng Tô Thương thì sao? Không học vấn không nghề nghiệp, không có chí tiến thủ, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, cờ bạc gái gú. Một người đàn ông như vậy. Sao có thể xứng với cháu gái bảo bối của mình được chứ? Lý Thuần Phong rõ ràng là không nói giỡn, ông ấy còn nghĩ đến việc hủy hôn với Tô gia từ trước. Vào thời điểm mẹ của Tô Thương vừa mất thì ông ấy đã khó chịu rồi. Nhưng vì Lý Thuần Phong cũng nhìn Tô Thương lớn lên từng ngày, trước đây Tô Thương cũng gọi ông ấy một tiếng ông nội nữa. Nên Lý Thuần Phong sợ hủy hôn sẽ gây ra cú sốc thứ hai cho Tô Thương. Mặt khác cũng không muốn vì chuyện này mà phá hoại tình bạn với Tô gia, nên đã quyết định không hủy hôn nữa. Cho dù Tô Thương ngủ với bạn thân của Lý Nguyệt, cho dù Tô Thương đem Lý Nguyệt ra để làm vật đặt cược thì Lý Thuần Phong cũng không tức giận. Trái lại, điều này là đúng với ý muốn của ông ấy. Bởi vì Lý Thuần Phong nhìn ra được cháu gái mình trước đây có thích Tô Thương, khi đó Tô Thương thực sự không tệ, mặc dù không có tài năng gì nổi bật nhưng cư xử khiêm tốn. Nho nhã lễ phép, lại không làm chuyện bậy bạ. Nhưng bây giờ Tô Thương đã thay đổi thành một người khác. Lý Thuần Phong cảm thấy Tô Thương càng xấu xa càng tốt, như vậy Lý Nguyệt sẽ chán ghét anh Tô Thương, đến lúc đó ông ấy sẽ đề nghị hủy hôn, như thế Lý Nguyệt sẽ không phải buồn. Tối hôm qua khi Lý Thuần Phong biết được cháu gái bảo bối của mình Lý Nguyệt đang ở cùng với Tô Thương đang ở trên đường, lúc đó trong lòng ông dường như yên tâm hơn. Đầu tiên là ông hiểu được Tô Đại Thiếu Gia, kết luận Tô Đại Thiếu Gia có khốn nạn đến đâu cũng không cưỡng ép Lý Nguyệt. Sau đó, ông vẫn tin tưởng cháu gái mình sẽ không đem sự trong sạch của mình dâng cho một Đại Thiếu Gia ăn chơi trác táng. Vì thế nên Lý Thuần Phong không lo lắng lắm. Nhưng hai người này cả đêm cũng không về, ngày hôm sau cũng không có một tin tức nào nên Lý Thuần Phong đương nhiên tức giận. Tô tóc bạc kia. Ông tốt nhất là nên cầu nguyện cho cháu gái tôi bình yên vô sự đi,
nếu cháu trai ông dám động vào một sợi lông của cháu gái tôi, thì đừng trách ông đây trở mặt. Lúc này, Lý Thuần Phong nhăn mặt tức giận nói. Tô Càn Khôn nghe thế liền bao che nói, Lý tóc rối kia, ông nói như thế mà nghe được à, cháu trai tôi ở trong mắt ông quá quát đến thế sao? Hừ, mấy năm nay Tô Thương đã làm nhiều việc xấu, suốt này đều ở trong quán bar, cậu ta như thế nào ông là người hiểu rõ hơn hết. Lý Thuần Phong cắn răng nói. Lý tóc rối, cho dù cháu trai tôi có làm sao cũng không đến lượt ông phán xét. Tô Càn Khôn đang nổi giận nhưng Tô Thần Binh bên cạnh vội vàng ngăn cản nói, cha, đều là người trong nhà, mỗi người bớt nói một câu đi. Ngay sau đó, Tô Thần Binh nhìn Lý Thuần Phong, bảo đảm nói, bác Lý, bác yên tâm đi, Tô Thương nhà cháu hiểu, cháu cam đoan với bác chắc chắn nó sẽ không làm hại Lý Nguyệt. Ôi, ông nội, cha, mọi người đều ở đây chờ con sao, linh đình như vậy sao? Đúng lúc này, Tô Thương với Lý Nguyệt cùng nhau đi vào. Điều đáng nói là Lý Nguyệt cảm thấy được nếu mọi người nhìn thấy Tô Thương cõng mình thì sẽ nghĩ không tốt, nên khi gần đến trang viên Tô gia Lý Nguyệt đã bảo Tô Thương thả mình xuống. Lý Nguyệt vừa nãy bị chật chân, bây giờ vẫn chưa phục hồi nên bước đi còn khập khiễng. Hơn nữa cô ấy đã mê man một ngày một đêm qua nên sắc mặt hơi tái nhợt. Lý Thuần Phong thấy như vậy liền nổi điên lên. Một ngày một đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cháu gái tôi tại sao lại ra nông nỗi này, bước đi cũng không nổi, với lại còn hốc hác như vậy, chẳng nhẽ đã bị Tô Thương làm cho. Tô Thương! Nghĩ đến đây, Lý Thuần Phong phẫn nộ, tức giận nhìn Tô Thương như muốn ăn tươi nuốt sống. Điên người! Cháu gái bảo bối mà mình nuông chiều, yêu thương nhất lại bị một đại thiếu gia ăn chơi trác táng làm. Nhìn vẻ mặt tái nhợt, yếu ớt, đến bước đi cũng không lành lặn, Lý Thuần Phong điên máu nhìn Tô Thương như muốn giết anh ấy. Lý, ông Lý, có chuyện gì từ từ nói, đừng xúc động như vậy, tức giận như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Tô Thần Binh nhìn thấy bộ dạng của Lý Nguyệt liền nghĩ chắc là hai người đã xảy ra chuyện gì rồi nên nháy mắt vội vàng trấn an Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong không thèm để ý đến lời nói của Tô Thần Binh mà nhìn chằm chằm vào Tô Thương. Nghiêm túc nói, Tô Thương, cậu bình thường vui đùa lung tung với phụ nữ bên ngoài tôi không nói, nhưng đến Lý Nguyệt mà cậu cũng dám ra tay, gan cậu lớn quá rồi đấy. Cái gì? Ra tay sao? Ý ông là sao? Tô Thương ngây người, dở khóc dở cười nói, ông nội Lý, nếu cháu nói chân của Lý Nguyệt là do không cẩn thận nên bị chật chân, ông có tin cháu không? Câm miệng, như thế nào là không cẩn thận, cậu không thể nhẹ nhàng một chút đồ chết tiệt. Ông đây toàn bị cậu lừa mà. Lý Thuần Phong tức giận nói, Tô Thương, cậu đã làm mất đi cái trong trắng của cháu gái tôi, nói đi, bây giờ tính làm sao? Chuyện này, Tô Thương thấy vậy cũng chẳng muốn giải thích, cười nhẹ nói, ông nội Lý, ông yên tâm đi, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không thì ông chọn ngày lành rồi cháu sẽ kết hôn cùng Lý Nguyệt. Cậu, Tô Thương, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn cưới Lý Nguyệt sao? Cậu nằm mơ à? Lý Thuần Phong tức sắp hộc máu, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Lý tóc rối, ông nói cái gì, ai là cóc ghẻ? Nghe nói thế, LCK không nhịn được mà tức giận nói, trái trai tôi tuy rằng ăn chơi gái gú, tuy rằng không có học vấn không nghề nghiệp, tuy rằng nó là đứa vô tích sự cho dù là đồ bỏ đi cũng không được nói là cóc ghẻ. Nửa câu sau, Tô Càn Khôn nhỏ giọng nói thầm. Rồi lại nói tiếp, dù có nói như thế nào thì nó xứng với cháu ông, thừa sức xứng. Tô Thương đúng bên cạnh có chút hoang mang, luôn cảm thấy ông nội nói cái gì cũng không tốt, nhưng cũng không biết không tốt chỗ nào. Hơn nữa, lúc này, Tô Càn Khôn tiếp tục nói, ông nhìn xem cháu gái ông bằng lòng cùng Tô Thương trở về, hai người chúng nó hòa hợp như thế, chứng tỏ chúng nó đôi bên tình nguyện, hai chúng ta là thế hệ thứ nhất không quản thế hệ thứ hai. Đây chúng nó đã là thế hệ thứ ba rồi nên bất luận như thế nào, dù ông có gả cho Tô Thương hay không, hay là cháu gái của ông có tình nguyện gả cho Tô Thương hay không, hiện tại tình yêu tự do là phổ biến, đồ cổ sỉ, ông không hiểu tình yêu tự do là sao à? Tô tóc bạc, ông nói cái gì vậy, cháu gái tôi tình nguyện cùng Tô Thương như thế nào? Lý Thuần Phong bực mình, đang muốn phản bác. Nhưng lúc này, Lý Nguyệt kéo Lý Thuần Phong lại, nói nhỏ, ông nội. Đừng làm ầm ĩ nữa, cháu với Tô Thương chưa xảy ra chuyện gì đâu. Lý Nguyệt, không cần lừa ông nội từng này tuổi rồi, từng trải rồi nên ông hiểu được.
Lý Thuần Phong nghiến răng nghiến lợi nói, cháu thành ra thế này rồi còn nói là không có chuyện gì. Lý Nguyệt ơi là Lý Nguyệt, cháu bồng bột quá, người như Tô Thương không xứng với cháu đâu. Ông nội, cháu thật sự không xảy ra chuyện gì với Tô Thương hết, chúng cháu chỉ đi đến Giang Nam du dịch 2 ngày. Mà thôi, con không giải thích nữa. Lý Nguyệt đành chịu rồi nói, cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng là cháu tự nguyện, Tô Thương không liên quan, ông muốn đánh anh ấy thì hãy đánh cháu trước đi. Lý Nguyệt biết rõ thực lực của Tô Thương. Nếu ông nội đánh nhau với Tô Thương, chắc chắn sẽ có 2 kết quả xảy ra. Một là Tô Thương tiếp tục che giấu thực lực thì anh ấy sẽ bị ông nội đánh. Còn nếu Tô Thương để lộ thực lực ra thì người bị đánh chắc chắn là ông nội. Lý Nguyệt không muốn Tô Thương bị đánh, cũng không muốn ông nội bị đánh cho nên cố hết sức để ngăn cản. Đúng là có con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, Lý Nguyệt, cháu đang uy hiếp ông ư. Lý Thuần Phong giận dữ nói. Được rồi ông nội, thực ra Tô Thương đối với cháu rất tốt, chuyện của cháu ông đừng quan tâm nữa, cháu tự mình có thể giải quyết được. Lý Nguyệt đỡ lấy Lý Thuần Phong, nhẹ nhàng nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ông nội, chúng ta về nhà đi. Lý Thuần Phong nhìn thấy thái độ của cháu gái, liền biết là đêm nay không dạy dỗ được Tô Thương nên tức giận nói, Tô Thương, tôi không biết cậu dùng lời ngon tiếng ngọt gì để dụ dỗ Lý Nguyệt, nhưng cậu đừng hòng mà kết hôn với Lý Nguyệt. Hôn ước trước kia bây giờ hủy bỏ. Ông nội Lý, ông có đang nói nghiêm túc không? Tô Thương suy ngẫm cười nói. Lý Thuần Phong kiên quyết nói, đương nhiên. Không hối hận. Ha ha. Lý Thuần Phong lạnh lùng cười nói, ông đây cả đời chưa biết hối hận là gì, chỉ cần tôi còn sống thì cậu đừng hòng bước chân vào Lý gia. Tô Thương nghe vậy liền cười nhẹ nói, ông nội Lý à, tại sao ông không nghĩ sau này ông sẽ phải cầu xin cháu đến nhà ông? Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi cầu xin cậu. Cậu nằm mơ à? Lý Nguyệt, Khuê Vũ, về nhà nhanh. Lý Thuần Phong liếc nhìn Tô Thương một cái với ánh mắt khinh thường rồi rời đi. Tô Thương, cửa nhà Lý gia không phải cậu muốn đến là đến, nắm đấm của tôi không có mắt đâu. Lý Khuê Vũ nói dứt câu cũng ra về. Tô Thương, ông nội với cha em đang nóng giận, anh đừng tức giận làm gì, em sẽ đi theo họ để giải thích rõ ràng. Chúng ta không làm gì có lỗi với lương tâm hết. Lý Nguyệt nói rồi chạy theo ông nội. Vợ à, anh không giận đâu. Tô Thương cười cười, suy nghĩ nói, đúng rồi vợ ơi, về đến nhà đừng quên uống uống nhé. Em không có bệnh thì uống thuốc gì? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Là thuốc, tránh, thai. Tô Thương cố ý lớn tiếng nói, đương nhiên, hiện tại nếu như em dự định có con thì không cần phải uống thuốc, đừng lo lắng. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng, anh hứa sẽ là một người cha tốt. Lý Thuần Phong đi còn chưa được xa, nghe thế liền dừng lại, tức giận đến run người, lạnh lùng nói, Lý Nguyệt, về nhà mau. Muốn chết à, Tô Thương, vốn đã không giải thích rõ ràng được rồi mà anh còn nói lung tung gì vậy. Lý Nguyệt đỏ mặt, giận dữ liếc nhìn Tô Thương rồi vội vàng đuổi theo ông nội với cha, ông nội với cha đừng có hiểu lầm, sự thật là cháu cùng với Tô Thương. 3 người Lý gia rất nhanh đã đi xa. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Tô Thần Binh nhìn Tô Thương rồi rút ra cái thắt lưng nghiêm nghị nói, nhóc con, nhìn xem chuyện tốt con làm đi, thương cho roi cho vọt, đêm nay cha sẽ cho con biết thế nào là tình cha như núi. Dừng tay. Nhưng lúc này Tô Càn Khôn lại lên tiếng ngăn cản. Tô Thương thấy vậy liền vội vàng chạy ra sau lưng ông nội để tìm kiếm sự che chở. Cha à, thằng nhóc này không dạy dỗ không được. Ngay cả Lý Nguyệt mà cũng dám đùa giỡn, to gan quá rồi. Tô Thần Binh tức giận không chịu nổi mà cầm thắt lưng đánh Tô Thương. Cha bảo con dừng tay, cất thắt lưng đi, nó đã được nuông chiều từ nhỏ, con lấy thắt lưng đánh nó có ích gì? Tô Càn Khôn lạnh lùng nói. Thật là đúng. Ông nội rất đỉnh. Tô Thương nghe ông nội nói thế, cảm động muốn khóc, đúng là tình thân, vẫn là ông nội thương mình nhất. Nhưng đúng lúc này, Tô Càn Khôn lại rút ra một thanh kiếm mềm từ thắt lưng, dưới ánh trăng, có một ánh sáng lạnh, sau đó ông ấy lặp lại một câu. Thắt lưng đánh là vô dụng. Thắt lưng đánh không có tác dụng. Vì thế nên ông nội rút ra nhuyễn kiếm. Tô Thương nhất thời tối sầm mặt lại. Nếu như nói tình thương của cha cao như núi, thế thì tình yêu của ông nội quả thật là ngọn núi sạt lở hả,
làm gì có ông nội nào mà xúi giục con trai mình dùng nhuyễn kiếm đánh cháu trai ruột của mình như thế chứ? Tình thân sao, tình thân máu mủ tình thâm sao, đã biến mất rồi phải không? Tất nhiên, Tô Kiền Khôn chỉ là hù hỏa Tô Thương một chút mà thôi, chắc chắn sẽ không dùng kiếm ra tay với Tô Thương, sau khi bình tĩnh lại còn không chịu nổi mà khen ngợi Tô Thương. Tô Thương, cháu suốt ngày ăn chơi lêu lổng, làm những việc không đứng đắn, nhưng mà lần này việc cháu ngủ với Lý Nguyệt thì cháu làm rất tốt. Trở lại trang viên đại sảnh, Tô Kiền Khôn hài lòng cười nói, đứa trẻ Lý Nguyệt này, ông đã nhìn thấy nó từ nhỏ tới khi trưởng thành, nó có tri thức hiểu lễ nghĩa, vẻ ngoài thì đẹp khuynh nước khuynh thành không cần bàn tới, toàn bộ Giang Bắc này thật sự tìm không ra người thứ hai. Cho nên từ trước đó, ông mới qua nhà họ Lý cầu hôn, xác định hôn ước của hai cháu, nhưng mấy năm gần đây lão già Lý Thuần Phong đó luôn muốn tìm cách hủy hôn, nhưng vì kiêng nể giao tình giữa hai nhà nên vẫn ngại không dám mở miệng. Tô Kiền Khôn hài lòng nói, bây giờ tốt rồi, cháu với nó đã gạo nấu thành cơm, lão già Lý đó có muốn từ hôn cũng không kịp nữa rồi, ha ha. Tô Thương nhìn thấy ông nội vui vẻ như vậy, lại không trách mình nữa nên anh cũng không giải thích gì thêm. Lúc này, Tô Thần Binh bên cạnh không chịu nổi mà nói, Tô Thương, con lần này hành động như vậy là biết tròn biết méo, nhưng Lý Nguyệt là một cô gái tốt, con không biết thương hoa tiếc ngọc à, nhìn xem con tra tấn cô ấy, cũng khó trách được nhà họ Lý tức giận, lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa, con phải học được cách kiềm chế bản thân, Lý Nguyệt không giống với mấy đứa nhân viên không đàng hoàng kia, cha nói như thế con có hiểu không? Tô Thương sờ sờ sống mũi, khẽ cười nói, con biết rồi. Tô Thần Binh khẽ gật đầu, khuôn mặt già dặn có chút ửng hồng, những lời này vốn dĩ ông ấy không muốn nói ra nên ông thấy có chút ngại. Có điều ông ấy không nhắc nhở lại sợ Tô Thương không biết nặng nhẹ, lỡ như lần sau Lý Nguyệt càng tiểu tụy hơn thế thì lão già họ Lý kia chắc chắn là phát điên lên mất. Tô Thương, ông sẽ nhanh chóng đẩy nhanh chuyện hôn sự của cháu với Lý Nguyệt là một cô gái tốt, sau này cháu cũng đừng đi quán bar nữa. Hãy đối xử tốt với nó, nếu không thì đừng trách ông nội không khách sáo. Tô Kiền Khôn nghiêm túc nói. Ông nội yên tâm đi, Lý Nguyệt là vợ của cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tô Thương cam kết. Tô Kiền Khôn gật đầu, ngay sau đó liền nhắc nhở, mấy ngày này cháu đừng ra ngoài một mình. Ông nhận được tin báo là Lưu Phàm Khôn nước Đê vẫn đang ở Giang Bắc, đây chính là cao thủ tông sư đệ nhất. Không biết đến Giang Bắc làm gì nhưng tóm lại thì cháu chỉ cần giữ phép tắc đi học đàng hoàng là được, tuyệt đối đừng gây thêm thị phi gì nữa. Tô Thương đương nhiên biết mục đích của Lưu Phàm Khôn, chẳng qua chỉ là muốn tìm nhà Nạp Lan phiền phức kia thôi, bởi đây chính là kiệt tác của anh ấy làm ra mà. Chỉ có điều Tô Thương ngoài mặt giả vờ như không hề biết gì, gật đầu đáp lại, được rồi, cháu đi ra ngoài sẽ gọi Quách Hí, để anh ta bí mật bảo vệ cháu. Giờ cũng đã muộn rồi, cháu về nghỉ ngơi đi. Tô Kiền Khôn xua tay nói. Sau khi Tô Thương cùng với ông nội và cha chúc ngủ ngon thì lập tức trở về phòng của mình. Là mình đánh giá cao tác dụng của sát khí rồi, bây giờ mình vẫn còn cách luyện khí tầng thứ tư một đoạn nữa. Tô Thương ngồi khoanh chân, lẩm bẩm nói, ít nhất cần luyện hóa 50 viên hạ phẩm linh thạch mới có thể tiến lên tầng thứ tư. 50 viên hạ phẩm linh thạch ở trái đất thì đúng là khó như lên trời. Xem ra ngày mai lại phải bớt chút thời gian đi đến chợ đen Cửu Môn một chuyến rồi. Tô Thương đột nhiên nhớ lại bảo vệ ở chợ đen Cửu Môn từng nói cấp trên của bọn họ gần như đều muốn lôi kéo mình. Tô Thương cũng tuyên bố rõ ràng là mình cần đá năng lượng, muốn lôi kéo mình thì mang đá năng lượng tìm tới mình, không biết mấy ông lãnh đạo ở chợ đen Cửu Môn đã chuẩn bị bao nhiêu đá năng lượng nữa. Nếu như có đủ đá năng lượng, quan trọng nhất vẫn là tu luyện để trở nên mạnh hơn và ứng phó với những mối nguy hại ở nhà họ Tô. Anh ấy đã xem mình là người nhà họ Tô rồi, anh ấy chính là Tô Đại Thiếu Gia chính là anh ấy, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn nhà họ Tô bị kẻ địch tiêu diệt được. Vẫn còn một việc nữa, thật ra trong lòng Tô Đại Thiếu Gia hiểu rõ, đó chính là việc mẹ của anh ấy bị hại chết, có điều Tô Đại Thiếu Gia không thể biết được kẻ thù là ai. Tất nhiên, Tô Thương khi tiếp nhận cơ thể này thì phải có nghĩa vụ phải báo thù rửa hận thay cho mẹ. Nhưng bây giờ Tô Thương cũng không biết hung thủ là ai, do vấn đề thực lực nên anh ấy vẫn chưa hỏi Tô Kiền Khôn. Ở Giang Bắc nhỏ bé này chỉ có vài vị tông sư võ đạo, vì vậy có thể thấy được tông sư thực ra cũng không mạnh như thế,
mình có thể treo lên đánh Nạp Lan Tổ người đang ở trình độ cao thủ, nhưng vẫn chưa đủ để tìm ra hung thủ, hỏi rõ ông ta hung thủ là ai cũng phí công vô ích. Tô Thương nghĩ thông suốt rồi, mình từ từ phát dục, đến lúc đó mới có thể có khả năng tiêu diệt hung thủ, nếu không thì tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến đây, Tô Thương từ từ nhắm mắt lại nhanh chóng bước vào trạng thái tu luyện. Tối nay anh ấy mới đặt chân lên luyện khí tầng thứ 3, muốn cảnh giới vững chắc thêm một chút. Ngay lúc này, khách sạn lớn Quân Thần, gần Đại học Kinh Tử. Đáng ghét, Nạp Lan Tổ đáng chết, lại dám khiêu khích tôi, đồ chó má điếc không sợ súng. Trong căn phòng tinh tế, Lưu Phàm Khôn dừng ngồi thiền, nhìn thấy, Nạp Lan Tổ, gửi tin nhắn đến, nhất thời không kiềm chế được. Tổ trưởng, chuyện là thế nào vậy? Đỗ Tử Minh bên cạnh tò mò hỏi. Lưu Phàm Khôn ném điện thoại cho Đỗ Tử Minh, lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu, nghiến răng nói, đoạn tuyệt quan hệ với nước D, thể sống thể chết phục tùng nước Hoa. Điều này như muốn tuyên chiến với nước D chúng ta, tổ trưởng, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho nhà Nạp Lan được. Lưu Phàm Khôn híp hai mắt lại, lạnh lùng nói, trong đoạn tin nhắn của Nạp Lan Tổ gửi không phải đã nói rồi sao? Nếu chúng ta xâm phạm vào lãnh thổ nước Hoa, thì những đứa con nhà Nạp Lan sẽ chiến đấu với chúng ta đến hơi thở cuối cùng, dù là chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cũng phải giữ vững lãnh thổ nước Hoa. Nếu ông ta đã yêu nước như thế thì tôi cũng sẽ giúp ông ta toại nguyện, đợi ngày mai từ chợ đen Cửu Môn trở về, tôi sẽ kết hợp với anh trai trưởng của mình, tàn sát nhà Nạp Lan đẫm máu. Lưu Phàm Khôn trầm giọng nói, trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Đã rất lâu rồi không có ai dám khiêu khích anh ta như thế. Dạ, đội trưởng sáng suốt. Đỗ Tử Minh nghe thấy muốn tàn sát nhà Nạp Lan, cực kỳ hưng phấn, sau đó tò mò hỏi, anh trai trưởng Lưu Phàm Khuê của anh sớm đã tham gia vào tổ chức bí mật nhất của nước D chúng ta rồi, chợ đen Cửu Môn rốt cuộc có gì mà thu hút sự chú ý của anh ấy vậy? Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, ngày mai ở chợ đen Cửu Môn có một buổi đấu giá. Trong số những vật phẩm được đấu giá đó có đồ mà anh trai trưởng của tôi muốn có. Lưu Phàm Khôn cười lạnh lùng nói, có điều người nước D chúng ta đến Giang Bắc, từ trước tới nay đều là ăn cướp trắng trợn, sao lại có thể tốn tiền mua đồ chứ? Lần nay anh trai trưởng của tôi một mình tới, nên gọi tôi đem người qua đó giúp. Tất nhiên chợ đen Cửu Môn là nơi chúng ta không thể đụng vào, có điều người sở hữu món đồ kia chỉ sợ là xui xẻo rồi, ha ha. Lưu Phàm Khôn cười độc ác nói. Hóa ra là thế. Đỗ Tử Minh gật đầu gần như hiểu rõ, cười bỡn cợt nói, đợi sau khi cướp được món đồ đó về, có anh và anh trai trưởng của anh với hai vị tông sư võ đạo thì việc tàn sát nhà Nạp Lan dễ như trở bàn tay. Đúng, nhà Nạp Lan cứ chờ đó mà đón nhận cơn thịnh nộ của tôi đi. Khuôn mặt Lưu Phàm Khôn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Tình cờ cùng lúc đó, nhà Nạp Lan đối với họ cũng tràn đầy oán hận. Bởi vì Nạp Lan Dịch sau khi nhận được tin nhắn của ông nội gửi đến, lo lắng cho an nguy của ông nội nên đã dùng cách định vị số điện thoại của Nạp Lan Tổ, sau đó dẫn đầu tất cả cao thủ nhà Nạp Lan đến khu rừng Đông Sơn, lúc này vừa phát hiện ra xác của Nạp Lan Tổ. Ông nội, Nạp Lan Dịch quỳ trên mặt đất, khóc nức nở, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Phàm Khôn, nhà Nạp Lan chúng tao thề không đội trời chung với mày. Sở dĩ gia tộc Nạp Lan là một trong tứ đại gia tộc là vì có Nạp Lan Tổ làm chỗ dựa. Có thể không phải là nói quá nhưng mà mất đi Nạp Lan Tổ thì nhà Nạp Lan cái gì cũng đều không phải nữa rồi. Giờ phút này, đông đảo cao thủ nhà Nạp gia đang có mặt tại nơi đó, nhìn thấy thi thể của Nạp Lan Tổ, tất cả đều quay lại nhìn nhau. Anh hai! Lúc này, Nạp Lan Minh Chiết ở bên cạnh nhìn sang Nạp Lan Dịch. Mở miệng nói, bây giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của ông nội, khoan đem cái chết của ông nội đổ lên đầu Lưu Phàm Khôn đã, việc cấp bách bây giờ là lo việc chôn cất cho ông nội. Sao mà vẫn chưa xác định được chứ, ông nội đã gửi tin nhắn cho anh, ông nội nói là Lưu Phàm Khôn nước D đã để ý tới ông nội còn nói nếu như bản thân ông mà chết thì nhất định là do Lưu Phàm Khôn giết. Nạp Lan Dịch khóc lóc kể lể, nghiến răng nói, bây giờ xác của ông nội còn nằm ở đây. Hung thủ chắc chắn là Lưu Phàm Khôn, Nạp Lan Minh Chiết, tại sao em cứ muốn nói thay cho Lưu Phàm Khôn vậy, lẽ nào giữa các người có câu kết gì với nhau sao? Lời vừa nói ra, Nạp Lan Minh Chiết liền khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, anh hai, anh đừng ngậm máu phun người,
em chỉ muốn nói là không có chứng cứ mà thôi, hoàn toàn không phải là nói thay cho Lưu Phàm Khôn. Tin nhắn chính là chứng cứ đó thôi. Ánh mắt của Nạp Lan Dịch vô cùng kiên định nói, ông nội gửi tin nhắn cho anh, em cũng nhìn thấy rồi, anh phải báo thù cho ông nội, anh sẽ khiến cho Lưu Phàm Khôn nợ máu phải trả bằng máu. Khụ. Nạp Lan Minh Chiết ho ra một ngụm máu, sau đó thản nhiên nói, anh hai, thực lực của Lưu Phàm Khôn thâm sâu khó lường, ngay cả ông nội cũng không phải là đối thủ của ông ta, thì anh làm sao mà báo thù được đây? Báo tin cho bà nội. Nạp Lan Dịch nghiêm túc nói, gốc rễ nhà Nạp Lan chúng ta là ở trên thành phố, ông bà nội vì mâu thuẫn với nhau nên ông nội mới mang chúng ta đến Giang Bắc lập nghiệp, nhưng ông nội và bà nội vẫn là vợ chồng với nhau, bây giờ ông nội chết rồi, ân oán gì cũng không còn nữa, bà nội chắc chắn sẽ tới Giang Bắc báo thù cho ông nội. Vậy thi thể của ông nội thì phải làm sao, không chôn luôn hả? Nạp Lan Minh Chiết nhíu mày nói. Thù lớn chưa trả, cho dù là xuống mồ rồi thì như thế nào chứ, ông nội cũng sẽ không yên nghỉ được. Nạp Lan Dịch nói, đợi giết được Lưu Phàm Khôn rồi, anh sẽ tổ chức tang lễ thật lớn cho ông nội. Nghe xong câu nói này, Nạp Lan Minh Chiết trầm mặc một lúc, rồi thản nhiên nói, anh hai, anh cả đã gia nhập tông môn võ thuật rồi, cũng thường không ở Giang Bắc, nay ông nội cũng không còn nữa, bây giờ anh chính là người quản lý nhà Nạp Lan. Em tin anh có thể xử lý tốt mọi chuyện, chuyện tiếp theo em không quản nữa, em trở về trang viên chịu tang cho ông nội đây, có kết quả rồi báo tin cho em một tiếng là được rồi. Để lại một câu nói, Nạp Lan Minh Chiết liền dẫn theo người của mình rời khỏi nơi đó. Trước khi đi, anh khẽ híp mắt lại, ý tứ sâu xa liếc nhìn Nạp Lan Dịch một cái, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười mà không ai có thể dễ dàng phát hiện ra. Hừ, xem như em biết điều. Nhìn thấy Nạp Lan Minh Chiết dần đi mất, Nạp Lan Dịch hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt anh ta tỏ ra thảm thiết vô cùng, nhưng kỳ thực trong lòng lại hết sức kích động. Chết rồi! Ông nội chết rồi! Việc này, quá tốt rồi! Anh cả không có ở đây, theo thứ tự vai vế thì anh ta chính là người có tư cách nhất để quản lý nhà Nạp Lan. Từ nay về sau, Nạp Lan Dịch chính là ông chủ của nhà Nạp Lan, không còn phải chịu trói buộc của bất kỳ người nào nữa, quá đã mà! Mà anh ta sở dĩ nói muốn báo thù, mục đích chủ yếu vẫn là muốn kêu bà nội đến Giang Bắc một chuyến, một lần nữa dựng lên địa vị của nhà Nạp Lan. Về bà nội của mình, Nạp Lan Dịch biết khá rõ, hầu như mỗi năm anh ta đều sẽ lên thành phố mấy ngày. Nạp Lan Dịch biết chuyện ân oán giữa ông nội và bà nội, đơn giản chỉ là lúc ông nội còn trẻ có hái hoa bắt bướm nhưng lại bị bà nội phát hiện ra, từ đó về sau hai người cả đời cũng không qua lại với nhau nữa. Nhưng mà Nạp Lan Dịch có tự tin thuyết phục được bà nội, khiến bà nội chịu ra mặt báo thù cho ông nội. Thực lực của bà nội còn mạnh hơn cả ông nội, chỉ cần bà nội ra tay, Lưu Phàm Khôn nhất định chết chắc. Đương nhiên, Nạp Lan Dịch làm như vậy còn có một nguyên nhân khác, chính là Lưu Phàm Khôn kia đã hiểu lầm anh ta giết chết mấy cao thủ nước Đê, cướp đi Hồng Liên Đao. Hiểu lầm này có giải thích như thế nào thì cũng không giải thích rõ được, bây giờ ông nội chết rồi. Bản thân anh ta có thể sẽ gặp phải độc thủ của Lưu Phàm Khôn, thay vì khoanh tay chịu chết chi bằng kêu bà nội ra tay đánh phủ đầu trước, đánh cho Lưu Phàm Khôn trở tay không kịp. Thế là, Nạp Lan Dịch lập tức gọi điện thoại cho bà nội, cầu xin bà nội ra mặt. Cùng lúc đó, anh ta sai người phong tỏa tin tức, không để chuyện Nạp Lan tổ bị giết truyền ra bên ngoài, tránh làm dao động địa vị của nhà Nạp Lan ở Giang Bắc. Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Thương đã kết thúc trạng thái tu luyện, anh khẽ cau mày, có vẻ không hài lòng lắm về thành quả tu luyện cả một đêm của mình. Tô Thương đứng dậy, khẽ cười nói, hôm nay đi chợ đen cửu môn dò hỏi đám bảo vệ xem ông chủ của bọn họ cuối cùng còn muốn lôi kéo mình hay không. Hạ quyết tâm xong thì Tô Thương đi xuống lầu, ăn đơn giản vài thứ rồi chuẩn bị đi đến chợ đen. Nhưng mà ngay lúc này, Tô Thần Binh lại xuất hiện, dò hỏi, thằng danh, con đi làm gì đó. Con đến trường học. Tô Thương nghiêm túc nói, cha à, cha không biết đó, mấy ngày không đi học, cả người con ngứa ngáy, khó chịu muốn chết. Thằng thối tha, mày nói ngược rồi à. Tô Thần Binh tối sầm mặt lại nói, dựa vào hiểu biết của cha về con thì con đi đến quán ba cao cấp để học tư thế mới chứ gì. Mẹ kiếp, cha, sao cha lại nghĩ con như vậy chứ, sở thích lớn nhất đời này của con chính là học đó, con thích được bơi lội trong biển tri thức bao la.
những cuốn sách là những bậc thang đi lên của con, là thức ăn tinh thần của con. Tô Thương còn muốn nói tiếp nhưng Tô Thần Binh không nhịn được lại ngắt ngang nói, được rồi, câm miệng lại đi, cả ngày cả lơ phất phơ, không biết tiến thủ, cha cũng lười quản con luôn rồi. Nhưng mà, hôm nay là ngày nhà giáo, thằng nhóc nhà con tốt nhất đến trường một chuyến đi, gặp mặt Hoa Thần Y, dù sao cũng là ông ấy đưa con đến Đại học Kinh Tử, cũng xem như là làm thầy con một nửa rồi, quan hệ tốt với ông ta chỉ có lợi chứ không có hại. Tô Thần Binh nghiêm túc nói. Được. Tô Thương gật đầu đồng ý, cha à, cha yên tâm đi, quan hệ của con và Hoa Thần Y rất là tốt. Vậy thì ngày nhà giáo cũng không thể đi tay không đến được, cha đã sai Quách Ý chuẩn bị một phần quà, các con cùng đi đến trường đi, như vậy Quách Ý cũng có thể âm thầm bảo vệ cho con. Vừa nói, Tô Thần Binh vừa khinh thường nhìn Tô Thương, khinh bỉ nói, đồ bỏ đi, tới khi nào mới có thể khiến người hết bận tâm hả? Tô Thương cứ bị cha chửi mắng suốt, cho nên có chút khó chịu, thế là bắt đầu phản kích lại, ý tứ sâu xa cười nói, cha à, ngày nhà giáo, cha cũng nên hỏi thăm mấy thầy giáo của cha mới được. Còn cần con dậy sao, cha sớm đã gọi điện rồi, đồng thời còn hẹn mọi người có rảnh thì cùng nhau ăn cơm. Tô Thần Binh thở dài nói, hai, chớp mắt là đã mười mấy năm rồi, thầy giáo lúc đầu dậy cha cũng tóc bạc phơ hết rồi, năm tháng đuổi theo người già mà. Cha! Tô Thần Binh đang tưởng nhớ thì lúc này Tô Thương lại cười đùa nói, con nói không phải là thầy giáo dạy học cho cha mà là lúc đêm hôm yên tĩnh vắng người, cha một mình nghiên cứu học hành. Ví dụ như, cô Không Không, cô Tiểu Trạch, cô Kết Y, cô Tụng Đảo. Những cô giáo này không ngại vất vả đêm hôm, lần này đến lần khác bầu bạn với cha, ngày nhà giáo đến rồi, cha làm sao cũng nên cảm kích chút chứ. Tô Thương trêu chọc nói. Tô Thần Binh sững người lại. Sau đó cả khuôn mặt già đỏ ửng lên, sau khi phản ứng lại liền tức giận trừng mắt nhìn Tô Thương. Thằng danh con muốn thể nghiệm tình thương mến thương chịu nặng của cha phải không, cút ngay cho ông. Nhìn thấy cha nổi giận, Tô Thương vô cùng biết ý liền chạy ra khỏi phòng khách, rồi đi thẳng đến gara xe của Trang Viên. Tên nhóc Tô Cảnh Hàm kia rất thích xe, cậu ta mua đủ loại đủ kiểu xe, có xe đua, có sấp, lại thêm của Tô Thần Binh và Tô Thương nữa. Trong gara ít nhất cũng có hơn 20 chiếc xe sang trọng. Tô Thương chọn một chiếc Ferrari màu đỏ, rồi lái ra khỏi Trang Viên nhà họ Tô. Về phần Quách Ý, ngoài mặt thì nhận nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Tô Thương, nhưng anh ta chỉ đi tìm một nơi để nghỉ ngơi mà thôi. Vì anh ta biết thực lực của Tô Đại Thiếu Gia rất mạnh, căn bản không cần mình bảo vệ. Sau khi rời khỏi Trang Viên nhà họ Tô, Tô Thương chuẩn bị đến chợ đen Cửu Môn. Thì lại nhận được điện thoại của Vương Phú Quý. Tô Đại Thiếu Gia, tôi thảm quá, có chuyện này anh nhất định phải giúp tôi, sau khi xong việc, tôi cho anh chơi qua chơi lại miễn phí. Điện thoại vừa được kết nối thì Vương Phú Quý khóc lóc nói. Tô Thương tối sầm mặt lại nói, mày cút ngay đi, ai mà muốn chơi mày chứ, có chuyện gì thì nói đi. Một hai câu không nói rõ được, anh đang ở đâu, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Vương Phú Quý nức nở hai tiếng sau đó đáng thương nói, mấy ngày không gặp, Tô Đại Thiếu Gia, tôi nhớ anh chết đi được, mỗi ngày ăn cơm đều không thấy ngon, cho dù là đi ăn chơi ở quán bar, tôi cũng không kiềm được mà nhớ tới anh. Cầm cái lỗ nở cậu lại đi. Tô Thương cảm thấy bất lực vô cùng, sau đó lại hỏi, nói chỗ của cậu đi, tôi qua tìm cậu. Tôi đang ở Đại học Kinh Tử. Vương Phú Quý nhanh chóng trả lời. Được, tôi đến ngay đây. Tô Thương nhận lời rồi cất điện thoại đi, lái chiếc Ferrari chạy thẳng đến Đại học Kinh Tử. Đối với Vương Phú Quý, Tô Thương rất có cảm tình với cậu ta. Đương nhiên, không phải là loại tình cảm kia, mà là tình cảm anh em đơn thuần. Tên Vương Phú Quý này, nhìn thì không đứng đắn, nhưng khi gặp chuyện thì dám làm thật, đây mới là anh em thật sự. Mặc dù Vương Phú Quý không có bản lĩnh gì cả, khuyết điểm lại có một đống. Nhưng phần tâm ý này quan trọng hơn tất cả bất cứ thứ gì. Cho nên khi Vương Phú Quý có chuyện cần anh giúp đỡ, thì Tô Thương đương nhiên sẽ không từ chối. Không lâu sau, Tô Thương đã lái xe đến Đại học Kinh Tử, ở ngay cổng trường đã thấy Vương Phú Quý. Wow, người từ trên xe bước xuống là ai vậy? Sao mà đẹp trai quá vậy? Sáng chói con mắt vàng 24K của tôi rồi, tôi nguyện ý tôn xưng anh là anh chàng đẹp trai 5.000 năm mới gặp. Vương Phú Quý cũng đã nhìn thấy Tô Thương,
Cậu ta làm ra vẻ khiếp sợ nịnh nọt, biểu tình thì vô cùng kinh ngạc, kỹ thuật diễn xuất của cậu ta rõ ràng đã được nâng cao mà. Cút mẹ nó đi. Tô Thương trừng mắt nhìn cậu ta rồi hỏi, xảy ra chuyện gì, nói đi. Tô đại thiếu gia. Vương Phú Quý không hề giấu giếm, uất ức nói chứ, tôi bị trường học ban đầu đuổi rồi. Tô Thương nghi ngờ nói, chuyện là thế nào, cậu tốt xấu gì cũng là đại thiếu gia nhà họ Vương, đang yên đang lành sao trường học lại đuổi học cậu chứ? Còn không phải là do anh hại sao? Vương Phú Quý oán trách nhìn Tô Thương nói tiếp, hôm qua trường học chúng tôi có một dự án mới, muốn dỡ bỏ tòa ký túc xá cũ, cho nên kêu hai chiếc xe ủi tới. Đúng lúc tôi đi ngang qua chiếc xe ủi đất bên cạnh, tôi chỉ liếc nhìn chiếc xe ủi một chút thôi, sau đó thì tôi bị đuổi học ngay lập tức, hiệu trưởng nói là tôi quá nguy hiểm rồi. Vương Phú Quý nghiến răng nói, ông đây rõ ràng không làm gì cả, nhìn chiếc xe ủi một chút thì làm sao hả, đến nổi đuổi học cả ông đây, tức chết tôi rồi mà. Thông báo đuổi học phải hai ngày sau nữa mới phát đi, nếu như cha tôi biết tôi bị trường đuổi học, vậy thì mong tôi cũng đừng mong còn nữa. Chắc chắn sẽ bị ông ấy đánh cho chảy ra chóc phải. Vừa nói, Vương Phú Quý vừa dựa sát vào Tô Thương, chớp chớp mắt nhìn Tô Thương nói, Tô đại thiếu gia, dù sao mông của tôi cũng không giữ được nữa rồi, thay vì để cho cha tôi đánh, còn không bằng làm cho anh thoải mái một chút, tôi sẽ phối hợp nhịp nhàng với anh. Đừng nói mấy lời ám muội đó với tôi nữa, ông đây đã nói rồi, ông đây không có khẩu vị đó. Tô Thương đương nhiên biết Vương Phú Quý chỉ là đùa giỡn mà thôi, thế là đá giỡn cậu ta một phát, rồi nói tiếp, chuyện này của cậu dễ giải quyết thôi, liên hệ một trường khác cho cậu là được rồi thôi mà, cho dù cha cậu có biết cậu bị đuổi học thì cũng sẽ không nổi giận được, dù sao cậu vẫn còn trường để đi học. Ha ha, không hổ là anh em tốt của tôi, chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Vương Phú Quý vỗ mông một phát rồi nói, bởi vì trường tôi đang học thuộc trường đại học trọng điểm. Nếu như muốn cha tôi hài lòng thì chắc chắn tôi phải tìm được một trường tốt hơn, Đại học Kinh Tử rất là thích hợp đó. Tô đại thiếu gia, sao anh vào được trường Đại học Kinh Tử vậy, có cửa nào sao, có thể nhét tôi vào luôn được không? Mặt Vương Phú Quý tràn đầy hy vọng. Không thành vấn đề, chuyện nhỏ mà thôi. Tô Thương cười nói. Wow, thật hay giả vậy, Tô đại thiếu gia, tôi đã hỏi rất nhiều người rồi đó. Cũng đã thử nhét tiền cho lãnh đạo nhưng đáng tiếc cũng chẳng ăn thua, anh có thể nhét tôi vào được sao? Vương Phú Quý có chút kích động. Tôi gọi điện thoại sắp xếp cho cậu. Tô Thương mỉm cười, lập tức ở trước mặt Vương Phú Quý rút điện thoại ra gọi cho Hoa Thời Mạc. Sư phụ, đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói cung kính của Hoa Thời Mạc. Tô Thương gật đầu nói, có chuyện này, tôi cần ông giúp. Sư phụ, cậu cứ nói. Tôi có một người bạn, tên là Vương Phú Quý, là đại thiếu gia của nhà họ Vương ở Giang Bắc, cậu ta muốn vào Đại học Kinh Tử học. Rõ rồi, tôi đi sắp xếp ngay. Hoa Thời Mạc không hề chần chừ, rồi hỏi tiếp, đúng rồi sư phụ, cậu ta muốn học ngành gì? Tô Thương giơ điện thoại ra, nhìn sang Vương Phú Quý ở bên cạnh, hỏi, Vương đại thiếu gia, cậu muốn học ngành gì? Phát thanh, tôi muốn học khoa phát thanh. Vương Phú Quý kích động nói. Dường như đã nghĩ sẵn rồi. Tô Thương đưa điện thoại lên tai, nói cho cậu ta vào khoa phát thanh nhé. Vâng. Hoa Thời Mạc cung kính nhận lời, giọng điệu vô cùng kính sợ. Cứ như vậy trước đi. Tô Thương cúp điện thoại, rồi hiếu kỳ nhìn sang Vương Phú Quý, nghi ngờ nói, đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ là tôi rất tò mò, Vương đại thiếu gia, sao cậu đột nhiên lại muốn học phát thanh vậy? Ha ha ha. Vương Phú Quý nghe thấy Tô Thương nói việc đã giải quyết xong thì lập tức hết sức vui mừng, rồi sau đó nói như thật, Tô đại thiếu gia, hai ngày nay tôi đã phải lòng một cô MC, cô ấy đang học ở khoa phát thanh của Đại học Kinh Tử. Cho nên cậu mới nghĩ cách để vào được Đại học Kinh Tử, cậu bị trường đuổi học là giả đúng không? Tô Thương nhíu mày nói. Hi hi, quả nhiên không giấu được Tô đại thiếu gia. Vương Phú Quý áy náy cười nói. Cậu cút đi. Vậy mà dám lừa ông đây. Tô Thương giơ chân lên đá một phát, sau đó lại tò mò hỏi, nữ MC gì đó có xinh đẹp không? Cô ấy tên là Tiểu Điềm Điềm, có xinh đẹp hay không tôi không biết, tôi chưa từng gặp cô ấy là một MC vô cùng nổi tiếng, từ xưa đến nay chưa từng lộ mặt, nhưng giọng nói của cô ấy thật sự rất êm tai, nhẹ nhàng, êm ái, xuyên thẳng vào linh hồn của tôi.
vừa nói, Vương Phú Quý bỗng nhiên cảnh giác nhìn về phía Tô Thương, mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, anh không được cướp của tôi đâu đó, Tiểu Điềm Điềm không giống như những người con gái khác, tôi đối với cô ấy là nghiêm túc, anh không được có ý đồ xấu với bạn gái của em mình nha. Cút, ông đây là loại người đó sao? Tô Thương tối sầm mặt lại nói. Vương Phú Quý nghênh đón ánh mắt của Tô Thương, trịnh trọng gật đầu. Khốn kiếp! Tô Thương xù lông lên, giơ chân đá vào mông Vương Phú Quý một phát, rồi nghiến răng lên, ông đây cả đời quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, liêm khiết thanh bạch, làm sao có thể làm ra mấy chuyện xấu xa kia chứ, cút đi! Tô đại thiếu gia, ha ha ha, tôi đùa với anh thôi, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh nha, tôi đi đến khoa phát thanh tìm Tiểu Điềm Điềm trước đây, có thời gian mời anh ăn cơm nhá. Vương Phú Quý không biết xấu hổ cười nói rồi phủi mông chạy thẳng vào Đại học Kinh Tử. Cảm ơn ông nội nhà cậu, đều là anh em tốt với nhau mà nói hai chữ cảm ơn với ông đây thì ông đây đem cậu đi chôn sống luôn. Tô Thương vừa cười vừa mắng. Nhìn thấy Vương Phú Quý đi xa rồi thì anh mới mở cửa xe ra, định đi đến chợ đêm Cửu Môn một chuyến xem có thể có thêm đá năng lượng hay không. Nhưng ngay lúc này, Tô Thương bỗng nhiên nhìn thấy Lý Kỳ Kỳ từ phía đông đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại. Đông Đông, sao cậu đột nhiên lại tới Giang Bắc rồi? Hi hi, đương nhiên là nhớ cậu rồi, cậu đến đâu rồi, ăn sáng chưa? Sắp đến rồi, vậy tôi ở Đại học Kinh Tử chờ cậu nhé. Yên tâm đi, tôi đang đi đến nhà ăn đây, tôi mua cho cậu dầu cháo quẩy và sữa đậu nành mà cậu thích nhất đây. Lý Kỳ Kỳ đang gọi điện thoại thì đột nhiên nhìn thấy Tô Thương, lập tức trừng to hai mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Đồng Đồng, không nói chuyện với cậu nữa, tôi có chút chuyện, tôi ở nhà ăn của trường đợi cậu nhé. Oan ra ngõ hẹp mà. Tô Thương nhìn thấy Lý Kỳ Kỳ, cười khổ xoa xoa mũi, lập tức muốn trốn khỏi cô ta. Nhưng mà sau khi Lý Kỳ Kỳ cất điện thoại đi thì nhanh chóng bước đến giang cánh tay ra chắn ngang đường của Tô Thương. Đứng lại! Lý Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Tô Thương, hung hăng nói, Tô Thương, anh thật không biết xấu hổ, vậy mà lại dám lừa tôi. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt của Lý Kỳ Kỳ, khẽ cười nói, là Kỳ Kỳ à, không thể ăn nói bậy bạ như vậy được, tôi lừa cô gì chứ? Đừng giả bộ nữa, tôi đã biết truyền thông ma đậu là làm cái gì rồi. Lý Kỳ Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương, anh thật bỉ ổi, vậy mà lại muốn lừa phỉnh tôi đi đóng mấy loại phim đó, còn nhiều diễn viên nam chính nữa chứ, tôi phỉ nhổ vào. Ai lừa phỉnh cô chứ, lời tôi nói đều là thật cả, cô đừng nghĩ lòng tốt người khác là lòng lang dạ thú nha. Tô Thương phản bác nói, anh là có lòng tốt sao? Lý Kỳ Kỳ hất bím tóc qua một bên rồi tức giận nói, anh rõ ràng biết tôi muốn đóng phim hành động. Tại sao lại giới thiệu cho tôi truyền thông ma đậu hả, còn nói bọn họ chuyên quay phim hành động, có nguyên một đội ngũ chuyên nghiệp nữa chứ? Tô Thương giải thích, tôi không hề nói dối nha, phim mà người ta quay thật sự là phim hành động, 108 kiểu tư thế, tuyệt đối là phim hành động rồi. Anh, thật bỉ ổi mà. Lý Kỳ Kỳ dường như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc ửng đỏ như quả táo chín, thẹn quá hóa giận nói, anh còn nói phim bọn họ quay toàn là kiệt tác. Ông chủ đều tự mình diễn, mọi người đều hòa đồng vui vẻ, tất cả đều là giả hết. Cô hiểu gì chứ, ông chủ người ta sản xuất toàn là kiệt tác trong nước, hơn nữa danh tiếng cũng rất lớn đó, cô có rảnh thì tìm hiểu về truyền thông ma đậu đi. Tô Thương nghiêm túc nói. Tôi tìm hiểu nó làm gì chứ, tôi không thèm xem mấy thể loại phim hành động đó. Lý Kỳ Kỳ ngượng ngùng nói. Ồ, cô không muốn tìm hiểu vậy thì thôi đi. Tô Thương trêu đùa rồi nói, vậy cô có còn muốn hợp tác với truyền thông ma đậu nữa không? Không. Lý Kỳ Kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thương, nghiến răng nói, anh muốn đóng thì tự đi mà đóng. Tôi ngược lại rất muốn đi đó, làm diễn viên chính sung sướng biết bao nhiêu, nhưng mà người ta không chắc là sẽ cho tôi diễn. Tô Thương khẽ cười nói. À, thật không biết xấu hổ mà. Lý Kỳ Kỳ tức giận nhìn Tô Thương, sau đó lại nhớ đến một chuyện. Bèn hỏi, Tô Thương, xém chút thì quên mất, tối hôm trước anh đưa chị tôi đi đâu vậy, sao đến tối ngày hôm sau mới trở về lận? Tô Thương lườm Lý Kỳ Kỳ một cái, rồi hỏi ngược lại, liên quan gì đến cô chứ, tại sao phải nói cho cô biết? Đương nhiên có liên quan rồi, chị ấy là chị gái tôi mà. Lý Kỳ Kỳ tức muốn nổ phổi nói. Ồ, vậy được thôi, tôi nói cho cô biết,
tối đó tôi và chị gái cô cùng, hi hi, cô hiểu rồi chứ. Tô Thương mỉm cười nham hiểm, mặc dù không nói gì cả nhưng lại giống như đã nói hết tất cả vậy. Cái đồ khốn nạn nhà anh, sao lại có thể đối xử với chị gái tôi như vậy hả? Lý Kỳ Kỳ tức hổn hển nói. Tôi và chị gái cô có hôn ước với nhau, cô tức giận cái gì chứ? Lẽ nào là cô có ý với tôi sao? Rồi cô ghen, cho nên cô mới tức giận. Tô Thương trêu chọc nói. Lý Kỳ Kỳ oán hận nói, anh đi chết đi, ai mà thèm có ý với đồ rác rưởi như anh chứ? Tôi đẹp trai như vậy mà cô cũng không thích, vậy chẳng lẽ cô là bách hợp sao? Tô Thương hoài nghi nói. Bách hợp, ý chỉ quan hệ giữa nữ và nữ với nhau. Bách hợp. Lý Kỳ Kỳ nghe đến câu nói này, nhất thời sững người lại, không nhịn được lại hỏi, bách hợp là gì? Ặc, cái này. Tô Thương nhìn dáng vẻ ngây thơ, trong sáng của Lý Kỳ Kỳ liền khẽ cười nói, bách hợp chính là chỉ những người con gái thuần khiết, trong sáng như đóa hoa bách hợp vậy, tôi nói cô là bách hợp chính là đang khen cô đó. Thì ra là như vậy. Lý Kỳ Kỳ như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật đầu nói, không sai, tôi chính là bách hợp, Tô Thương, đừng tưởng là anh khen tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh lừa tôi hết lần này đến lần khác, còn làm ra mấy chuyện kia với chị gái của tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Kỳ Kỳ đang luyên thuyên nói, kết quả là khi ngẩng đầu lên thì Tô Thương đã chui vào chiếc Ferrari mà ngồi rồi. Lý Bách Hợp, cô thật xinh đẹp, còn xinh đẹp, thuần khiết hơn cả hoa bách hợp nữa. Tôi đi trước nha. Để lại câu nói xong thì Tô Thương liền khởi động xe nhanh chóng rời khỏi Đại học Kinh Tử. Tôi không phải gọi là Lý Bách Hợp, tôi tên là Lý Kỳ Kỳ. Lý Kỳ Kỳ nhìn thấy Tô Thương rời đi, thì cảm thấy rất vui vẻ, cười nói, nhưng mà, cái tên Bách Hợp nghe cũng hay đó chứ. Tôi là Bách Hợp, ha ha, mặc dù Tô Thương là tên khốn nạn, bị ổi, nhưng mắt nhìn người của anh ta cũng tốt đấy, tôi chính là Bách Hợp, la la la. Tiếp theo đó, tâm trạng của Lý Kỳ Kỳ rất là tốt, cả đường đi đến nhà ăn vừa đi vừa ngâm nga hát. Bây giờ đã qua giờ ăn sáng rồi, nhưng mà nhà ăn của trường học là mở cửa 24 tiếng cho nên dầu cháo quẩy, sữa đậu nành vẫn còn bán. Lý Kỳ Kỳ mua 2 ly sữa đậu nành và 2 cái dầu cháo quẩy, sau đó ngồi ở bàn ăn chờ người bạn thân của mình. Lúc nãy trong điện thoại Châu Vũ Đồng có nói khoảng 20 phút nữa là tới trường học. Rất nhanh, thì đã nhìn thấy Châu Vũ Đồng kéo cái vali xuất hiện trước tầm mắt của Lý Kỳ Kỳ. Đồng đồng, bên này, Lý Kỳ Kỳ vui mừng, vẫy vẫy tay. Kỳ Kỳ, Châu Vũ Đồng nhìn thấy Lý Kỳ Kỳ thì chạy nhanh tới, vòng tay ôm lấy Lý Kỳ Kỳ. Đồng đồng, sao cậu lại xách vali đến đây, cậu sẽ ở lại Giang Bắc rất lâu sao? Sau khi ôm xong, Lý Kỳ Kỳ tò mò hỏi. Không phải, tôi ở khoảng nửa tháng thôi. Chủ yếu là thăm cậu. Châu Vũ Đồng kéo cánh tay của Lý Kỳ Kỳ lại, rồi vui vẻ cười nói. Quá tốt rồi, lâu rồi tôi chưa được ngủ cùng với cậu, tối nay 2 bách hợp chúng ta ngủ chung với nhau đi. Lý Kỳ Kỳ hào hứng nói. 2 bách hợp ngủ cùng với nhau. Châu Vũ Đồng có chút mông lung, nghi ngờ nói, Kỳ Kỳ, cậu đang nói cái gì vậy, bách hợp gì chứ? Hi hi, cậu không biết đúng không, tôi là bách hợp. Lý Kỳ Kỳ có chút tự hào nói. Ai mà ngờ, Châu Vũ Đồng nghe đến lời này, thì bị dọa sợ đến nỗi rút ngay cánh tay về, đồng thời lùi lại cách xa Lý Kỳ Kỳ mấy bước. Phát hiện ra được dáng vẻ khác thường của bản thân của mình, mặt mũi Lý Kỳ Kỳ vô cùng nghi ngờ, khó hiểu nói, đồng đồng, cậu sao vậy, sao lại đứng cách xa tôi quá vậy? Vừa nói, Lý Kỳ Kỳ vừa bước tới, muốn kéo cánh tay của Châu Vũ Đồng lại. Mắt của Châu Vũ Đồng lóe lên. Vội vàng né tránh, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Lý Kỳ Kỳ. Làm gì vậy, đồng đồng, có phải cậu không yêu tôi, trốn tránh tôi làm gì chứ, cậu mà như vậy nữa thì tôi giận đó nha. Lý Kỳ Kỳ khó chịu nói. Kỳ Kỳ, Châu Vũ Đồng cắn răng nói, tôi thấy chúng ta đừng nên đi gần nhau như vậy làm gì, dù sao cậu cũng là bách hợp, mà tôi thì vẫn còn chưa được nếm qua mùi vị của đàn ông, cho nên tôi không thể thành đôi thành cặp với cậu được. Tôi là bách hợp thì làm sao chứ, tại sao tôi là bách hợp thì cậu liền muốn xa lánh tôi chứ? Mặt Lý Kỳ Kỳ tràn đầy kinh ngạc, cười nói, đồng đồng, có phải là do tôi tự nói mình là bách hợp, không có khen cậu cho nên cậu mới không vui? Xì, con nhỏ hẹp hòi này, cậu cũng là bách hợp đó được chưa,
lúc nãy không phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta đều là bách hợp. Không. Châu Vũ Đồng lại nghiêm túc nói, cậu là bách hợp, đừng có kéo tôi theo, tôi không phải. Cậu không còn trong trắng nữa sao? Lý Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, trời ạ, Đồng Đồng, cậu khi nào mà không còn trong trắng vậy, sao lại không kể với tôi chứ? Cậu cũng tùy tiện quá rồi đó, còn chưa kết hôn vậy mà đã không còn trong trắng nữa rồi. Tôi không biết cậu đang nói cái gì nữa. Châu Vũ Đồng nhìn Lý Kỳ Kỳ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói, Kỳ Kỳ, từ trước tới nay tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một người có nhân sinh quan rất đàng hoàng, sao cậu lại làm bách hợp rồi, thật khiến tôi quá thất vọng, phá hủy cả nhân sinh quan rồi. Tôi, Lý Kỳ Kỳ có chút mông lung, kinh ngạc nói, tôi là bách hợp thì làm sao nào, Đồng Đồng, sao cậu lại nổi giận chứ? Sao nào? Châu Vũ Đồng tức giận nói, Kỳ Kỳ, sao cậu lại có thể hùng hổ nói như vậy chứ? Bách hợp chung quy cũng không phải là thứ vẻ vang gì, thôi bỏ đi, Kỳ Kỳ, cậu thích con gái, sau này tôi không chơi với cậu nữa, tránh để người khác cũng nghĩ tôi cũng là bách hợp. Tôi có thể làm bạn thân của cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không phát triển tới quan hệ mà người không nhận ra kia. Châu Vũ Đồng thể hiện rõ thái độ kiên định, rõ ràng là gái, thẳng, mà. Tôi nói thích con gái khi nào chứ, tôi thích đàn ông mà, đàn ông đó. Không phải cậu nói mình là bách hợp sao? Châu Vũ Đồng nghi ngờ nói. Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc nói, đúng vậy, bách hợp chính là biểu tượng của sự trong sáng mà, tôi là một cô gái trong trắng, thuần khiết như vậy, không phải là bách hợp sao? Ặc, Châu Vũ Đồng ngẩn cả người rồi bật cười. Không nhịn được liền hỏi, Kỳ Kỳ, cái này là ai nói với cậu vậy? Tô Thương, Lý Kỳ Kỳ trả lời, hôm nay anh ta khen tôi là bách hợp, nói tôi xinh đẹp, trong sáng như bách hợp vậy, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn luôn đó chứ. Châu Vũ Đồng cười nói, Kỳ Kỳ, cậu có biết bách hợp nghĩa là gì không? Con gái thích con gái, hai người con gái ở chung với nhau, bọn họ chính là bách hợp đó. Châu Vũ Đồng tự hỏi tự trả lời. A, à, Lý Kỳ Kỳ trợn tròn mắt, sau khi phản ứng lại thì tức đỏ cả khuôn mặt ngọc ngà của mình, oán hận nói, Tô Thương, đồ đáng chết, lại dám chơi xỏ tôi. Kỳ Kỳ, cậu vẫn là bách hợp sao? Lúc này, Châu Vũ Đồng cười hỏi. Tôi không phải. Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc nói, tôi còn chưa yêu đương với anh chàng nào cả, tôi không phải là bách hợp. Ha ha, vậy mới đúng chứ, chúng ta cùng tìm bạn trai, bách hợp gì chứ? Là thứ không có gì thú vị nhất đó. Châu Vũ Đồng nghe thấy như vậy, thì không xa lánh Lý Kỳ Kỳ nữa, chủ động bước tới kéo cánh tay của Lý Kỳ Kỳ. Đồ đáng ghét Tô Thương, không đánh anh ta một thời gian thì anh ta càng ngày càng lớn lối rồi, luôn trêu đùa tôi, lần sau gặp mặt tôi chắc chắn phải đánh anh ta trước một trận mới được. Lý Kỳ Kỳ nghiến răng, hung tợn nắm nắm đấm lại, nhìn dáng vẻ vô cùng hung dữ, ác liệt mà. Được rồi Kỳ Kỳ. Đừng tức giận nữa, tôi vừa mới xuống xe, còn chưa ăn sáng đâu. Châu Vũ Đồng an ủi nói. A ha, ngồi xuống ăn đi, dầu cháo quẩy và sữa đậu nành mà cậu thích tôi đều mua rồi này. Lý Kỳ Kỳ kiềm chế lại cảm xúc, rồi kéo Châu Vũ Đồng ngồi xuống bàn ăn. Hi hi, lâu rồi chưa được ăn dầu cháo quẩy của Đại học Kinh Tử, tôi thèm chết rồi đây. Châu Vũ Đồng cầm một cái dầu cháo quẩy lên rồi cắn một phát. Nhưng sau đó liền nhíu mày lại, nhổ thẳng ra, chán ghét nói, phì, mềm quá đi, sao mà mềm vậy chứ, khó ăn chết đi được. Lý Kỳ Kỳ nhìn thấy như vậy, cũng thử cắn một miếng, thật sự mềm quá, có lẽ là để lâu rồi, lúc mới chiên xong thì còn cứng mà, nhưng mà tôi thích ăn dầu cháo quẩy mềm như vậy, cậu không ăn thì để cho tôi ăn. Kỳ Kỳ, thì ra là cậu thích ăn mềm. Châu Vũ Đồng nghe thấy như vậy, lập tức nở một nụ cười sâu xa. Đúng vậy, cái thứ này cứ ăn một hồi thì sẽ mềm ra, càng mềm thì càng ngon. Lý Kỳ Kỳ tràn đầy ngây thơ nói. Cứ ăn một hồi thì mềm ra. Châu Vũ Đồng trêu chọc nói, ha ha sặc, tha lỗi cho tôi nghĩ bậy bạ rồi. Đồng Đồng. Lý Kỳ Kỳ dừng lại một lúc thì nhanh chóng phản ứng lại, khuôn mặt ửng đỏ nói, cậu biến thái quá đi, có thể nghiêm chỉnh chút được không? Được rồi, mềm thì để cho cậu ăn, tôi uống sữa đậu nành. Châu Vũ Đồng mỉm cười, rồi thuận tay bưng ly sữa đậu nành lên uống một ngụm, kết quả lại ghét bỏ nói, sao mà nhạt vậy chứ, nhà ăn đổi nhân viên rồi sao, sữa đậu nành cũng đổi vị rồi, nhạt vậy làm sao mà uống được chứ.
Đồng đồng, cậu ở Giang Nam 2 năm rồi, sao yêu cầu lại cao vậy chứ? Nhạt nhạt không phải uống rất ngon sao? Lý Kỳ Kỳ nói. Phi, nhạt thì có gì tốt chứ, đậm đà vẫn ngon hơn. Châu Vũ Đồng nham nhở nhìn Lý Kỳ Kỳ, cười mà như không cười nói, Kỳ Kỳ, lẽ nào cậu không muốn uống đậm đà chút sao? Cậu! Lý Kỳ Kỳ dường như nghĩ đến cái gì, xấu hổ mặt đỏ đến mang tai, cậu còn đùa như vậy nữa thì tôi không thèm để ý đến cậu nữa nha, đậm đà gì chứ, cũng không biết xấu hổ là gì. Cái gì chứ, tôi hỏi sữa đậu nành mà, cậu không thích uống sữa đậu nành đậm đà sao? Châu Vũ Đồng giải thích nói, là do cậu tự nghĩ lệch lạc, còn trách tôi, Kỳ Kỳ, cậu thật biến thái nha, trong đầu toàn là chứa phim đen đúng không? Tôi! Mặt Lý Kỳ Kỳ đỏ ửng lên như trái táo chín, căn bản không có cách gì phản kháng lại được Châu Vũ Đồng, thậm chí còn đang nghĩ lẽ nào là bản thân mình thật sự biến thái sao? Cùng lúc đó, Tô Thương đã lái xe tới chợ đen Cửu Môn, sau đó anh tìm chỗ tránh đi ánh mắt của người khác, thi triển thuật dịch dung. Rất nhanh, tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên đã xuất hiện ở cổng của chợ đen Cửu Môn, đồng thời đi nhanh vào trong. Tô thiếu gia. Hai tên bảo vệ nhìn thấy Tô Huyền Thiên thì vô cùng cung kính chào hỏi, không dám có chút chậm trễ nào. Tô Thương dừng bước rồi hỏi, hai người, hai ngày nay ở trong chợ đen có thấy ai giao bán đá năng lượng không? Chúng tôi không có để ý, nhưng mà, cho dù là có người bán thì số lượng cũng không nhiều. Một tên bảo vệ khách sáo nói, Tô thiếu gia, anh có thể chờ mấy ngày không? Ông chủ của chúng tôi đang thu thập đá năng lượng, rất nhanh sẽ đến Giang Bắc gặp anh rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ. Ha ha, vậy thì tôi cảm ơn ông chủ của các anh trước nhé. Tô Thương mỉm cười rồi xoay người rời đi. Tô thiếu gia muốn đi rồi sao? Một tên bảo vệ khác lên tiếng hỏi. Tô Thương gật đầu nói, tôi đến đây để mua đá năng lượng, nếu như không có ai bán thì tôi đương nhiên không vào nữa rồi. Tô thiếu gia, là thế này, hôm nay chợ đen Cửu Môn có buổi đấu giá mỗi năm một lần. Không bằng cậu ở lại xem. Tên bảo vệ bên trái cung kính mời. Buổi đấu giá. Tô Thương nghe xong liền dừng bước. Mặc dù ở trái đất linh khí rất mỏng manh mà lại có hồng liên đao, một loại bảo đao ẩn chứa sát khí, cũng có hạ phẩm linh thạch, có nghĩa là ở đây đã từng rất huy hoàng, nói không chừng ở buổi đấu giá lại có thứ mình cần. Thế là Tô Thương gật đầu nói, có thể. Cảm ơn Tô thiếu gia nể mặt. Tôi sẽ sắp xếp cho anh một phòng riêng gác mái cao quý nhất, mời anh đi bên này. Tên bảo vệ này cung kính cười, sau đó dẫn Tô Thương đi tới phòng riêng ở giữa lầu 2. Trong phòng riêng này trang trí cực kỳ xa xỉ, vị trí cũng cực kỳ tốt, có thể thấy rõ được toàn cảnh buổi đấu giá phía dưới. Đáng nhắc tới là trong suốt buổi đấu giá, chỉ có phòng này là cho thuê làm phòng riêng, những người khác tham gia đấu giá đều phải ở trong đại sảnh. Bởi vậy có thể thấy được chợ đen Cửu Môn đối với Tô Thương tôn kính thế nào, rõ ràng là đã xem Tô Thương là vị khách tôn quý nhất. Chỗ này của các anh không có phòng khác hay sao? Tô Thương ngồi xuống, cười nói. Thưa Tô thiếu gia, đúng vậy, chợ đen Cửu Môn tốt xấu lẫn lộn, bất kỳ một người bình thường nào cũng đều có thể là đệ tử của giáo phái lớn. Người bảo vệ bên cạnh nói tiếp, vì thế mà chợ đen Cửu Môn chúng tôi đều đối xử với mọi người như nhau. Không bố trí phòng riêng mà mọi người đều ngồi ở dưới đại sảnh, cũng là thu tiền như nhau nên ai đưa tiền nhiều hơn thì được ngồi trước mặt, như thế giảm bớt được rất nhiều những tranh chấp không cần thiết. Tất nhiên, khi nhân vật lớn thực sự đến thì chắc chắn không thể để họ ở phía dưới, vì thế ở lầu 2 đã xếp đặt một gian phòng, bình thường chỉ có thủ lĩnh của giới luyện võ mới có tư cách đến chỗ này. Bảo vệ cung kính giải thích. Ồ, Tô Thương cười nói, thế thì tại sao chỉ đặt một phòng? Thủ lĩnh của giới luyện võ sao lại tới nơi này? Một tên bảo vệ khác cười khổ nói, thật không dám giấu, từ sau khi căn phòng này được đặt, chỉ có lúc ông chủ của chúng tôi tới kiểm tra một lần, còn lại thì đều để trống. Hóa ra là như thế. Tô Thương gật đầu cười nói, ha ha, xem ra các anh rất coi trọng tôi, được rồi, lần này tôi sẽ nhớ kỹ, thật sự muốn mở mang tầm mắt gặp gỡ ông chủ của các anh. Hai người bảo vệ nghe đến đây đột nhiên lộ ra nụ cười, bọn họ nịnh nọt Tô Thương chính là để Tô Thương có ấn tượng tốt với ông chủ của họ, xem ra bây giờ họ đã làm tốt, nhất định sẽ được ông chủ khen thưởng. Tô thiếu gia, chúng tôi vẫn còn phải ra bên ngoài canh gác, không thể đứng đây được nữa, mời anh tự nhiên.
một bảo vệ nói. Các anh đi làm việc đi, Tô Thương khua tay nói. Hai người bảo vệ khom lưng lui xuống cho đến khi rời khỏi phòng mới dám đứng thẳng lưng bước đi. Buổi đấu giá sao, nghe có vẻ thú vị đấy, không biết có món gì tốt không đây? Sau khi hai người bảo vệ đi, Tô Thương cười nhẹ, nhìn về hướng đại sảnh, nhanh chóng nhìn thấy mấy người quen, anh ta đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn theo hướng 10 giờ. Đây không phải cao thủ nước Đê tối hôm đó hay sao, Bên cạnh anh ta lại có hai người võ đạo tông sư, họ đến chỗ này làm gì? Theo như lời Tô Thương thì đó không phải ai khác chính là cao thủ hóa kình hậu kỳ nước Đê, Đỗ Tử Minh. Lúc này, Đỗ Tử Minh lẫn lộn trong đám người phía dưới, Lưu Phàm Khôn cũng ở đó, bên cạnh còn có một người lạ mặt, nhìn hình dáng gần giống như Lưu Phàm Khôn. Anh ta chính là anh trai trưởng của Lưu Phàm Khôn, Lưu Phàm Khuê và cũng là tông sư võ đạo. Anh trai trưởng, đồ anh cần rốt cuộc là thứ gì có tiện nói ra không? Lưu Phàm Khôn chịu không nổi mà hỏi. Nói cho em cũng không sao, dù sao cũng không phải bí mật gì. Giọng Lưu Phàm Khuê khàn khàn nói tiếp, lần này em đến Giang Bắc là để tìm kiếm Hồng Liên Đao, nhưng chắc em không biết là nước Đê chúng ta không chỉ có Hồng Liên Đao mà còn có một thanh yêu đao khác, gọi là Thái Chân. Yêu đao Thái Chân cùng với yêu đao Hồng Liên là một bảo đao cùng thời, đều ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Nhiệm vụ lần này của em đã thất bại, Hồng Liên Đao bị quốc nhận lấy đi, nhưng yêu đao Thái Chân tuyệt đối không thể rơi vào tay của người nước Hoa nữa. Yêu đao Thái Chân, Lưu Phàm Khôn hai mắt phát sáng, ngạc nhiên nói, anh trai trưởng, ý của anh là yêu đao Thái Chân là một trong những vật phẩm đấu giá ngày hôm nay sao? Đúng thế, Tô Phàm Khuê khàn giọng nói, mấy năm trước, có một vị cao thủ rất mạnh của nước Hoa không chỉ lấy đi Hồng Liên của nước Đê mà còn lấy luôn Thái Chân đi đến nước Hoa. Sau này ông ta đem Thái Chân tặng cho một người bạn nào đó, qua nhiều lần trắc trở thì Thái Chân rơi vào Liên Minh Cửu Môn. Anh nhận được tin hôm nay yêu đao Thái Chân chính là đồ vật then chốt nhất của buổi đấu giá này. Em hiểu rồi, anh trai cứ yên tâm đi, lần này hai chúng ta liên kết với nhau, nhất định có thể cướp được Thái Chân về. Lưu Phàm Khôn nghiêm túc nói. Không, Lưu Phàm Khuê lắc đầu nói, Liên Minh Cửu Môn là thế lực luyện võ của nước Hoa, nền tảng vững chắc, hơn nữa hôm nay người có thực lực giành được yêu đao Thái Chân cũng không phải là hạng người bình thường. Gây thêm chuyện chi bằng bớt một chuyện, chúng ta dùng tiền cạnh tranh, anh chuẩn bị 5 tỷ, chắc là có thể danh chính ngôn thuận giành được yêu đao Thái Chân rồi. Anh trai, yêu đao Thái Chân rõ ràng là đồ của nước Đê chúng ta, bây giờ lại phải bỏ tiền để lấy về, trong lòng em không thể nào chấp nhận được. Lưu Phàm Khôn nghiến răng nói. Biết vậy nhưng cũng phải cạnh tranh mới được, nếu có thể thì phải cố gắng hết sức để không xảy ra đánh nhau, mọi việc đều lấy yêu đao Thái Chân làm chính. Lưu Phàm Khuê trầm giọng nói. Lưu Phàm Khôn nghe xong liền đáp lại, dạ, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Lưu Phàm Khuê nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào bàn đấu giá. Lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu, có điều những vật phẩm đấu giá đều là những món đồ nhỏ không có ý nghĩa đáng kể, đương nhiên không được Lưu Phàm Khuê để mắt tới. Yêu đao Thái Chân và Hồng Liên đao là hai bảo đao cùng thời. Có được tất cả năng lực thần bí sao? Ha ha, xem ra chuyến đi này không vô ích rồi, sát khí bên trong Hồng Liên đao để cho mình đột phá lên tầng thứ 3, yêu đao Thái Chân thì chắc chắn cũng sẽ chứa sát khí, mình nhất định phải lấy bằng được. Tại phòng riêng tầng 2, Tô Thương nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em nhà Lưu Phàm Khôn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chỉ là anh ấy có thể cảm giác được năng lực của Lưu Phàm Khuê mạnh hơn rất nhiều so với Nạp Lan Tổ. Cho nên vẫn có chút kiêng kỵ, không xác định được mình liệu có thể lấy một đánh ai được không. Biệt danh Huyền Thiên Tiên Đế không phải tự nhiên mà có, vì khi không có niềm tin tuyệt đối thì anh ấy sẽ không dễ dàng mạo hiểm, khi xác định cuối cùng là không được thì nhất định phải nghĩ ra cách khác để giải quyết. Khi Tô Thương đang vắt óc suy nghĩ thì tại buổi đấu giá lại có thêm hai người. Một già một trẻ. Trong đó thanh niên kia là người cực kỳ quen thuộc với Tô Thương. Chính là nhị thiếu gia của nhà Nạp Lan, Nạp Lan Dịch. Còn về người kia thì là một bà già, khuôn mặt héo úa, vàng vọt, có nhiều nếp nhăn trên mặt, xem ra cũng chừng hơn 70 tuổi rồi. Bà già này chính là bà nội của Nạp Lan Dịch, Tống Hoa Lệ, đến từ kinh đô của gia tộc lớn, sớm đã đặt chân lên tông sư võ đạo rồi, thực lực của bà ấy vượt xa Nạp Lan Tổ.
vì báo thù cho ông nội, cũng vì để mình dọn dẹp chướng ngại vật mà tối qua Nạp Lan Dịch đã liên hệ với Tống Hoa Lệ, muốn bà ấy đánh chết Lưu Phàm Khôn. Lúc này Nạp Lan Dịch nhìn quanh tứ phía, rất nhanh đã nhìn thấy Lưu Phàm Khôn, thế là anh ta chỉ tay về hướng đó, nhỏ tiếng nói. Bà nội, tên đó chính là kẻ đã giết hai ông nội, bà nhất định phải giết chết nó, thay ông nội báo thù rửa hận. Như Nạp Lan Dịch thấy, Lưu Phàm Khôn chắc chắn phải chết. Đầu tiên không nói đến việc báo thù cho ông nội, chỉ mỗi cái oan mà mình đang gánh thay người ta kia thôi, thì cũng nhất định phải giết chết Lưu Phàm Khôn, dù sao đã kết thù với nước Đê rồi, nếu như Lưu Phàm Khôn không chết, vậy người chết, sớm muộn gì cũng sẽ là Nạp Lan Dịch. Lưu Phàm Khôn. Giờ phút này, Tống Lệ Hoa đã 70 tuổi, từ xa liếc nhìn Lưu Phàm Khôn với ánh mắt sắc bén đầy sự nghi ngờ, tông sư sơ kỳ, thực lực của anh ta, còn kém gì hơn so với lão già Nạp Lan tổ kia, làm sao có thể giết chết. Tông sư trung kỳ được chứ? Bỗng nhiên, Tống Lệ Hoa chú ý đến Lưu Phàm Khuê bên cạnh, bỗng tỉnh ngộ, thì ra là thế, một tên tông sư sơ kỳ, kết hợp một tên tông sư trung kỳ, hai người hợp lại, là có thể giết chết được Nạp Lan tổ rồi. Tuy bà cả đời cãi lộn ầm ĩ với lão già kia, nhưng một ngày là vợ chồng thì trăm ngày ân nghĩa, bây giờ ông ấy chết rồi, tất cả ân oán đều biến mất. Mặt Tống Lệ Hoa sầm lại, nói với giọng lạnh lùng, hai người các cậu, hợp lại giết chồng tôi, món nợ này, các cậu bắt buộc phải trả. Bà nội, cái tên Lưu Phàm Khôn kia, mấy ngày trước còn đem người đến tới nhà họ Nạp Lan để hỏi tội nữa, hoàn toàn không coi trọng nhà họ Nạp Lan. Nạp Lan Dịch thêm dầu vào lửa. Hừ, chỉ là một tên nhãi nhép còn con, mà cũng dám chà đạp lên sự uy nghiêm của nhà họ Nạp Lan à, đúng là không biết sống chết là gì. Tống Lệ Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói, thế lực của chợ đen Cửu Môn rất mạnh, chờ bọn họ rời khỏi chợ đen, bà sẽ để tất cả bọn chúng ở lại Giang Bắc. Nghe thấy bà nội muốn ra tay, Nạp Lan Dịch hết sức vui mừng, quay lại ân cần hỏi han, bà ơi, bà có thể đánh thắng được Lưu Phàm Khôn hay không? Ha ha, Lưu Phàm Khôn ở trước mặt bà, chỉ là một món ăn mà thôi, cao thủ tông sư trung kỳ bên cạnh anh ta, cũng hơi khó giải quyết một chút. Tống Lệ Hoa tự tin nói, nhưng, nếu dùng hết toàn bộ sức lực, cũng không phải là không đủ sức giết cậu ta. Tiểu Dịch, đến lúc đó có thể bà sẽ rất yếu, cháu phải sắp xếp người bảo vệ cho bà. Vâng, bà nội, bà yên tâm đi, bây giờ các cao thủ của nhà họ Nạp Lan đều là do con sai khiến hết. Nạp Lan Dịch trả lời. Tống Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, và nói Tiểu Dịch, Nạp Lan tổ đã chết rồi, nhà họ Nạp Lan ở Giang Bắc sẽ không có không gian phát triển nữa rồi, ba anh em cháu, có Nạp Lan vô đạo đã gia nhập vào tông phái võ thuật rồi, còn Nạp Lan Minh Chiết bị tim bẩm sinh, thân thể yếu đuối, bà không thích, ấn tượng của cháu đối với bà cũng không tệ lắm. Sau khi chuyện này qua đi, bà muốn dẫn cháu lên thành phố, dạy cháu học võ công. Cháu đồng ý không? Tống Lệ Hoa dò hỏi. Đồng ý ạ, Nạp Lan Dịch sướng đến phát điên lên, phấn khích nói cảm ơn bà ạ. Tống Lệ Hoa nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, sau đó ánh mắt nhìn về phía bục đấu giá. Bà nội, Tống Lệ Hoa, trong phòng riêng ở tầng 2, Tô Thương đã nghe được cuộc trò chuyện của Nạp Lan Dịch với bà nội anh ta, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt. Khí tức trên người Tống Lệ Hoa và anh trai của Lưu Phàm Khôn cũng khá giống nhau, theo lời bà ta nói, hai người họ đều là tông sư trung kỳ, dựa vào việc có thể lấy một chọi hai, thậm chí còn nắm chắc việc xóa sổ luôn hai anh em Lưu Phàm Khôn thì có thể thấy Tống Lệ Hoa sẽ mạnh hơn mấy phần. Ha ha, đây không phải là bước đột phá sao, đúng là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ trực sẵn, hôm nay mình sẽ ngồi đây để hưởng lợi thôi. Tô Thương cười cười. Sau đó cũng đưa ánh mắt về phía bục đấu giá, chờ buổi đấu giá mau chóng kết thúc. Chợ đen Cửu Môn là thế lực đứng đầu trong giới luyện võ, có thể coi là tồn tại hàng đầu, hầu như mỗi tỉnh ở nước Hoa cũng đều có một chợ đen Cửu Môn như vậy. Nhưng mà, dù sao Giang Bắc cũng là một tỉnh nhỏ, cho nên các vật phẩm đấu giá ở chợ đen cũng khá là bình thường, phần lớn là đồ cổ, cũng có một chút dược liệu vài năm tuổi. Đương nhiên, các loại đồ như bí kíp võ công, vũ khí, thuốc chữa các vết thương do đao kiếm gây ra, thuốc chữa bệnh cũng đều có, nhưng đối với Tô Thương mà nói, căn bản không đáng để nhắc tới. Những vật phẩm đấu giá này, chỉ có thể hấp dẫn người luyện võ cấp tông sư trở xuống, cho nên Tô Thương cũng không thèm để ý,
Lưu Phàm Khôn và Nạp Lan Dịch, hai bên thế lực cũng không tham gia đấu giá. Hai tiếng đồng hồ thấm thoát trôi qua, Tô Thương muốn ngủ gà ngủ gật đến nơi rồi, thì màn kịch quan trọng cũng xem như sắp bắt đầu. Các vị bạn yêu quý, vật phẩm đấu giá tiếp theo, là vật chủ chốt của hôm nay chính là yêu đao Thái Chân. Người bán đấu giá đứng trên bục, miêu tả rất sinh động, thanh đao này có lai lịch khủng khiếp nha, nó là thanh đao nổi tiếng của nước D, có lịch sử mấy trăm năm. Yêu đao Thái Chân không giống với đao bình thường, nó ẩn chứa một loại sức mạnh thần kỳ, có thể làm tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu của người nắm giữ. Người bán đấu giá tiếp tục nói, làm phép so sánh một chút, một người luyện võ hóa kình sơ kỳ, kết hợp với yêu đao Thái Chân, thì có thể giết hóa kình trung kỳ, thậm chí có thể chống lại được hóa kình hậu kỳ, cho dù gặp hóa kình đỉnh phong cũng dư sức đánh được một trận. Một tên hóa kình đỉnh phong, nếu như có được yêu đao Thái Chân, hoàn toàn có thể đối đầu được với tông sư võ đạo. Người bán đấu giá vừa cười vừa nói, tôi biết hiện trường có không ít các đại diện của các dòng họ ở Giang Bắc, dòng họ có hóa kình đỉnh phong chấn thủ, nếu có thể đấu giá được Thái Chân, vậy thì coi như có được một tông sư võ đạo rồi, từ đó sức ảnh hưởng của dòng họ trong nháy mắt có thể thăng tiến, ngang hàng với một trong bốn dòng họ lớn bây giờ. Lời nói này, nói đúng tim đen của mọi người ở hiện trường, tất cả mọi người đều nháo nhác nóng lòng muốn thử. Được, tôi không kéo dài thời gian nữa. Yêu đao Thái Chân, giá khởi đầu, 500 triệu, bây giờ bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá vừa dứt lời, các đại diện của các dòng họ có mặt ở đó đều nháo nhác ra giá. Rất nhanh, giá tiền của yêu đao Thái Chân đã lên đến 3 tỷ, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng. Lúc này, trong góc, Lưu Phàm Khôn thấy vậy, không nhịn được sốt ruột nói anh, nhìn cái dáng vẻ này, 5 tỷ chưa chắc đấu giá được Thái Chân. Hay là chúng ta đừng đấu giá nữa, cướp luôn đi. Không được. Giọng Lưu Phàm Khuê khàn khàn hỏi, Phàm Khôn, em còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, lấy ra trước đi, sau đó anh báo lên trên thanh toán cho em. Mấy năm nay em cũng tiết kiệm được một số tiền, khoảng 1 tỷ ạ. Lưu Phàm Khôn cười khổ nói, nhưng anh ạ, đây là toàn bộ tiền của em, mà lại mua đồ trong nước, em không thể chấp nhận được. Vậy cũng phải chấp nhận. Lưu Phàm Khuê thành thật nói, anh còn có một có tiền tiết kiệm, tổng cộng lại anh có thể chấp nhận được giá 8 tỷ, chỉ cần không cao hơn số tiền này, chúng ta vẫn có tiền tiêu, nếu như vượt qua, vậy thì lại nghĩ cách khác, nhớ lấy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vâng, Lưu Phàm Khôn nghe vậy, tuy không đồng tình lắm, nhưng vẫn là nghe theo lời của anh cả. Ngay sau đó, Lưu Phàm Khuê bắt đầu tham gia đấu giá, trực tiếp ra giá 5 tỷ. Hơn giá gần nhất 2 tỷ. Soạt soạt soạt. Vừa nói ra giá tiền này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên người Lưu Phàm Khuê. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh mọi người liền thu lại ánh mắt, bởi vì có người ra giá tiền cao hơn. 5 tỷ rưỡi. Người ra giá, chính là Tống Lệ Hoa. Mọi người ở hiện trường không biết Tống Lệ Hoa, nhưng lại có ấn tượng với Nạp Lan Dịch. Nhà họ Nạp Lan cũng tham gia đấu giá. Vừa ra tay đã là 5 tỷ rưỡi, không hổ danh là một trong bốn dòng họ lớn. Nếu như nhà họ Nạp Lan đấu giá được yêu đao Thái Chân, vậy thì tương đương với việc có hai tên tông sư chấn thủ rồi. Loại vũ khí nâng cao hiệu quả chiến đấu này có tính hạn chế, cao thủ tông sư có được nó, thì ước chừng hiệu quả không lớn lắm, người luyện võ đích thực sẽ không tốn nhiều tiền để mua nó, còn mấy người tán tu lại không mua nổi, nên chắc hẳn phải rơi vào trong tay nhà họ Nạp Lan thôi. Nghe thấy người bên cạnh Nạp Lan Dịch ra giá 55 tỷ, tất cả đều im lặng, không tham gia đấu giá nữa. Lúc này, ánh mắt của Lưu Phàm Khôn dừng lại trên người Nạp Lan Dịch, bỗng tức quá hóa giận. Anh cả, chính người này đã làm rối loạn kế hoạch của em, dẫn đến việc Hồng Liên đao rơi vào trong tay quốc nhận. Lưu Phàm Khôn nghiến nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta là Nạp Lan Dịch, cả nhà bọn nó đều trung thành yêu nước, thật là đáng ghét. Nạp Lan Dịch. Nhà họ Nạp Lan sao? Lưu Phàm Khuê nghe vậy, cau mày nói, có phải tên Nạp Lan Dịch đã hợp tác với chúng ta đấy không? Chính xác ạ, anh cả, vụ hợp tác là giả đấy. Lưu Phàm Khôn tức quá hóa giận nói, nhà họ Nạp Lan đã cấu kết với quốc nhận từ lâu rồi, cả nhà bọn chúng đều rất yêu nước đấy. Tối hôm qua ông chủ Nạp Lan tổ của nhà họ Nạp Lan gửi tin nhắn cho em, muốn cắt đứt với nước D chúng ta. Thậm chí không cho phép chúng ta xâm phạm đến lãnh thổ nước Hoa,
nếu không bọn chúng sẽ đến hỏi tội chúng ta, đấu đến khi còn đúng giọt máu cuối cùng thì cũng phải bảo vệ nước Hoa. Cái gì? Lưu Phàm Khuê nghe nói vậy, sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng nói, hừ, cái dòng họ lật lọng này, còn giữ lại làm cái gì, Phàm Khôn, sao em không giết luôn chúng nó vậy? Em không làm được, Nạp Lan Tổ là tông sư võ đạo, Nạp Lan Dịch này cũng không yếu, lúc ấy em không nắm chắc phần thắng, cho nên đã rời đi. Lưu Phàm Khôn nói chi tiết. Nạp Lan Dịch không yếu. Lưu Phàm Khuê lặng nhìn Nạp Lan Dịch chút, sau đó cau mày nói, cậu ta không phải là một người bình thường à, trên người không hề có tí chân khí lăn tăn nào. Giả đấy, tên danh này vô cùng xảo trá, anh ta sẽ có mánh khóe để che giấu đi thực lực. Lưu Phàm Khôn giải thích, hôm đó ở phòng khách nhà họ Nạp Lan, em tận mắt nhìn thấy anh ta bộc phát sức mạnh hóa kình đỉnh phong, Lăng Hổ cũng chết trong tay anh ta đấy ạ. Còn trẻ như vậy mà đã có được thực lực như vậy, hơn nữa cậu ta còn yêu nước, tên này tuyệt đối không thể sống thêm được nữa. Lưu Phàm Khuê trầm giọng nói. Lưu Phàm Khôn nghe vậy, liền tận dụng luôn thời cơ đề nghị anh, sau khi đấu giá được yêu đao, chúng ta tiêu diệt nhà họ Nạp Lan trước, sau đó quay về nước D, anh cảm thấy thế nào? Được. Bây giờ bà già ra giá này, đã đứng cùng một chỗ với Nạp Lan Dịch, chắc hẳn cũng là người của nhà họ Nạp Lan gia. Thực lực của bà ta lại không hề yếu, nhưng lại không khiến người khác phải sợ, hai anh em chúng ta hợp lực lại, đủ để giết chết bà ta. Nhưng yêu đao thái chân không thể bị bọn họ đấu giá được trước, nếu không sẽ càng khó khăn để chúng ta tiêu diệt nhà họ Nạp Lan. Lưu Phàm Khuê nói xong, liền giơ tấm bảng trên tay lên, tiếp tục đấu giá, nâng giá lên 5 tỷ 600 triệu. 5 tỷ 700 triệu Tống Lệ Hoa không nhượng bộ, lại nâng giá lên lần nữa. 5 tỷ 800 triệu. 6 tỷ. Cứ như thế, hai người Tống Lệ Hoa và Lưu Phàm Khuê cứ nâng mức giá lên dần, tất cả mọi người ở hiện trường đều dừng ra giá, chỉ có hai người bọn họ là không ngừng giơ bảng. Bà nội, yêu đao thái chính rất lợi hại phải không ạ? Tại sao bà lại tốn nhiều tiền như vậy để có được nó? Lúc này, Nạp Lan Dịch không lý giải được bèn hỏi. Thái Chân, Hồng Liên là hai yêu đao đã từng tạo ra trận gió tanh mưa máu. Mới có được sức mạnh khiến tông sư võ đạo phải e sợ ở nước Đê, nhưng về sau đã xảy ra chút chuyện, dẫn đến việc hai thanh đao này mất đi cái hào quang của ngày xưa, chỉ còn sót lại một ít sức mạnh thần bí, không thể có cách nào làm hại được tông sư, sức mạnh mà tông sư nắm giữ, dù có thêm bao nhiêu sức lực chiến đấu, thì cũng vô bổ thôi. Tống Lệ Hoa nói tiếp, bà không có suy nghĩ gì với yêu đao thái chân hết, nhưng bà thấy người giết ông nội cháu lại rất muốn có nó. Bà ra giá là vì ghét bọn họ mà thôi. Hóa ra là như vậy, bà nội quá sáng suốt ạ. Nạp Lan Dịch tỉnh ngộ. Lúc này, phòng riêng ở tầng 2. Tô Thương có được linh hồn tiên đế, trí óc hơn người, giọng hai bên nói chuyện tuy nhỏ, nhưng vẫn không tránh được mà lọt vào tai của anh ấy. Ha ha, thú vị. Lúc này, khóe miệng Tô Thương nhếch lên, sau đó tiếp tục xem màn kịch này. Vài phút trôi qua. Giá của yêu đao thái chân đã lên đến 7 tỷ 800 triệu. Lưu Phàm Khuê nhất định phải có được yêu đao thái chân, nên ra giá không hề do dự. Nhưng Tống Lệ Hoa chỉ vì trêu đùa Lưu Phàm Khuê, bởi vậy mỗi một lần ra giá, cũng có chút băn khoăn. Nếu bà ta ra giá, còn Lưu Phàm Khuê không tiếp tục tăng giá, như vậy dựa theo quy định, thì bà ta phải thanh toán bấy nhiêu tỷ rồi. Đối với Tống Lệ Hoa mà nói yêu đao thái chân, có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn vô bổ, bà ta đương nhiên sẽ không tốn tiền để mua nó. Tống Lệ Hoa ra giá từng chút một, chỉ là đang thử thăm dò tuyến phòng vệ của Lưu Phàm Khuê thôi. Khi giá cả tăng lên 7 tỷ 800 triệu, Tống Lệ Hoa phát hiện sắc mặt khó coi của Lưu Phàm Khuê, bà ta căm tức nhìn chằm chằm anh ta, liền cảm thấy vậy cũng tương đối rồi, vì vậy không tăng giá nữa. 7 tỷ 800 triệu lần thứ nhất. 7 tỷ 800 triệu lần thứ hai. 7 tỷ 800 triệu lần thứ. Trên đài đấu giá, người bán đấu giá đang giơ cao búa lên, định kết thúc phiên đấu giá lần này. Lưu Phàm Khuê thấy vậy, không nhịn được thở dài một hơi, cuối cùng cũng lấy được yêu đao thái chân. Nhưng lúc này, Tô Thương ở tầng 2 chậm rãi nói 8 tỷ. Soạt. Trong chốc lát, toàn hiện trường xôn xao, tất cả mọi người đều nhìn lại. Phòng riêng ở tầng 2 lại có người. Nghe nói cái này căn phòng nhỏ, chuyên chuẩn bị cho người có cấp bậc tông chủ,
lẽ nào là tông chủ phái luyện võ đến sao? Tôi đã tham gia 7-8 lần buổi đấu giá của chợ đen cửu môn này rồi, từ xưa tới nay chưa từng có người ngồi ở phòng riêng ở tầng 2, không biết bên trên là vị tông chủ nào đấy. Mọi người dè dặt nhìn về phía phòng riêng ở tầng 2, vẻ mặt đầy sự kính nể. Đáng nhắc tới chính là, loại kính của phòng riêng ở tầng 2 là loại được sản xuất đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Bởi vậy, Tô Thương mới có thể thấy rõ cả màn đấu giá, nhưng người phía dưới lại không nhìn thấy mặt của anh ấy. Các vị không cần suy đoán nữa, người trên phòng riêng ở tầng 2 không phải ai khác, mà chính là tên tuổi của vị tông sư tuổi của nhiệm kỳ sắp tới, Tô Huyền Thiên, Tô Thiếu Gia. Người bán đấu giá biết rõ tình hình thực tế, vội nói, bây giờ, Tô Thiếu Gia 8 tỷ, còn có người ra giá không ạ? Nếu như không có, thì yêu đao thái chân sẽ thuộc về Tô Thiếu Gia rồi. Hóa ra là Tô Huyền Thiên, ha ha, tôi còn tưởng rằng có cao thủ tông chủ cao cấp nữa. Tô Thiếu Gia mới 20 tuổi, đã đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi, thiên phú xuất sắc thật, chợ đen cửu môn xem anh ta như khách quý, cũng có thể hiểu được. Tô Thiếu Gia ra mặt rồi, ai còn dám cướp yêu đao thái chân nữa, vậy không phải là muốn chết sao? Những người luyện võ ở hiện trường thi nhau nói. Lúc này, sắc mặt Lưu Phàm Khuê vẻ khó coi, nhỏ giọng hỏi dò, Phàm Khôn, em đến Giang Bắc sớm hơn anh mấy ngày, có biết Tô Huyền Thiên là thần thánh phương nào không? Từng nghe nói qua một chút, người này tuổi còn trẻ mà đã là tông sư võ đạo rồi, đã ra tay xóa sổ cao thủ tiếu diện Phật tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Bắc. Sắc mặt Lưu Phàm Khôn nghiêm nghị nói, nhưng thực lực của anh ta cũng không phải là quá mạnh. Chẳng đủ để khiến người khác sợ, nhưng ở độ tuổi này của anh ta đã có thể đạt được thành tựu như thế, thế lực đứng đằng sau chắc chắn rất đáng sợ, bây giờ đến chợ đen cửu môn cũng đang lôi kéo anh ta, chúng ta tốt nhất đừng đắc tội với anh ta. Là vậy à? Nhưng yêu đao thái chân, anh bắt buộc phải lấy được. Lưu Phàm Khuê dừng lại vài giây, sau đó nhắm mắt nói 8 tỷ mốt. Theo dự tính anh ta thì chỉ có 8 tỷ, giờ tăng tới 100 triệu. Anh ta định thế chấp đồ à, bất kể như thế nào cũng phải có bằng được yêu đao thái chân. Nhưng Lưu Phàm Khuê vừa dứt lời, Tô Thương nói luôn, 10 tỷ. 10 tỷ, mới ra giá mà đã tăng lên gần 2 tỷ. Lưu Phàm Khuê vô cùng tuyệt vọng, bản thân anh ta cũng chưa chắc có thể bỏ ra được một số tiền lớn như vậy. Suy đi tính lại, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía phòng riêng ở tầng 2, khách sáo nói, Tô Thiếu Gia, tôi rất thích sưu tầm các loại đao. Lại có tình cảm đặc biệt với yêu đao thái chân, không biết Tô công tử có thể nhẫn nhịn mà từ bỏ thứ đồ yêu thích này, để cho tôi được không? Bộp bộp bộp. Một người ở hiện trường nghe vậy, tất cả đều tò mò nhìn về phía tầng 2, muốn biết thái độ của Tô Huyền Thiên. Bầu không khí im lặng khoảng 10 giây, giọng nói của Tô Thương liền thốt ra, chỉ có hai chữ. Không thể. Không thể. Ngắn gọn mà thẳng thắn. Dĩ nhiên là Tô Thương không có 10 tỷ, anh ấy ra giá chỉ là vì muốn gây khó dễ cho Lưu Phàm Khuê mà thôi. Hiện nay chợ đen cửu môn đang mượn sức của Tô Thương, cho dù Lưu Phàm Khuê không tiếp tục đấu giá, thì với thân phận của Tô Huyền Thiên, chợ đen cửu môn cũng không thể trở mặt được, nhiều lắm là nợ chợ đen cửu môn một cái ân tình mà thôi. Nghe được Tô Thương ra giá, trong mắt Lưu Phàm Khuê hiện lên một vẻ hung ác. Nhưng có điều là anh ta còn kiêng dè Tô Huyền Thiên. Vì thế gượng cười nói, Tô công tử, cậu đã đặt chân vào cảnh giới tông sư rồi, cây yêu đao trước mặt đối với anh mà nói thì không có công dụng lớn, chỉ bằng anh cho tôi đi, rồi tôi sẽ bồi thường cho anh. Tô Thương nghe vậy liền nhẹ nhàng cười nói, còn có bồi thường à, nhưng lấy cái gì để bồi thường? Lấy gì để bồi thường? Lưu Phàm Khuê do dự, theo anh ấy thấy thì Tô Huyền Thiên có thực lực cao cường, sau lưng còn có thế lực cổ võ cường đại. Như thế tiền tài đối với anh ta mà nói quả thực không có ý nghĩa. Còn những thứ khác, anh ấy không biết phải lấy cái gì, nên cũng không biết trả lời như thế nào. Anh cả, em nghe nói Tô Huyền Thiên thích đá năng lượng, còn nhiều lần đến chợ đen cửu môn để tìm đá năng lượng. Lúc này, Lưu Phàm Khôn nhắc nhở nói. Đá năng lượng sao? Đúng lúc anh đang cất giữ 10 viên, thứ này chỉ có thể cải thiện thể chất người thường một chút. Nhưng tôi giữ lại không có tác dụng gì nên có thể đưa cho Tô Huyền Thiên, miễn là anh ta đừng có trở mặt là được. Lưu Phàm Khuê âm thầm cân nhắc, rồi nhìn về phòng phía tầng 2, khách sáo nói, Tô công tử,
nghe nói cậu liên tục siêu tầm đá năng lượng, vừa may tôi có 10 viên, nếu cậu từ bỏ đấu giá yêu đao thái chân thì 10 viên đá năng lượng đó tôi sẽ tặng hết cho cậu. 10 viên đá năng lượng sao? Tô Thương nhìn không nổi mà vui mừng cười, anh ấy không nghĩ tới lại có chuyện vui bất ngờ như vậy, thật là vui sướng. Nhưng mà ngoài mặt Tô Thương lại giả vờ khó xử nói, thôi bỏ đi, 10 viên thì 10 viên, tôi nể mặt cậu đó, đem đá năng lượng lại đây đi. Tô công tử, là như vậy, tôi không mang theo bên người. Lưu Phàm Khuê hứa hẹn nói, cho tôi địa chỉ nhà của cậu, muộn nhất 3 ngày sau tôi sẽ mang đá năng lượng đến tận tay cho cậu. Được. Tô Thương gật đầu nói, địa chỉ nhà thì không cần đâu, cậu cứ mang đá năng lượng đưa cho bảo vệ chợ đen Cửu Môn giúp tôi là được, vài ngày sau tôi sẽ đến lấy. Được. Lưu Phàm Khuê bằng lòng nhưng lập tức nói, nhưng còn yêu đao thái chân kia. Tôi sẽ bỏ đấu giá nó, nhưng trước đó tôi đã ra giá rồi, nói lời phải giữ lời, cậu chỉ cần ra giá cao hơn 10 tỷ là được. Tô Thương thản nhiên nói. 10 tỷ. Lưu Phàm Khuê cảm thấy khó xử, cái này đã vượt xa dự tính của anh ấy. Cậu cảm thấy thế nào, rất khó xử sao? Tô Thương lạnh lùng nói, người anh em, cậu ở trên sàn đấu giá lại khuyên tôi từ bỏ, như thế thực ra đã vi phạm quy tắc đấu giá. Nếu như ra giá không cao hơn tôi thì tôi chỉ sợ chợ đen Cửu Môn sẽ không đồng ý, nếu như cậu cảm thấy khó quá thì thôi vậy. Không, không khó xử. Lưu Phàm Khuê cắn răng nói, tôi thêm 1.000 đô, 10 tỷ với 1.000 đô. Tô Thương nghe thấy thế liền không nói gì thêm, mục đích của anh ấy đã đạt được rồi, hơn nữa còn kiếm thêm được 10 viên đá năng lượng nữa. 10 tỷ 1.000 đô lần 1. 10 tỷ 1.000 đô lần 2. 10 tỷ 1.000 đô lần 3. Ngay sau đó, chuyên gia đấu giá liền dứt khoát nói, chúc mừng bạn, bạn đã đấu giá thành công được yêu đao thái chân. Chấm. Rất nhanh cuộc đấu giá đã kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Lúc này, hai tên bảo vệ tươi cười bước tới phòng riêng trên tầng 2, một người cảm kích nói, Tô công tử, nhờ có cậu mà yêu đao thái chân hôm nay đã tăng thêm 2 tỷ. Chỉ cần nỗ lực một chút thôi. Vì tôi đang ở trong phòng riêng danh giá nhất của mấy người, nên tôi nhất định phải đóng góp một phần nào đó cho Cửu Môn Liên Minh chứ. Tô Thương thản nhiên nói. Rất cảm ơn cậu, chúng tôi đã báo cáo chuyện này cho ông chủ rồi, ông chủ quyết định sẽ tặng cho cậu một tấm thẻ vàng tím. Người bảo vệ nói xong liền lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Tô Thương, còn nói, trong thẻ này có 500 triệu, cậu cầm lấy mà tiêu ở chợ đen. Đương nhiên. Thẻ vàng này của chợ đen Cửu Môn chúng tôi đã được Ngân hàng Trung ương thông qua rồi nên có thể thanh toán trong thành phố, có thể thanh toán qua điện thoại, hoặc là trực tiếp quẹt thẻ đều được hết. 500 triệu. Trái đất có rất nhiều tài nguyên, tiền đều có thể mua được, và tiền chắc chắn sẽ được sử dụng đến trong tương lai, 5 tỷ này tới thật là đúng lúc. Tô Thương vui vẻ, còn khéo nói, thật là ngại quá. Tô công tử, cậu hãy nhận đi. Mật khẩu là 6 số 0. Người bảo vệ gượng cười nói, nếu cậu không nhận, ông chủ nhất định sẽ trách tội chúng tôi làm việc không tốt, như thế thì chúng tôi sẽ bị phạt đấy. Hai, nếu là như vậy thì tôi cố gắng nhận vậy, trước đó tôi cũng đã nói rồi, tôi không ham số tiền này nhưng vì không muốn các anh bị ông chủ trách phạt nên tôi mới nhận đấy. Tô Thương miễn cưỡng nhận tấm thẻ vàng. Cảm ơn Tô công tử. Hai tên bảo vệ thấy vậy liền cảm ơn rối rít. Ừm. Tô Thương gật đầu, còn nói, đúng rồi, vừa nãy là ai đã đấu giá được yêu đao thái chân vậy, các anh có nhớ không? Có, là một cao thủ tông sư nước Đê, Lưu Phàm Khuê, có hai người đi theo là em trai anh ta Lưu Phàm Khôn và một người nữa là Đỗ Tử Minh. Một người bảo vệ nói tiếp, Tô công tử yên tâm đi, tôi đã lấy danh nghĩa chợ đen Cửu Môn để đặc biệt dặn dò anh ta mang 10 viên đá năng lượng đến cho cậu. Nếu anh ta dám quỵt nợ thì chợ đen Cửu Môn sẽ không tha cho anh ta đâu. Vậy là tốt rồi. Hiện tại đấu giá cũng đã xong, tôi đi trước đây, tạm biệt lần sau gặp lại. Tô Thương vô cùng vừa lòng, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chào Tô công tử, hai người bảo vệ quay người cúi chào. Tô Thương vừa đi khỏi, một người bảo vệ nói, ông chủ hào phóng thật. Chỉ có những cao thủ tông sư mới có tư cách cầm thẻ vàng của chợ đen Cửu Môn chúng ta. Nhưng ông chủ không chỉ đưa cho Tô Thương thẻ vàng, mà còn cho cậu ta 500 triệu. Tôi chưa bao giờ thấy ông chủ đối tốt với người khác như vậy. Thật là hâm mộ,
nếu tôi là Tô công tử thì tốt biết mấy. Đừng nói thế, Tô công tử vô cùng tài giỏi, nếu cậu có tài năng như cậu ấy, ông chủ sẽ tốn không ít tiền để thu phục cậu đâu. Một người bảo vệ khác cười nói. Ha ha, vậy đời này tôi không có cơ hội rồi. Người bảo vệ này cười nói, ông chủ ngày mai sẽ đến đây, không biết có thể thuyết phục được Tô công tử gia nhập vào chợ đen cửu môn không nữa. Đây là vấn đề lớn đấy, tôi nghe nói ông chủ đang sưu tầm hơn 100 viên đá năng lượng. Chấm chấm. Tô Thương không nghe được cuộc nói chuyện của hai tên bảo vệ, vì anh ấy còn muốn lấy lại yêu đao thái chân nên đã nhanh chóng rời khỏi chợ đen cửu môn. Phía bên kia, anh em Lưu Phàm Khuê giành được yêu đao thái chân thì vô cùng vui sướng, vội vàng rời khỏi chợ đen cửu môn, suy nghĩ tìm một chỗ để cất giấu yêu đao, sau đó sẽ đi tiêu diệt Nạp Lan gia. Khoảng mười mấy phút sau, Lưu Phàm Khuê, Lưu Phàm Khôn, cùng với Đỗ Tử Minh, ba người liền đi tới rừng Đông Sơn. Nhưng bọn họ vừa mới tới, thì Tô Thương đã đến trước rồi, anh ấy trốn vào chỗ tối. Nơi này ít người qua lại, bốn phía đều là rừng cây, đem yêu đao thái chân chôn ở chỗ này, rồi làm một cái ký hiệu, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra. Đỗ Tử Minh đề nghị. Ừm. Lưu Phàm Khuê nghe theo lời đề nghị của Đỗ Tử Minh, lập tức đào một cái hố ở dưới gốc cây, đem yêu đao thái chân đặt vào đó rồi lấy đất lấp lên, cuối cùng khắc một chữ D trên cây. Lưu Phàm Khôn đứng bên cạnh vẫn còn lo lắng, nên lấy một ít cỏ dại rải lên trên mới yên tâm. Tiếp đó, ba người rời khỏi rừng Đông Sơn, vẻ mặt đằng đằng sát khí, chắc là đang tính đi giết Nạp Lan gia. Tô Thương đang nấp trong chỗ tối, thấy ba người đã rời đi, đột nhiên thấy tức giận. Tôi đặc biệt chuẩn bị đánh nhau một trận để cướp đi yêu đao thái chân, nhưng bây giờ lại khiến cho ông đây phải đi ăn trộm sao? Như vậy là coi thường tôi. Tôi đường đường là huyền thiên tiên đế, như vậy thì mặt mũi tôi để đâu? Dĩ nhiên có điều là đôi khi mặt mũi hay cái gì đó cũng không có ý nghĩa, tự nhiên lấy vẫn là thích hơn. Tô Thương không khách khí với hai anh em Lưu Phàm Khuê nữa, thấy bọn họ đi xa liền đi đến chỗ chôn yêu đao thái chân, lấy được yêu đao một cách dễ dàng. Ha ha, giá trị hơn 10 tỷ mà mình có thể chiếm được một cách dễ dàng như vậy, cảm giác như đang mơ vậy. Tô Thương vui sướng tươi cười, cầm yêu đao trong tay hai mắt anh sáng ngời lên, sát khí ẩn chứa trong thanh yêu đao này, quả nhiên còn nhiều hơn so với Hồng Liên đao, chuyến đi đêm nay thật sự không tệ rồi. Trong khi Tô Thương nhìn kỹ thanh yêu đao thái chân, bỗng nhiên nhận thấy xa xa truyền đến thanh âm đánh nhau. Cẩn thận nghe kỹ một chút, Tô Thương nhếch miệng cười nói, Nạp Lan Dịch và bà nội cậu ta đến, đang đánh nhau cùng với anh em Lưu Phàm Khuê rồi. Tối nay. Mục tiêu chính của Tô Thương là yêu đao, bây giờ đã lấy được yêu đao rồi thì nên rời đi. Nhưng mà bây giờ anh ấy muốn xem sức mạnh của bà nội của Nạp Lan Dịch với Lưu Phàm Khuê, để xem anh ấy có thể đối phó với bọn họ hay không. Vì thế, Tô Thương đem cất yêu đao, rồi đi đến trốn gần chỗ bọn họ đang đánh nhau. Không lâu sau, anh ấy nhìn thấy một bà lão đang liều chết đánh nhau với anh em Lưu Phàm Khuê. Cảnh tượng tràn ngập sự tàn sát, lá cây bay bay. Tiếng động rất nhỏ. Còn Nạp Lan Dịch thì lại đứng qua một bên, xa xa cổ vũ cho bà nội. Cách Nạp Lan Dịch không xa, có một thi thể toàn thân đầy máu, chính là Đỗ Tử Minh, chắc là đã bị Tống Lệ Hoa giết chết. Tại thời điểm này, Tống Lệ Hoa đang ngưng tụ sức lực, trong tay tràn ngập chân khí, sau đó chợt tung ra một chưởng kinh khủng phi thường. Lưu Phàm Khuê với Lưu Phàm Khôn thấy vậy liền hợp sức ra tay mới hóa giải được sự tấn công của Tống Lệ Hoa. Anh cả, bà lão này thật sự không đơn giản. Lưu Phàm Khôn bị ép lùi mấy bước, sắc mặt cứng lại nói. Bà ta với anh giống nhau, đều là trung kỳ tông sư, nhưng vì bà ta đã tới trung kỳ trước anh nên chân khí mạnh hơn anh một chút, là anh đã xem thường bà ta. Lưu Phàm Khuê chăm chú nhìn Tống Lệ Hoa, trầm giọng nói, nhưng mà, nếu hai chúng ta liên thủ thì chạy trốn trong tay bà ta là không thành vấn đề. Chạy trốn, anh cả. Thế còn yêu đao thái chân thì làm thế nào? Lưu Phàm Khôn hỏi. Không cần phải lo lắng, không ai biết chuyện chúng ta đem yêu đao thái chân giấu trong rừng cây đâu. Lưu Phàm Khuê thản nhiên nói, ngày mai có cơ hội chúng ta sẽ đến lấy. Còn Nạp Lan gia, hừ, thù này ghi nhớ, sau này trả thù cũng không muộn. Được, em nghe theo sắp xếp của anh. Lưu Phàm Khôn gật đầu nói. Lưu Phàm Khuê gật đầu nói tiếp.
Phàm Khôn, thực lực của em yếu hơn rồi, nếu chúng ta cùng nhau chạy trốn, bà ta sẽ dùng hết sức lực để đuổi theo em, như thế em rất khó mà thoát được. Như vậy đi, chờ một chút anh sẽ giữ chân bà ta, rồi em chạy trước đi, sau đó anh sẽ chạy sau. Anh cả, như thế thì nguy hiểm quá, lỡ như anh bị bà ta bắt lại thì sao? Lưu Phàm Khôn lo lắng nói. Khả năng bị bắt lại sẽ rất ít, nhưng mà chắc chắn bị thương nặng. Lưu Phàm Khuê nhìn em trai mình nghĩa khí nói, nhưng mà em là em trai anh, là máu mủ ruột thịt của anh, chỉ cần em có thể trốn thoát được mà không bị làm sao thì anh sẵn lòng mạo hiểm. Anh cả, Lưu Phàm Khôn cảm động vội vàng nói, không được, chúng ta là anh em ruột thịt, sống chết cùng nhau, em tuyệt đối sẽ không để anh lại một mình. Em trai tốt, Lưu Phàm Khuê xúc động, sau đó cắn răng nói, được, chúng ta cùng hợp sức đánh lui bà ta. Sau đó cùng nhau chạy thoát. Nhưng mà, Phàm Khôn, nếu như vậy thì rất có thể em sẽ bị bà ta làm bị thương, em phải cẩn thận đấy. Anh cả, nếu hai chúng ta nhất định phải có một người bị thương thì em muốn người đó là em. Lưu Phàm Khôn nghiêm túc nói. Được, anh em tốt. Lưu Phàm Khuê đỏ mắt vỗ vai em trai, gật đầu nói, được rồi, anh đếm 3-2-1 rồi chúng ta cùng nhau ra tay, nhớ kỹ, phải dùng toàn bộ sức lực. Dốc hết sức mình, cũng không cần lo lắng cho anh, chỉ cần một chưởng đẩy lui bà ta. Vâng, Lưu Phàm Khôn nghiêm túc gật đầu. 3, 2, Lưu Phàm Khuê không một chút chần chừ, vừa đếm vừa điều động chân khí trong cơ thể. Lưu Phàm Khôn bên cạnh cũng như thế, đem toàn bộ chân khí của mình ra hội tụ thành một chiêu cực mạnh. 1, Lưu Phàm Khuê vừa dứt lời, Lưu Phàm Khôn như mũi tên rời cung lao nhanh về phía Tống Lệ Hoa. Nhưng ngược lại, Lưu Phàm Khuê lại làm tiêu tan đi chân khí của mình rồi lẩm bẩm nói, xin lỗi em Lưu Phàm Khôn, anh đã lừa em. Bà ta thực lực rất mạnh, cho dù anh có liên thủ với em thì cũng không cách nào thoát khỏi tay bà ta được. Chúng ta phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, nhiều lắm thì có thể đánh bà ta bị trọng thương thôi. Điều đó thật không có ý nghĩa gì. Lưu Phàm Khuê áy náy nói. Nếu hai người chúng ta phối hợp tốt đến đâu thì chúng ta chỉ có thể sống được một người, nhưng anh không muốn chết. Cho nên anh chỉ có thể lừa gạt em để em giữ chân bà ta một lúc, như thế anh mới có thể có cơ hội chạy trốn được. Phàm Khôn, em ở trên trời có linh thiêng nhất định phải thông cảm cho anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên mới dùng cách này. Anh biết em yêu thương cô sinh viên mới cưới, em yên tâm đi, sau khi em chết anh nhất định sẽ thay em chăm sóc cô ấy. Lưu Phàm Khuê lẩm bẩm như thể đang ăn năn hối lỗi, sau đó bỏ chạy theo hướng ngược lại. Lưu Phàm Khôn đang tới gần Tống Lệ Hoa thì dừng lại, nhận ra anh cả không theo mình nên nghi ngờ. Sao lại như thế này? Anh cả không phải nói cả hai cùng ra tay hay sao? Hừ, muốn chết à? Lúc này, Tống Lệ Hoa đột nhiên xông đến, trong phút chốc liền tung ra một chưởng trước mặt Lưu Phàm Khôn. Lưu Phàm Khôn trực tiếp bị bay lộn ngược ra sau, hơn nữa còn phun ra ngụm máu, máu nhuộm cả bầu trời. Anh cả, sao anh lại lừa em? Sau khi rơi xuống đất, LPK cố gượng nói vài chữ rồi nhắm mắt lại mà chết. Muốn chạy trốn sao? Mày muốn chạy trốn sao? Giải quyết xong Lưu Phàm Khôn, Tống Lệ Hoa nhìn xung về hướng Lưu Phàm Khuê chạy trốn, ánh mắt tàn ác đáng sợ, tiểu dịch. Cháu ở đây đừng đi đâu lung tung rồi gọi điện cho Nạp Lan ra đến đón đi, bà đuổi theo Lưu Phàm Khuê. Tuy rằng tôi không sợ nước Đê, nhưng cũng không nghĩ đến việc gây thù chuốc oán với nước Đê. Vì thế anh ta phải chết, chỉ có anh ta chết thì chuyện đêm nay mới không truyền ra ngoài. Vâng bà nội cẩn thận ạ, Nạp Lan Dịch trả lời. Tống Lệ Hoa gật đầu, sau đó chạy nhanh như bay đuổi theo Lưu Phàm Khuê. Sau khi bà nội đi, Nạp Lan Dịch nhìn hai thi thể bên cạnh, lại nhìn rừng cây tối đen như mực, trong lòng lo sợ run rẩy, vội vàng điện thoại gọi người tới đón mình về nhà. Trong bóng tối, Tô Thương bị Lưu Phàm Khuê làm cho choáng váng, vốn tưởng rằng anh em tình thân, nhưng bây giờ thì ngược lại. Lão già kia thật là gian trá mà, nhưng bà nội Nạp Lan Dịch còn mạnh hơn nên chắc là ông ta không chạy thoát nổi đâu. Tô Thương tươi cười rồi nhìn Nạp Lan Dịch. Trong mắt toát lên ý nghĩ nguy hiểm. Nạp Lan công tử, cậu đã nhiều lần hãm hại tôi, bây giờ là thời điểm phải trả giá rồi. Giết! Nạp Lan tổ đã chết,
mặc dù Nạp Lan gia còn có một cao thủ nhưng không đáng sợ, bây giờ có thể giết Nạp Lan Dịch rồi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô Thương lạnh lùng chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Đêm khuya vắng người, Nạp Lan Dịch một mình đứng trong rừng cây, bên cạnh lại có hai cái xác chết nên anh ta vốn đã nhát gan nay lại càng thêm sợ hãi. Nạp Lan thiếu gia. Ngay lúc này Tô Thương đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt nở nụ cười nhìn vào Nạp Lan Dịch. Hả? Đột nhiên âm thanh từ đâu xuất hiện khiến cho Nạp Lan Dịch giật nảy mình, vội vàng lùi về sau mấy bước, sau đó khuôn mặt đầy nghi ngờ cẩn thận nhìn qua, sợ hãi bất an nói anh là ai? Từ sau khi đi vào chợ đen Cửu Môn, Tô Thương vẫn luôn dùng thân phận là Tô Huyền Thiên, tới tận bây giờ khuôn mặt anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng của Tô Huyền Thiên nên làm cho Nạp Lan Dịch không thể nhận ra. Ha ha! Ánh mắt Tô Thương nhìn vào Nạp Lan Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thi triển thuật dịch dung, khôi phục hình dáng ban đầu của mình. Nạp Lan Dịch, anh biết tôi là ai chứ? Tô Thương! Nạp Lan Dịch đột nhiên thở dài một hơi, sau đó lập tức cảnh giác, nhíu mày nói, Tô Thương, cậu đến đây làm gì? Tất nhiên là để tìm anh rồi. Tô Thương cười đùa nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Nạp Lan Dịch mơ hồ, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, trong đầu đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng dò hỏi, anh vừa rồi sao lại là một khuôn mặt của người đàn ông khác? Chỉ là thuật dịch dung mà thôi, tôi không chỉ có thể biến thành anh ta, tôi còn có thể biến thành anh nữa kìa. Tô Thương nhếch miệng, sau đó trước mặt Nạp Lan Dịch biến thành Nạp Lan Dịch. Rồi lại biến đổi về hình dáng ban đầu, Nạp Lan thiếu gia, nhìn rõ chưa hả? Cái này, Nạp Lan Dịch dừng lại một chút rồi chìm vào im lặng, mấy giây sau nghiến răng nói, Tô Thương, mấy ngày trước người giả mạo tôi không phải là anh chứ? Đúng vậy, Tô Thương khẽ cười, Nạp Lan thiếu gia, xem ra anh vẫn còn rất thông minh, thực sự là tôi đã biến thành anh, giết chết cao thủ nước D, lại cướp đi Hồng Liên đao từ trong tay Quốc Nhận. Anh tại sao lại làm như thế? Nạp Lan Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha! Tô Thương lạnh lùng cười nói, Nạp Lan Dịch, không phải anh luôn muốn giết tôi hay sao? Tôi chỉ đổ cho anh vài tội thôi có đáng gì chứ? Vừa nói, Tô Thương vừa chậm rãi đến gần Nạp Lan Dịch. Tô Thương, anh không được qua đây. Nạp Lan Dịch thấy vậy hoảng sợ đến thay đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng nói, anh biết tôi 8 tuổi đã tập võ không? Tôi giờ đã là cao thủ tông sư, thực lực của tôi bây giờ rất mạnh, anh cứ qua đây nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tô Thương lạnh lùng nói, Nạp Lan Dịch, đêm nay anh chắc chắn phải chết, từ khi anh bắt đầu lợi dụng Tô Cảnh Hàm và Triệu Văn Bân ngấm ngầm hại tôi thì trong đầu tôi đã bắt đầu suy nghĩ anh nhất định phải chết trong tay của tôi. Tô Thương dừng lại, trong tay ngưng tụ một chiêu thủy nhận, biểu cảm u ám đáng sợ. Tôi lợi dụng Tô Cảnh Hàm và Triệu Văn Bân ngấm ngầm hại anh lúc nào chứ? Tô Thương, anh đừng đổ oan cho người tốt, tôi căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Nạp Lan Dịch cảm nhận được sát ý của Tô Thương nên đã bị dọa đến chân phát run, vội vàng giải thích. Ồ, Tô Thương khẽ nhíu mày, không phải anh. Không phải tôi, Tô Thương, tôi có thể thề, nếu tôi với hai người họ tính toán hại anh, tôi sẽ chết không được yên thân. Nạp Lan Dịch đầu tiên là nghiêm túc thề thốt, sau đó van xin, tôi cầu xin anh đừng có giết tôi, bây giờ ông nội tôi chết rồi, nhà Nạp gia đã ở trong tay tôi có thể cho anh tiền, rất rất nhiều tiền. Không cần giải thích, tôi tin anh cũng không cần phải cầu xin tôi, bởi vì dù sao bây giờ anh cũng bắt buộc phải chết. Coi như người sai khiến Tô Cảnh Hàm và Triệu Văn Bân hãm hại tôi không phải là anh. Nhưng anh là người giật dây cho Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh giết tôi. Đối với người muốn giết tôi nhất định phải giết hết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ thời gian chết của anh đến rồi. Vừa nói xong, Tô Thương vung tay lên, thủy nhận bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp phá vỡ cổ của Nạp Lan Dịch. Xuy xuy, cổ họng bị phá vỡ, máu tươi chảy ba thước. Úc, Nạp Lan Dịch không nói được một câu. Cơ thể ngã thẳng xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Nạp Lan thiếu gia không phải Nạp Lan Dịch thì còn có thể là ai chứ? Sau khi giết Nạp Lan Dịch, Tô Thương nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc ai là kẻ đang tính toán hãm hại mình. Rất nhanh trong đầu anh đã xuất hiện ra một cái tên, Nạp Lan Minh Chiết. Nhà Nạp Lan cả đời này tổng cộng có 3 thiếu gia, Nạp Lan Dịch là tên thứ 2,
bên trên có một người anh tên là Nạp Lan Vô Đạo, bên dưới có một người em là Nạp Lan Minh Chiết. Nạp Lan Vô Đạo không có ở Giang Bắc, Tô Đại Thiếu Gia với người này gần như không có cơ hội tiếp xúc. Có điều Nạp Lan Minh Chiết thì anh ấy có tiếp xúc qua mấy lần. Trong ấn tượng của Tô Thương thì Nạp Lan Minh Chiết là một người khiêm tốn, hào hoa phong nhã, mà cơ thể lại khá yếu ớt, thường xuyên ho ra máu. Quan hệ giữa Tô Đại Thiếu Gia và Nạp Lan Minh Chiết tuy không tính là bạn bè tri kỷ nhưng cũng là bạn bè gặp mặt chào hỏi nhau. Nạp Lan Thiếu Gia trong miệng Tô Cảnh Hàm nói ra lại là Nạp Lan Minh Chiết sao? Tô Thương nhíu mày suy nghĩ, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ha ha, có phải là anh ta hay không thì tìm cơ hội thăm dò thử là biết thôi mà. Về việc này, Tô Thương cũng không để trong lòng. Bây giờ Nạp Lan Tổ chết rồi. Nhà Nạp Lan giờ đã chỉ còn là trên danh nghĩa, đã không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Còn người thực sự khiến Tô Thương kiêng kỵ nhất, chính là cao thủ đã làm cho Tô Kiền Khôn bị thương. Lúc đầu Huyền Thiên Tiên Đế thuộc kiểu người tu chân cầu thả, sau khi đến trái đất mới nhận biết được rằng sức mạnh của cao thủ luyện võ không ngừng thay đổi. Nhất là bà nội của Nạp Lan Đích, bà già này đột nhiên xuất hiện, sức mạnh vượt qua tất cả những người luyện võ mà Tô Thương biết. Trên trái đất này nhất định sẽ còn tồn tại rất nhiều người luyện võ tài giỏi. Tô Thương không bao giờ dễ dàng bộc lộ sức mạnh của mình cho đến khi biết được những kẻ có âm mưu hãm hại nhà họ Tô trước đó. Nghĩ đến bà nội của Nạp Lan Dịch, Tô Thương đột nhiên run lên, vội vàng đuổi theo hướng bà ấy đã rời khỏi. Bà già này mạnh như vậy sớm muộn gì cũng gây phiền phức cho mình, Tô Thương dự định thử tìm xem có thể có cơ hội để giết chết đối phương hay không. Thế là Tô Thương thuyên chuyển ấn tàng khí tức, nhanh chóng đã đuổi kịp Tống Lệ Hoa. Giờ phút này, Tống Lệ Hoa đã đuổi kịp Lưu Phàm Khuê chạy trốn trước đó, hai người họ đang đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Nhưng có thể dễ dàng nhìn ra, Lưu Phàm Khuê không phải là đối thủ của Tống Lệ Hoa, anh ta bị đánh tháo chạy liên tục, nhưng giờ thì không thể lui được nữa. Lúc này, hai người họ đều đã dùng toàn bộ sức lực của mình, liều mạng đánh một chưởng. Sau đó, Lưu Phàm Khuê liền ngã nhào xuống đất, há miệng phun ra một vũng máu, sắc mặt vô cùng tái mét. Tống Lệ Hoa cũng không ổn, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững, mặc dù không ngã xuống nhưng trong miệng cũng tràn ra một vệt máu, hơi thở cũng rối loạn, rõ ràng cũng đang bị trọng thương. Chỉ bằng sức mạnh của cậu mà dám ảo tưởng tiêu diệt nhà Nạp Lan sao, ha ha, đúng là cái thứ không biết trời cao đất dày là gì. Tống Lệ Hoa xóa đi vết máu ở khóe miệng. Khuôn mặt lập tức trầm như nước, bước từng bước đi về phía Lưu Phàm Khuê, chuẩn bị giết chết anh ta. Lưu Phàm Khuê cực kỳ sợ hãi, nhưng anh ta đã mất đi khả năng chiến đấu, thậm chí ngay cả đứng dậy cũng rất khó khăn, căn bản không thể trốn thoát. Chết đi! Tống Lệ Hoa đi đến trước mặt Lưu Phàm Khuê, ánh mắt lạnh lùng sát khí, giơ tay lên chỉ muốn hạ trưởng xuống. Nhưng vào lúc này, Tô Thương Dịch Dung Thành Tô Huyền Thiên bỗng nhiên từ trong bóng tối nhảy ra. Đồng thời sớm đã ngưng tụ thủy nhận, trực tiếp ném về phía Tống Lệ Hoa, định một chưởng giết chết bà ta. Thủy nhận của luyện khí tầng thứ 3 ngưng tụ, tản ra một uy thế kinh khủng, đi thẳng đến Tống Lệ Hoa. Tống Lệ Hoa đang định tấn công Lưu Phàm Khuê, để chấm dứt tai họa về sau, nhưng đột nhiên, bà ta nhận ra được một ý nghĩ rất kinh khủng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Không được! Tống Lệ Hoa cảm nhận được sự tồn tại của thủy nhận. Đang nhanh chóng bắn về phía mình. Cho nên, bà ta cũng không cố giết Lưu Phàm Khuê, mà dùng hết sức lực để tránh né. Phốc! Nhưng thủy nhận vẫn làm xước đến tay của bà ta, chỉ trong nháy mắt, cả cánh tay của bà ta đã bị chém đứt, rơi xuống mặt đất, như thế có thể thấy được, rốt cuộc sức tấn công của thủy nhận khủng bố đến cỡ nào. Cậu là ai, mà lại đánh lén bà đây? Tống Lệ Hoa đứng vững người, che lấy vết thương. Không kìm được cơn căm giận mà gào thét lên, đồng thời ánh mắt dùng lại trên người của Tô Thương. Tôi là Tô Huyền Thiên. Tô Thương đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trầm lại, đón nhận ánh mắt của Tống Lệ Hoa một cách không hề sợ hãi chút nào. Tô Huyền Thiên. Ở chợ đen Cửu Môn, tôi đã từng nghe nói đến tên tuổi của cậu, tông sư trẻ tuổi mới hơn 20, quả thực rất mạnh. Tống Lệ Hoa căm tức nhìn Tô Huyền Thiên. Nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng tôi đây không hề đắc tội với cậu thì phải, tại sao cậu lại đánh lén tôi? Tại sao? Ha ha! Bà là bà nội của Nạp Lan Dịch, nhà họ Nạp Lan muốn giết tôi,
hai ông cháu đều bị tôi giết chết, tôi còn có thể giữ lại bà sao? Nhưng, bây giờ anh ấy là Tô Huyền Thiên, đương nhiên không thể dùng lý do này, vì vậy anh ấy liếc nhìn sang Lưu Phàm Khuê đứng bên cạnh, thuận miệng nói ra, người này thiếu nợ tôi 10 cục đá năng lượng, anh ta không thể chết được, cho nên, người chết chỉ có thể là bà thôi. Đá năng lượng. Tống Lệ Hoa đã nhớ ra rồi, quả nhiên là có chuyện này, đột nhiên nói, Tô Huyền Thiên, thiên phú của cậu không phải yếu, nhưng dù sao cậu vẫn còn trẻ, cho dù bây giờ cơ thể tôi bị thương nặng, còn gãy một cánh tay, vẫn như trước cậu vẫn không có cách nào giết tôi dễ như vậy được đâu. Vừa nói, Tống Lệ Hoa nhìn về phía Lưu Phàm Khôn, nói tiếp, nhưng anh ta thì khác, tôi và cậu búng tay phát là có thể giết được anh ta. Chỉ bằng như thế này đi, tôi cho cậu 10 cục đá, không, tôi cho cậu 20 cục đá năng lượng, rồi cậu đi ngay lập tức, thấy thế nào? Ha ha, không được. Bà coi tôi là loại người gì vậy? Tô Thương nói, Tô Huyền Thiên tôi cả đời làm việc, rõ ràng minh bạch, đường đường chính chính, anh ta đồng ý cho tôi 10 cục đá năng lượng, tôi cũng đồng ý nhận rồi, điều này tương đương với có giao ước, sao tôi có thể lật lọng được chứ? Bà, chịu chết đi. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Thương run lên, quanh người toát ra khí tức rất mạnh, dứt khoát ra tay. Thật ra, anh ấy không muốn nói nhiều, hai người ở chỗ này, anh ấy đều muốn giết hết, không ai được phép sống sót. Tống Lệ Hoa thấy Tô Thương ra tay, trong nháy mắt biểu cảm bỗng nghiêm túc lại, cố nén đau đớn, để ra tay tiếp chiêu. Sau đó, Tô Thương và Tống Lệ Hoa đánh nhau, anh ấy không những không trấn áp được Tống Lệ Hoa, mà còn khó để đánh thắng được bà ta. Không ngờ rằng loại võ công này lại không phù hợp với cách thức tu luyện, khi tu luyện đến cảnh giới cao, sẽ có một sức chiến đấu mạnh như thế. Tô Thương thầm bất ngờ, nhưng trong lòng anh ta, võ công lúc trước chính là sự tồn tại rác rưởi. Trong cảnh giới tu tiên, tầng thấp nhất là luyện khí, sau đó là trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Mà trong giới luyện võ, thì là minh kình, ám kình, hóa kình, tông sư. Tô Thương chẳng qua chỉ là ở giai đoạn thấp nhất trong cảnh giới tu tiên, thậm chí chỉ là một tên tu tiên luyện khí tầng thứ 3 còn con, mà đã có thể đối phó với tông sư võ đạo hàng đầu của giới võ thuật, cho nên anh ấy đương nhiên sẽ không coi trọng cách thức luyện võ rồi. Nhưng điều gì nên nói vẫn phải nói, ở cảnh giới tông sư này Tống Lệ Hoa vẫn rất là mạnh. Cho dù cơ thể bà ta có bị thương nặng, thì Tô Thương vẫn phải đánh hơn trăm hiệp nữa mới có thể đánh bại bà ta. Kết thúc rồi. Tô Thương bước về phía trước một bước, vì đã có vết xe đổ của Tô Cảnh Hàm, nên anh ấy sẽ không chủ quan sơ ý nữa, trực tiếp ngưng tụ thủy nhận, định một chiêu giết bà ta luôn. Sắc mặt Tống Lệ Hoa thay đổi rất nhanh, đôi mắt già tràn đầy sự kinh sợ, như thể mất đi năng lực né tránh. Nhưng chính lúc này, có một dáng người xuất hiện rất nhanh lẹ, trước khi thủy nhận được tung ra, thì đã cứu Tống Lệ Hoa đi mất rồi. Chỉ trong nháy mắt thôi. Hai người họ đã biến mất trong bóng tối rồi. Muốn chết à? Tô Thương lạnh lùng cười, trước đó anh ấy đã phát hiện có người đang ở gần đó rồi, nên sau đó lại tung thủy nhận ra một lần nữa. Phốc! Chiêu này đã đánh trúng người cứu Tống Lệ Hoa rồi, nhưng người đó đột nhiên ném ra một quả cầu tròn, đồng thời nổ tung luôn trong nháy mắt. Theo bản năng Tô Thương lùi về sau một bước, tránh được sức tàn phá của trận nổ này, anh khua tay. Xua bỏ khói bụi do vụ nổ gây ra. Nhưng lúc này, Tống Lệ Hoa và người kia biến mất tiêu rồi. Thực lực của người này còn mạnh hơn cả Tống Lệ Hoa, anh ta chỉ muốn cứu Tống Lệ Hoa, không muốn chiến đấu, nếu không thì mình chưa chắc đã là đối thủ của anh ta. Tô Thương đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định không mạo hiểm đuổi theo nữa. Sau đó, ánh mắt của Tô Thương dừng trên người của Lưu Phàm Khuê. Trong ánh mắt lóe lên một luồng sát ý, bước nhanh qua đó. Nhà họ Nạp Lan chết tiệt, món nợ này tôi đã ghi nhớ rồi, bây giờ tôi sẽ mời các cao thủ đến trước, hai ngày sau nhất định sẽ tiêu diệt nhà các người. Lưu Phàm Khuê không kìm được cơn tức mà nói, sau đó nhìn về phía Tô Thương cảm kích nói, cảm ơn ơn cứu mạng của Tô thiếu gia, suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên ạ, 10 cục đá năng lượng, đảm bảo sẽ giao cho bảo vệ của chợ đen Cửu Môn như đã hẹn ạ. Hừ, Tô Thương nghe đến nửa câu đầu của Lưu Phàm Khuê, mắt bỗng sáng lên, liền thay ý định, thu lại sát ý mà bản thân vừa nảy ra. Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng vì đá năng lượng mà cứu anh thôi mà.
Tô Thương đón nhận ánh của Lưu Phàm Khuê, dò hỏi tiếp, vừa nãy bà già kia, thực lực thâm sâu khó lường, anh chắc chắn muốn tìm bà ta để báo thù sao? Đương nhiên rồi, bà ta đã giết em trai tôi, trà đạp lên sự tôn nghiêm của nước Đê, nên buộc phải chết. Lưu Phàm Khuê vô cùng tức giận, sau đó khẽ cười nói, Tô thiếu gia, hôm nay cậu vì tôi mà đã đắc tội với bà ta, chắc chắn bà ta sẽ báo thù cậu, nhưng cậu không cần lo. Tôi có thể mời tông sư hậu kỳ đến, giết bà ta dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không gây bất kỳ phiền phức nào cho cậu đâu. Ừ, tốt nhất nên như thế. Tô Thương gật đầu mặt không chút biểu cảm nào, cười lạnh liên tục trong lòng, để bọn họ tự chơi nhau đi, ông đây sẽ không nhúng tay vào nữa. Tô thiếu gia, hôm nay cậu ra tay trượng nghĩa như vậy, tôi thực sự quá cảm động, từ nay về sau, cậu sẽ là người anh em tốt nhất của Lưu Phàm Khuê tôi. Lúc này, Lưu Phàm Khuê vô cùng cảm kích nói. Anh em tốt nhất. Thôi bỏ đi. Anh em ruột còn bị anh ta hãm hại, tưởng lão tử đây không biết à. 10 cục đá năng lượng, nhớ mang đến chợ đen cửu môn đấy. Tô Thương không muốn nói chuyện với Lưu Phàm Khuê, nên vừa nói xong, anh đã nhún người rời khỏi khu rừng ở Đông Sơn. Tô thiếu gia đúng là một người tốt, cứu mình mà không cần báo ơn, mình nhất định phải cho cậu ấy một bất ngờ mới được. Không phải cậu ấy muốn siêu tầm đá năng lượng sao, dù mình có tốn kém bao nhiêu, cũng phải tặng cho cậu ấy thêm 5 cục nữa. Lưu Phàm Khuê đưa mắt nhìn theo Tô Thương rời đi, rồi nghiêm túc nói. Ban đầu vì chuyện của buổi đấu giá, mà anh ta thấy căm ghét Tô Huyền Thiên, nhưng bây giờ lại có ấn tượng vô cùng tốt với Tô thiếu gia. Thậm chí, Lưu Phàm Khuê bắt đầu thấy cảm kích vì Tô Thương đã đấu giá cùng mình ở buổi đấu giá. Nếu không bản thân mình cũng chẳng có liên lạc gì với Tô thiếu gia, nếu như vậy Tô thiếu gia chắc chắn sẽ không cứu mình. Bây giờ tán sát nhà họ Nạp Lan thì không ổn rồi, mình lấy Yêu Đao Thái Chân về trước, sau đó lấy danh nghĩa hộ tống Yêu Đao Thái Chân về nước, rồi mời tông sư hậu kỳ tới, đến lúc đó hủy diệt nhà họ Nạp Lan, chỉ cần búng tay cái là xong. Nghĩ đến đây, Lưu Phàm Khuê liền nhún người xuyên qua cánh rừng, rất nhanh đã tới nơi cất giấu Yêu Đao Thái Chân rồi. May mà có Tô thiếu gia, nếu không thì tôi làm gì có cơ hội để đến lấy Yêu Đao Thái Chân được chứ, Tô thiếu gia đúng là một người tốt, tốt nhất trần đời luôn. Lưu Phàm Khuê biết ơn với Tô Thương trước, sau đó đào đất tìm Yêu Đao Thái Chân, nhưng sau khi đào lên, anh ta bỗng trợn tròn mắt, khuôn mặt sững sờ ngạc nhiên ngay tại chỗ. Đào đâu? Yêu Đao Thái Chân của tôi đâu rồi? Lưu Phàm Khôn trợn tròn mắt. Xác nhận hết lần này đến lần khác rằng bản thân không tìm sai chỗ, liền không kìm được cơn giận. Chắc chắn là bà già kia đã dương đông kích tây, tên cao thủ đã cứu bà ta, đã ăn trộm Yêu Đao Thái Chân của mình rồi. Quá là ghê tởm, nhà họ Nạp Lan, thù này không báo, ông đây thể sẽ không làm người nữa. Lưu Phàm Khuê vô cùng căm thù, tức quá hóa giận liền rời khỏi chỗ đó. Một bên khác. Bản thân Tống Lệ Hoa bị thương nặng cũng không yên lòng về Nạp Lan Dịch, khi đi qua lần lượt từng chỗ liền dừng lại một lát, kết quả đã phát hiện được thi thể của Nạp Lan Dịch. Tiểu Dịch, tôi bị mắc lừa rồi, người nước Đê đáng chết, vậy mà dám dùng kế điệu hổ ly sơn, âm thầm giết cháu trai tôi. Thù này, bà đây sẽ nhớ kỹ, đợi vết thương của bà đây lành lại, nhất định sẽ chém mày thành trăm mảnh. Tống Lệ Hoa cực kỳ đau khổ, vô cùng căm ghét Lưu Phàm Khuê. Bà ta cũng tức giận cả Tô Huyền Thiên nữa. Theo bà ta thấy, nếu như không phải Tô Huyền Thiên, thì mình có thể giết chết Lưu Phàm Khuê một cách rất dễ dàng, rồi kịp thời trở về bên cạnh Nạp Lan Dịch, nếu như vậy, thì Nạp Lan Dịch sẽ không phải chết. Tô Huyền Thiên, cậu chỉ vì 10 cục đá năng lượng còn con, mà lại dám ra tay ngăn cản tôi, thậm chí còn gián tiếp hại chết Tiểu Dịch nữa. Hừ, người đắc tội với bà đây, trước giờ chưa từng có kết cục tốt đẹp. Rất nhanh thôi tôi sẽ khiến cậu muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Tống Lệ Hoa nói với ánh mắt sắc lạnh. Bà chủ, vết thương của bà rất nặng, nên quay về trị thương trước đi ạ. Lúc này, ông lão áo đen đứng bên cạnh nói. Hắc nô. Ánh mắt Tống Lệ Hoa dừng lại trên người của ông lão áo đen, nghiến răng chất vấn, dựa vào thực lực của ông, rõ ràng vừa nãy ông có thể xóa sổ Tô Huyền Thiên, tại sao lại không giết nó vậy? Bà chủ. Bà quá coi thường cậu ta rồi, cảnh giới của cậu ta, tôi đây không thể lường trước được. Hắc nô giải thích, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi, nên sớm đã có phòng bị,
thực lực đương nhiên không phải yếu đâu. Tất nhiên, tôi không hề sợ cậu ta, lúc đánh nhau chắc chắn tôi có thể đánh được. Hắc Nô lo lắng nói, nhưng trên người bà đang bị thương, tôi lo lắng đến sự an nguy của bà, nên không muốn dây dưa với cậu ta. Bà chủ, chúng ta mau đi thôi, cánh tay của bà vẫn còn có cơ hội chữa lành. Nghe đến đây, Tống Lệ Hoa không muốn nói nhiều, nhanh chóng biến mất cùng với Hắc Nô. Sau khi Tô Thương rời khỏi khu rừng ở Đông Sơn, anh đến chợ đen Cửu Môn trước, sau đó khôi phục về hình dáng cũ, lái xe đi thẳng đến biệt thự ở cạnh sông. Về phần phiền phức mà Tô Huyền Thiên chọc phải, thì có liên quan gì đến Tô Thương anh chứ? Chỉ cần khôi phục lại diện mạo như cũ, anh ấy lại là một tên đại thiếu gia ăn chơi trác táng không hề học võ thuật, ai cũng không thể gắn anh ấy với tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên lại với nhau được. Bây giờ Tô Thương không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn tu luyện thôi, Tống Lệ Hoa khiến anh ấy áp lực không nhỏ, lại thêm cái tên cứu Tống Lệ Hoa đi nữa, cảm giác nguy hiểm của Tô Thương lại càng tăng lên. Tô Thương định trở lại biệt thự cạnh sông, để luyện hóa hết sát khí bên trong yêu đao thái chân, tranh thủ thời gian đột phá lên luyện khí tầng thứ tư, đến lúc đó cảnh giới tông sư là cái khỉ gì chứ, hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết luôn. Nhưng, anh ấy luyện hóa yêu đao Hồng Liên, đã mất 2-3 ngày rồi, lần này chỉ sợ phải mất thời gian đến vài ngày nữa. Ánh trăng như nước. Không lâu sau, Tô Thương đã tới biệt thự cạnh sông, ai biết được Tô Thần Binh cũng ở đó. Mà Quách Ý thì quỳ trên mặt đất, hình như đang bị Tô Thần Binh quở trách. Đại thiếu gia. Nhìn thấy Tô Thương xuất hiện, Quách Ý đang quỳ trên mặt đất nở một nụ cười gượng. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thần Binh, khẽ cười, cha. Sao vậy, Quách Ý đã làm sai điều gì ạ? Tại sao cha lại trách phạt anh ta vậy? Hừ, còn không phải vì đồ phế vật là mày à? Tô Thần Binh hừ một tiếng lạnh lùng, trầm giọng nói, ta bảo nó âm thầm bảo vệ mày, nó thì hay rồi, thế mà lại chạy đến biệt thự cạnh sông này ngủ một giấc. Cha, cái này không thể trách Quách Ý được, là con bảo anh ta làm như vậy đấy. Tô Thương giải thích, mày. Tô Thần Binh liếc Tô Thương một cái. Sau đó lạnh lùng nói, được đấy Tô Thương, đừng nghĩ đã có thể nịnh nọt được Quách Ý, tình hình đại khái như thế nào, trong lòng ta đều biết hết. Quách Ý là thuộc hạ của ta rất hiểu cậu ấy, tuy không nói, nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy không hề xem trọng mày đâu. Tô Thần Binh nói tiếp, hai ngày nay ta bảo cậu ấy bảo vệ mày, chắc chắn cậu ấy đã nhịn đầy một bụng tức giận, vì không muốn làm việc này nên cậu ấy mới lười nhác, sa sút tinh thần. Còn mày... Thằng nhãi con, mày chỉ mong Quách Ý đi theo mày, có như thế thì mày ra ngoài tinh tướng cũng chẳng có ai bắt nạt mày nữa. Mẹ kiếp, cha, thật sự là một người rất thông minh đó, đến hoạt động tâm lý của Quách Ý cũng đoán ra được. Mặt Tô Thương đầy khâm phục, lập tức nhìn về phía Quách Ý, nháy mắt, đồng thời hỏi, Quách Ý, anh vì ghét tôi, nên mới không âm thầm bảo vệ tôi sao? Quách Ý đương nhiên hiểu ý Tô Thương, liền thừa nhận, tôi đáng chết. Xin ông chủ và đại thiếu gia trách phạt ạ. Khốn kiếp, tức chết tôi mất, cha, Quách Ý này không có trách nhiệm quá rồi, đánh anh ta đến gần chết rồi đuổi ra nhà họ Tô đi. Tô Thương ra vẻ hung hãn nói, cho rằng cha sẽ không làm như vậy. Đánh ông nội mày ấy, Quách Ý là trợ thủ đắc lực của ta. Quả nhiên, Tô Thương đã đoán đúng, Tô Thần Binh hùng hổ nói, thả đuổi mày ra khỏi nhà họ Tô, chứ ông đây sẽ không đuổi cậu ta đi đâu. Vậy thì phạt anh ta quỳ 3 ngày 3 đêm, rồi tra tấn anh ta một lúc. Tô Thương nói tiếp. Mẹ kiếp, Quách Ý có lỗi gì? Tô Thương, chính mày mới là phế vật, còn không cho người khác khinh thường à? Tô Thần Binh liếc Tô Thương một cách khinh bỉ, sau đó nói, Quách Ý, đừng quỳ nữa, cậu đứng lên đi, về sau không cần bảo vệ cái loại phế vật này nữa. Vâng. Quách Ý thấy ông chủ cãi nhau với đại thiếu gia, trong lòng không vui mừng được. Nhưng bề ngoài rất muốn ngăn cản, nên anh ta cảm thấy rất dằn vặt. Thôi đi, không bảo vệ tôi được thì thôi vậy, tôi còn cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng có sự riêng tư gì hết, đến cả quán ba cũng không tha. Cha, con đi nghỉ ngơi đây. Tô Thương thuận miệng nói, sau đó liền bước lên phòng trên tầng 3. Khốn kiếp, cái thằng nhãi con này. Tô Thần Binh đưa mắt nhìn Tô Thương biến mất ở đầu bậc thang, nghiến răng nghiến lợi nói. Lòng tốt thì lại bị coi như lòng lang dạ thú, mày không muốn để người khác bảo vệ nữa chứ gì, được,
lần này ông đây phải trị mày mới được. Hôm nay, tiểu thư thứ hai Lý Kỳ Kỳ nhà họ Lý, đến trang viên tìm mày mấy lần, cũng không biết tại sao mày lại chọc đến nó nữa, ta thấy tính khí của nó, như là muốn đánh nhau với mày đó. Tô Thần Binh cười cợt nói, bây giờ ta sẽ đem tin tức của mày nói cho nó biết, để nó đến đây nói chuyện với mày nha. Quách Hí, chúng ta đi, để thằng danh này nếm mùi đau khổ đi. Nói xong, Tô Thần Binh quay người rời đi. Quách Hí không nhịn được sự vui mừng, đại thiếu gia võ công xuất chúng, người chịu khổ chắc chắn là Lý Kỳ Kỳ rồi. Nghĩ đến đây, Quách Hí liền theo sát phía sau Tô Thần Binh, rời khỏi biệt thự cạnh sông. Cha cũng biết đùa thật, thông báo cho người khác đến đánh con mình, không phải hổ dữ không ăn thịt con sao, cha có phải là cha ruột không vậy? Sau khi về phòng, Tô Thương nghe thấy lời của cha, ngay lập tức sầm mặt lại. Nhưng anh ấy không hề để ý đến, mà ngồi khoanh chân lại, bắt đầu hấp thụ sát khí bên trong yêu đao thái chân. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Tô Thương nghe được tiếng hai người con gái nói chuyện với nhau ở bên ngoài biệt thự truyền đến, liền biết đó là Lý Kỳ Kỳ đến, và có một cô gái nữa cũng đi theo. Chỗ này sao không có đèn soi nhỉ, Kỳ Kỳ, tớ sợ tối lắm, điện thoại di động của tớ hết pin rồi, lấy điện thoại di động của cậu mở đèn pin đi. Điện thoại di động tớ tự nhiên hỏng đèn pin, quên mất chưa mang đi sửa rồi. Sao lại hỏng vậy, Kỳ Kỳ, cậu chẳng biết thương tiếc điện thoại gì cả, không thể xé tấm phim đó ra rồi cứ lấy ra nghịch như vậy được, từ sáng đến tối cũng không thể nghịch nó, sờ nó, sạc nó, như vậy không hỏng mới lạ đấy. Ồ, xé tấm phim, rồi đeo lên, sờ nó, sạc nó. Tô Thương đang ngồi khoanh chân, nghe thấy thế nhất liền mở mắt ra, suýt nữa thì mất bình tĩnh rồi. Cái quái gì vậy, sao từ ngữ lại táo bạo như thế chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.